Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, Hán dịch, Đời Nguyên Ngụy, Đại sư Cù Đàm Bát Nhã Lưu Tri, Việt dịch, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, Phẩm 5, Súc Sinh. Lại nữa, tỳ kheo biết rõ về quả báo của nghiệp, quán đúng như thật về các địa ngục, biết quả báo của nghiệp trong 136 địa ngục, và biết như thật về thọ mạng dài ngắn, tăng giảm của các chúng sinh nơi cõi ấy. Vị ấy lại quán về đường thứ hai, có vô lượng loài ngạ quỷ, lược nói về 36 loại, cũng để nhận biết đúng như thật về các hành nghiệp của chúng. Vị ấy dùng văn tuệ, quán xét về cõi súc sinh, có từng chủng loại riêng biệt, gồm 34 ức, tất cả đều do tâm gây tạo nên, sinh vào năm đường. Trong năm đường ấy, chủng loại súc sinh về số lượng rất là nhiều, mỗi loại có mỗi tướng mạo, màu sắc riêng biệt, các đi đứng ăn uống chẳng đồng, loài bay thì mỗi loài mỗi khác, thường ghét nghịch thuận, đi có bạn đi một mình, cùng sống chung cùng dạo chơi, đó là các loài chim bay và các loài thú chạy, các loài ô thước thiên nga, chim nhạn, hồng, đi chơi từng đàn riêng biệt, chúng không oán ghét, giết hại lẫn nhau. Còn các loài cáo chó, giả can thì oán ghét nhau, quạ với cú mèo, ngựa với trâu bò, rắn độc với chuột, chúng tàn hại nhau. Hình tướng chẳng đồng, sự sinh hoạt và ăn uống cũng đều khác biệt. Vì nghiệp gì mà mỗi loài có hình tướng khác nhau, cách sinh hoạt ăn uống cũng không giống nhau. Vì ấy dùng văn tuệ, quán chúng sinh này bị các tâm sai khiến, gây ra vô số nghiệp, đi vào vô số cảnh giới, ăn thức ăn khác nhau. Vì ấy quán xét về các loài kia, do nhân duyên gì mà mỗi loại khác nhau, oán kết ganh tị nhau. Vị ấy liền dùng văn tuệ, biết các chúng sinh này ở đời trước do tà kiến mà học theo pháp tà, lại có chúng sinh cũng học theo pháp tà rồi sinh tà mạng, lấy những lý luận và ví dụ của tà kiến để cùng nhau tranh cãi. Tuy cùng bàn luận, nhưng rốt cuộc không đưa đến lợi ích, không tạo được an lạc, cũng không phải là đường lành. Hai loại người ấy, sau khi qua đời, bị đọa vào địa ngục, chịu vô lượng khổ. Vì xưa kia oán ghét nhau, nên khi thoát khỏi địa ngục, sinh vào loài súc sinh, trở lại oán ghét sát hại lẫn nhau, như rắn độc với chuột vàng, quạ với cú mèo, ngựa với trâu. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp rồi, lại quan sát các loài súc sinh, do nghiệp gì mà có loài súc sinh thuận hợp, không sát hại lẫn nhau. Vì ấy dùng văn tuệ, biết các chúng sinh kia khi còn làm người, vì sinh tử mà bố thí để cùng nhau phát nguyện. Đời vị lai, chúng ta thường làm vợ chồng với nhau. Sau khi qua đời, những người ấy sinh trong loại súc sinh, vui ít nhưng không bị khổ nhiều như các loài chim mạn mạn, uyên ương bồ câu. Phần nhiều chúng ưa thích ái dục, đó là nguyên nhân của nghiệp. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quan sát các loài súc sinh, chó, cáo, giả can, vì nghiệp gì mà tánh chúng ghét bỏ giết hại nhau. Vì ấy liền dùng văn tuệ, biết các chúng sinh kia lúc làm người đã làm bẩn thức ăn thanh tịnh của những người thiện và người xuất gia, lại thường thích tranh chấp do tâm tham, nên sau khi qua đời, người ấy bị đọa vào súc sinh làm thân chó, cáo, giả can, luôn oán ghét ganh tị nhau. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét các loài hươu nai, do nghiệp gì mà sinh vào loài này. Vị ấy dùng văn tuệ, biết các chúng sinh kia đời trước ưa thích làm giặc hùng mạnh, đã đánh trống thổi ốc đến các thành ấp, xóm làng, thùng doanh để phá hủy hàng rào của người khác, gây những âm thanh lớn để tăng thêm sự sợ hãi. Người như vậy, sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục, chịu đủ thứ khổ. Ra khỏi địa ngục, lại sinh vào loài hươu nai, tâm luôn sợ sệt. Do đời trước phá sóng làng của người, khiến họ phải lo sợ, nên nay phải sinh vào chốn núi rừng, đồng hoang, luôn luôn kinh hãi. Do nghiệp lực đã gây ra, nên sinh làm người, thì tâm luôn sợ sệt, nhỏ mọn, nhu nhược mãi lo sợ. Đó là duyên của nghiệp còn lại. Như vậy, vị ấy quán xét một phần nhỏ
về các loài súc sinh oán ghét, sát hại lẫn nhau, đó là do nghiệp đã tạo trước kia. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét các loài súc sinh vì nghiệp gì mà thọ thân theo hóa sinh. Vị ấy liền dùng văn tuệ, biết các chúng sinh kia đời trước vì nhằm lấy chỉ tơ nên nuôi tầm, giết kén, hoặc đem đun nấu, hoặc lấy nước ngâm, sinh ra vô lượng trùng, tên là hỏa mang. Có những ngoại đạo thọ pháp trai tà, lấy trùng còn nhỏ này bỏ trong lửa để cúng dường chư thiên cầu phước đức. Sau khi qua đời, người ấy bị đọa vào địa ngục, chịu đủ các khổ, ra khỏi địa ngục lại sinh vào loài hóa sinh, ở trong đồ vật chứa đựng nước đủ các loại khác nhau. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét các loài súc sinh vì nghiệp gì mà đọa vào loài thấp sinh. Vị ấy liền dùng văn tuệ, biết các chúng sinh kia khởi ác tà kiến, giết hại rùa ba ba, cá, ngao, ốc, hến và những loài trùng nhỏ trong ao bể, hoặc trùng nhỏ trong men rượu. Hoặc có người ác vì tham của cải mà giết các loài sâu nhỏ, hoặc vì tà kiến thờ trời, giết trùng được cúng tế. Sau khi qua đời, những người ấy bị đọa vào địa ngục, chịu đủ các thứ khổ không thể tính kể. Ra khỏi địa ngục, lại làm thân súc sinh trong loài thấp sinh như mũi bọ chết. Quán hai loại sinh ấy rồi, vị ấy tuần tự dùng tâm vi tế quán xét về quả báo của nghiệp trong các loài chúng sinh thuộc noãn sinh, vì nghiệp gì mà sinh vào loài này. Nếu người nào chưa đoạn trừ tham sân si, nhờ tu học thiền định chứng được thần thông thế gian, nhưng do nhân duyên gì đó mà người kia sinh tâm sân giận, phá hoại quốc độ, nên sau khi qua đời, người ấy bị đọa vào địa ngục, chịu vô lượng khổ. Ra khỏi địa ngục, lại làm thân trong loài noãn sinh như chim điêu, chim thú. Thoát thân này rồi, lại sinh làm người luôn có nhiều sân hận, đó là do nghiệp ác còn sót lại. Lại nữa, tỳ kheo biết rõ về quả báo của nghiệp, vị ấy dùng văn tuệ quán các súng sinh vì nghiệp gì mà thọ thân thai sinh. Như có chúng sinh đem tâm ái dục hòa hợp với loài bò, ngựa, bắt chúng giao hợp để tự thỏa thích, hoặc bắt người khác làm tà hạnh, phi lễ. Sau khi qua đời, người ấy bị đọa vào địa ngục, chịu vô lượng khổ. Ra khỏi địa ngục, lại làm thân súc sinh thuộc thai sinh. Nếu sinh làm người, thì làm thân hoàng môn, đó là do nghiệp ác còn sót lại. Lại nữa, tỳ kheo kia quán 11 loại súc sinh rồi, tiếp đến quán 4 loại chúng sinh. Khi ra khỏi địa ngục, lại thọ 4 loại thức ăn. 1. Đoàn thực, thức ăn phải nhai. 2. Ý tư thực, thức ăn bằng ý tư duy. 3. Xúc thực, thức ăn bằng sự tiếp xúc. 4. Ái thức thực, thức ăn bằng thức. Tỳ kheo lại tư duy, quan sát về quả báo của 4 loại thức ăn. Vì ấy dùng văn tuệ, quán các chúng sinh lấy các đoàn thực cho người phá giới hoặc lũ giặc. Sau khi cho ăn, người kia bảo lũ giặc này giết hại kẻ oán thù. Kẻ giặc ấy nhận lời liền giết kẻ oán thù kia. Sau khi qua đời, kẻ sai giết hại người ấy bị đọa vào địa ngục, chịu đủ các khổ báo. Ra khỏi địa ngục, đọa vào loài súc sinh thuộc đoàn thực như trâu, bò, dê, lạc đà, lừa, ngựa, heo, chó, các loài chim như chim cắt, thú, ngỗng, vịt, khổng, tước, mạn mạn, chim hòn và các loài chim khác. Phần nhiều chúng sống trong vùng đồng hoang, núi rừng hiểm trở. Đó là một ít loài súc sinh thuộc đoàn thực. Lại nữa, tỳ kheo quán các loài súc sinh thuộc súc thực ở trong bọc trứng, hoặc vừa ra khỏi trứng, lấy sự tiếp xúc làm thức ăn. Lại có nhiều loại chim sống trong nước, lấy bờ hồ làm tổ, hoặc đào bờ sông để làm hang ổ để đẻ trứng. Còn các loài rồng rắn vì nghiệp gì mà ăn bằng sự tiếp xúc? Tỳ kheo quan sát, liền dùng văn tuệ biết các chúng sinh này đời trước trong tâm hứa làm việc bố thí, sau đó suy nghĩ tính toán, hối hận không làm. Do tạo nghiệp bất thiện mà người kia bị đọa làm súc sinh, do tâm sư suy nghĩ mà nay mắc quả báo phải ăn bằng sự tiếp xúc. Lại nữa, tỳ kheo quán các loài súc sinh ăn bằng nhớ nghĩ, vì nghiệp gì mà làm thân súc sinh ăn bằng sự nhớ nghĩ? Vì ấy dùng văn tuệ, biết các súc sinh như cá đỏ, cá đề di, cá thố,
cho đến ngào ốc, đều lấy tâm nhớ nghĩ làm thức ăn. Nếu nhớ nghĩ thì không đói khát, thân thể càng phát triển. Vì nghiệp gì mà sinh vào các loài này? Vị ấy dùng văn tuệ biết các chúng sinh này do ngu si thiếu trí, không biết quả báo của nghiệp, đã hứa đem đồ vật cho người, nói rằng một tháng hoặc nửa tháng sau, tôi sẽ lấy của cải, thức ăn uống, vàng bạc châu báu cho ông. Nghe hứa như vậy, người nghèo ấy rất vui mừng, khen ngợi, trông mong mau đến nửa tháng hay một tháng để có được của cải. Sau đó, người nghèo kia tới nhà người giàu, nhưng ông ta nói khác đi, không giống như lời đã hứa trước đây. Người giàu ác ấy, sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục ưu hỷ, chịu đủ khổ não. Ở đây sau khi qua đời, lại bị đọa vào súc sinh, lấy nhớ nghĩ làm thức ăn. Do đời trước hứa cho người nghèo của cải, khiến họ vui mừng, nhưng cuối cùng không cho. Vì nhân duyên ấy, nếu được làm người, thì làm kẻ nô tỳ cho người sai khiến. Đó là do nghiệp ác còn sót lại. Lại nữa, tỳ kheo kia biết quả báo của nghiệp và quán các súc sinh ăn bằng loại thứ tư là ái thức thực. Vì ái dùng văn tuệ, quán thấy có súc sinh do ái thức thực làm khổ não, thường nhớ đến sự ăn uống, sinh trong vùng đồng hoang, làm thân trăng lớn, rắn thằn lằn, chỉ hút hơi gió, lại có trời quang minh, cũng gọi là ái thức ức thực, nhưng không bị khổ não. Thấy thức ăn thì nhớ nghĩ, đến liền, được no. Súc sinh ăn bằng thức ái, thì vì nghiệp gì mà phải chịu quả báo như vậy? Vì ái dùng văn tuệ, biết các chúng sinh kia, vì có nhiều sân giận, nhiều ngu si mà sát hại chúng sinh. Sau khi qua đời, người ấy sinh trong đường ác, làm thân trăng lớn. Do đời trước, vì ưa thích oán kết, nên tự quấn trói tâm mình. Vì nhân duyên đó, mà sinh trong loài súc sinh chịu khổ não, ưa thích ăn gió. Nếu sinh làm người thì hay sân giận, giải khỏi tranh cãi, kiện tụng với những việc vô cớ. Đó là do nghiệp ác còn sót lại. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét về vô lượng vô biên thế giới của súc sinh. Vì lý do gì có những chúng sinh làm thân loài trùng trong nước? Vì ấy dùng văn tuệ biết các chúng sinh kia do ngu si thiếu trí, không có tâm tuệ, khi sắp chết rất khổ sở vì bệnh khác, hay ưu nghĩ nhớ đến nước. Khi qua đời, người ấy bị đọa trong đường ác, làm thân các loài vật ở trong nước như các loài cá. Khi còn thân trung ấm, người ấy thấy các thứ nước, liền sinh tâm chạy đến đó. Do thủ làm nhân duyên cho hữu, nên thân trung ấm ấy có một phần trong đó. Vì đời trước không thực hành bố thí, trì giới, nên người ấy sinh trong nước, miệng luôn khô khan, giống như chạm vào tro lửa. Đó là do nghiệp ác gây ra từ đời trước. Lại nữa, tỳ kheo biết rõ quả báo của nghiệp, lại quán xét các loài súc sinh thuộc chim bay. Vì nghiệp gì mà chúng bay trên không trung, không bị chướng ngại? Vì ấy dùng văn tuệ, quán ba loại thần thông. 1. Thần thông giải thoát. 2. Thần thông thân hành. 3. Thần thông tâm tự tại. Người giải thoát theo sự nhớ nghĩ của tâm, hoặc là chim đi trên đất, hoặc bay trên không, cũng như đi trên đất, đều không phải là pháp giải thoát. Sức thần thông của chư Phật Như Lai đi đâu tùy ý với ba loại ấy. Ba loại ấy là sức thần thông thù thắng vi diệu của Bậc Thánh. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét về các loài súc sinh. Thế nào là quán về địa ngục, súc sinh, trời người, các loài chim bay, thú chạy, đi dưới nước, đi trên không, đi trên đất. Vì ấy dùng văn tuệ, quán xét trong địa ngục với vô số khổ não, có hai loại súc sinh, có loại thuộc chúng sinh, có loại không thuộc chúng sinh. Loại thuộc chúng sinh nghĩa là sinh vào chúng ngục kia bị thiêu đốt khổ não. Loại không thuộc chúng sinh là những tội nhân trong địa ngục do tâm điên đảo thấy trên hư không có các loại chim lớn đang bay lượn vui chơi, tâm liền sinh nhớ nghĩ muốn sinh vào chúng ấy. Theo tâm niệm đó mà được sinh, làm thân chim bay, chịu đủ khổ não trong địa ngục như trên. Do quả báo của nghiệp ác mà sinh trong địa ngục, thấy những con sư tử hình dáng rất đáng sợ, cùng các loài hổ báo, chim lớn, trùng dữ, trăng rắn. Những con có hình dáng đáng sợ ấy là loại không thuộc về chúng sinh, dùng các sự khủng bố để hại người nơi địa ngục. Loại không thuộc về chúng sinh ấy
do nghiệp đã tạo, khiến các tội nhân chịu khổ não cùng cực. Ở trong địa ngục, các súc sinh không chịu khổ não ấy là sư tử, hổ, báo, trăn, rắn tạo sự não hại. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán về đường của các ngạ quỷ, có những súc sinh bị khổ và đói khát, vì ấy liền dùng văn tuệ, thấy trong đường ngạ quỷ có 36 loại sinh trong loài chim bay, từ trong cõi người chết đi sinh vào loài chim bay, thọ thân các loài chim sát hại như chim cắt, cú, dữ, chim ưng, từ loại chim chết rồi sinh vào thế giới của ngạ quỷ, làm thân chim đói, bị đói khát thiêu đốt thân, hay mổ vào mắt ngạ quỷ, móc mắt ra hoặc phá cho bể đầu để ăn não. Mắt não tủy của ngạ quỷ nóng như đồng nung, bị các chúng sinh này cùng nhau đến giành ăn, đó là do nghiệp ác. Tùy theo như vậy, quán chim trong cõi ngạ quỷ rồi, liền dùng kệ quở trách. Nghiệp nóng bị quả nóng, chịu các khổ não lớn, thế nên phải lì bỏ nghiệp ác bất thiện ấy, trở nên tạo nghiệp ác, tham ganh hủy hoại mình. Nếu ai tạo tham ganh, đọa súc sinh ngạ quỷ, cùng sát hại lẫn nhau, hoặc đánh đập trói nhốt, làm súc sinh ngạ quỷ, nên xả bỏ ngu si hoại tâm mình, bỏ trì giới bố thí, bị ái dối mê hoặc, đọa vào đường súc sinh, không biết việc đúng sai, ăn vật không nên ăn, làm điều không nên làm, không hiểu pháp vi pháp, năm căn si không hiểu, chỉ tạo nghiệp súc sinh. Như vậy là tỳ kheo quán xét các loài súc sinh chỉ có một nghiệp, khi bị trói buộc theo thời gian trong nẻo luân hồi sinh tử, trải qua vô lượng trăm ngàn năm làm thân súc sinh, bị vô lượng trăm ngàn lưới khổ vây bủa, cũng là một nghiệp. Nói là một nghiệp súc sinh, nhưng có vô số nhân duyên nối tiếp bị tham dục ràng buộc không gián đoạn. Sinh trong biển lớn sau 10 do tuần, làm thân loài cá lớn ma kiệt, hoặc loài ốc, trai, sò, cá đề di nghê la, cá na ca thổ, chúng đều sợ hãi lẫn nhau, thường đe dọa, tạo mọi sợ sệt, làm nhiều dâm dục. Vì ngu si nên làm theo những điều phi pháp tà hành, không biết việc nào nên làm, chỗ nào không nên đi. Sống trong biển lớn, bị khổ về nước nóng, luôn lo ngại về đói khát, tàn hại lẫn nhau, khủng bố lẫn nhau. Nếu ai gây nhiều ngu si thì sinh trong biển lớn sau vạn do tuần, làm thân độc long sân giận, gây khổ lẫn nhau, vì tâm sân tâm loạn mà phun độc tàn hại nhau, tạo ra nhiều nghiệp ác. Thành của rồng ở tên là Hỷ Lạc, thành ấy ngang dọc 3.000 do tuần, trong đó có rất nhiều long vương. Có hai loại long vương: một, long vương hành theo pháp; hai, long vương hành theo phi pháp. Loại một thì ủng hộ thế gian, loại hai thì phá hoại thế gian. Trong thành đó, chỗ ở của long vương hành theo pháp không có mưa cát nóng, còn chỗ ở của long vương hành theo phi pháp thì thường có mưa cát nóng. Nếu cát nóng dính nơi đỉnh đầu thì nóng như lửa cháy, thiêu đốt cả cung điện, và hết thảy quyến thuộc của chúng đều chết sạch, chết rồi thì sống trở lại. Lại nữa, tùy theo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét về khổ não do mưa cát nóng của thế giới loài rồng, vì nghiệp gì mà thọ quả báo này. Vì ấy liền dùng văn tuệ, biết các chúng sinh kia khi làm người là một kẻ ngu si, do tâm sân hận mà thiêu đốt phòng xá của chúng tăng và xóm làng, thành ấp của người khác. Kẻ ác này sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục, chịu vô lượng thống khổ, ra khỏi địa ngục sinh vào loài rồng, do đời trước dùng lửa đốt xóm làng người, đốt phòng xá của tăng, mà nay làm thân súc sinh bị cát nóng nung đốt. Lại nữa, tỳ kheo quán thế giới của loài rồng, vì nghiệp gì mà sinh vào chốn đó, vì nhân duyên gì mà không bị cát nóng đốt hại. Vị ấy dùng văn tuệ, biết các chúng sinh kia do đời trước học các giới tà, nơi ngoại đạo thế gian, làm việc bố thí mà không thanh tịnh, tạo bảy thứ bất tịnh như trên đã nói, do tâm sân giận mà nguyện sinh vào loài rồng. Người ấy sau khi qua đời, bị đọa vào thành Hỷ Lạc, làm thân Long Vương. Sinh vào thành ấy rồi, thì tâm sân bớt dần, nhớ nghĩ đến phước đức, tùy thuận thực hành theo chánh pháp, nên thân của Long Vương ấy không bị khổ vì cát nóng. Lại nữa, tùy theo biết quả báo của nghiệp,
lại quan sát thế giới của loài rồng, vì nghiệp gì mà Long Vương hành theo phép sinh vào thành Hỷ Lạc, thành này hình tướng ra sao? Vị ấy dùng văn tuệ quan sát thành Hỷ Lạc, chỗ ở của Long Vương hành theo pháp, có thành quát bằng bảy báu, với ánh sáng của châu báu bảy màu. Trong những ao nước có đủ các loại hoa, như hoa ưu bát la với thức ăn tô đà, hưởng đủ hoang lạc, có vòng hoa hương, chuỗi anh lạc, hương bột, hương hoa, dùng trang sức nơi thân, có nhiều thần thông, nhớ nghĩ điều gì đều được như ý muốn. Nơi đỉnh đầu của rồng có đầu hình long xà. Các Long Vương hành theo pháp ở trong thành ấy gồm Long Vương bảy đầu, Long Vương mặc voi, Long Vương bà tu cá, Long Vương đắc xoa ca, Long Vương bạc đà la, đời ngụy dịch là hiền long, Long Vương lô hê ca, đời ngụy dịch là xích long, Long Vương bát ma thê, Long Vương vân mang, Long Vương a bạc đa, Long Vương nhất thiết đạo, Long Vương bát bà ha, đời ngụy dịch là nhẫn long. Nhờ tâm thiện tùy thuận hành theo chánh pháp mà các loài rồng này có phước đức như vậy. Chủng mưa đúng thời khiến cho năm thử lúa thóc hoa màu, ngũ cốc trong thế gian luôn được mùa dồi dào, an ổn sung túc, không có những trận mưa đá. Do tinh Phật pháp tăng, thuận hành theo đúng pháp, giữ gìn xá lợi Phật, nên các Long Vương ấy không bị khổ não cát nóng, lại được an vui bậc nhất. Chúng tuôn những trận mưa lành xuống bốn cõi thiên hạ là Chiên Phù Đề, Cù Đà Ni, Phất Bà Đề và Út Đan Việt. Nếu mọi người thuận theo pháp, hiếu dưỡng cha mẹ, cúng dường các sa môn, bà la môn, tu hành theo chánh pháp, thì khiến cho Long Vương hành theo pháp tăng thêm sức mạnh lớn, nhờ pháp vượt hơn nên tuôn xuống những cơn mưa nhẹ, giúp cho ngũ cốc tốt tươi, có đủ sắc hương vị, không có các tai họa, hoa quả dồi dào, các loại hoa tốt đẹp, ánh sáng mặt trời mặt trăng trong suốt, oai đức sáng sạch. Long Vương ấy có phước đức như vậy nên không phùng gió độc. Người ở cõi Diêm Phù Đề có bốn lý do khiến bị chết nhiều: một, đói khát; hai, chiến tranh; ba, gió độc; bốn, mưa dữ. Nếu các thế gian tùy thuận theo đúng pháp mà thực hành tù các phước đức, thì Long Vương hành theo pháp tăng thêm sức mạnh lớn, không bổ mày dữ, tuôn mưa dữ, không có gió độc, các sông nước chảy điều hòa, lúa gạo tốt nhiều, trái to vị ngọt, đủ sắc hương vị, ăn vào không bệnh, xa lìa các khổ não đói khát, đầy đủ sắc lực, bốn đại an ổn, tu hành các nghiệp thiện. Do hành nghiệp thiện nên giữ gìn quả thiện ấy, ruộng vườn xanh tươi. Long Vương hành theo pháp tuần tự ủng hộ những chúng sinh thuận theo chánh pháp tu tập nghiệp thiện. Quán cõi Diêm Phù Đề rồi, vị ấy quán cõi Cù Đà Ni. Long Vương thuận theo pháp để ủng hộ người Cù Đà Ni như thế nào? Tâm của chúng sinh ở cõi Cù Đà Ni mềm dịu, chỉ có một nghiệp ác là lấy nước đục uống nên bị chết yểu. Long Vương thuận theo pháp không mưa nước đục vào cõi này. Người cõi Cù Đà Ni được uống nước trong sạch nên không có bệnh, đó là nhờ uy lực của rồng. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét Long Vương hành theo pháp ở cõi Phất Bà Đề đã đem lại an vui như thế nào. Vị ấy dùng văn tuệ biết các chúng sinh kia ở cõi Phất Bà Đề, nếu nghe tiếng sấm hoặc thấy ánh sáng của sấm, do tâm mềm yếu nên đều bị bệnh khổ. Long Vương hành theo pháp ở thế giới ấy không tạo ra tiếng sấm, không phóng ánh sáng của sấm chớp, khiến cho người cõi Phất Bà Đề không gặp bệnh khổ, đó là uy lực của rồng. Lại nữa, tùy theo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét người ở cõi Út Đan Việt vì sao bị suy não. Vị ấy dùng văn tuệ biết người ở cõi Út Đan Việt nếu gặp mây đen gió lạnh thổi làm cho hoa thơm không nở, khi thấy hoa khép lại, người nơi cõi ấy u não vì biết mây đen nổi lên. Núi Tăng Già Xa có tiếng chim kêu ghê rợn, các thứ tiếng âm nhạc đều nghe rất dở, ở chỗ của rồng ác đều bị suy não như vậy. Long Vương hành theo pháp không dùng mây đen gió lạnh thổi dạt vào bốn cõi thiên hạ. Long Vương hành theo pháp lấy việc an lạc để làm lợi ích cho chúng sinh. Lại nữa, tùy theo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét thế giới của loài rồng
Những dòng ác nào không tùy thuận hành theo pháp, vị ấy dùng văn tuệ biết các dòng ác trong thành Hỷ Lạc không hành theo pháp. Tên của chúng là Long Vương, Ba La Ma Thê, đời người dịch là Não Loạn. Long Vương Tỳ Khám Lâm Bà, đời người dịch là Phấn Tấn. Long Vương Ca La, đời người dịch là Hắc Sắc. Long Vương Hầu Lâu Hầu Lâu, đời người dịch là Đa Thanh. Sống nơi thành Hỷ Lạc trong biển. Vì sao những dòng ác hành theo phi pháp này tăng trưởng sức mạnh? Vì ấy dùng văn tuệ biết các chúng sinh kia do hành pháp bất thiện, không hiếu thuận cha mẹ, không kính các sa môn bà la môn, nên những dòng ác như vậy tăng trưởng sức mạnh, sống trong cõi diêm phù đề, mang thân hung tợn. Vì tâm ác mà chúng nổi lên, mây mưa dữ, chỗ nào có mưa thì sinh cây độc dữ, gió dữ thổi vào cây, khí độc thì nhập vào nước, khiến nước hòa lẫn với chất độc, làm cho tất cả ngũ cốc đều bị thấm độc. Nếu ai ăn vào đều bị bệnh khổ, chất dinh dưỡng của ngũ cốc bị tiêu dần, nên con người bị chết yểu. Lòng vương ác ấy do tâm ác mà giáng xuống những tai họa, sát hại lẫn nhau. Vì ác ấy nên người cõi diêm phù đề đều bị hủy diệt. Đó là do rồng hành theo phi pháp tạo ra các điều ác. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét Long Vương có sức mạnh lớn tự tại. Vì sao Long Vương hành theo ác phi pháp, dùng các thứ suy nạn làm khổ người cõi Cù Đà Ni? Vì ấy dùng văn tuệ biết rằng ác phi pháp ở chốn hiểm trở, núi cao nơi cõi Cù Đà Ni, chúng tuôn những trận mưa lớn làm cho các sông đều ngập đục. Người cõi Cù Đà Ni nếu ai uống vào thì do nhân duyên này mà bị suy tổn nặng, bị nhiều khổ não. Tỳ kheo ấy đã thấu rõ đúng như thật khi quán về cõi Cù Đà Ni. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét cõi Phất Bà Đề. Vì ấy dùng văn tuệ biết mọi người ở thế gian không tu theo chánh pháp, khiến cho thế lực của dòng ác tăng trưởng, tạo sấm sét dữ dội giống như núi lớn sụp đổ. Người cõi Phất Bà Đề do tâm mềm yếu nên gặp nhiều bệnh khổ. Ánh sáng của sấm chớp tỏa khắp thế giới giống như lửa đốt cháy dữ dội. Từ trong mây, rồng hiện ra với đôi mắt giống như bánh xe, thân đen, xấu giống như núi đen. Cổ nó có ba đầu, trổ ra các hoa giống như tướng ngựa hoặc thần sắn. Hiện ra những thân hung dữ như vậy khiến cho người ở cõi Phất Bà Đề trông thấy đều bị suy não lớn. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét cõi Út Đan Việt như cõi trời thứ hai. Vì sao rồng ác tạo suy não cho người ở cõi Út Đan Việt? Vì ấy dùng văn tuệ biết núi Tăng Già Xa ở cõi Út Đan Việt như trước đã nói, hoa sen thường nở, mùi thơm tỏa khắp, màu rất tươi đẹp. Người nước ấy ngửi nó cảm thấy thích thú. Nếu người ở thế gian bất hiếu với cha mẹ, không cúng dường các sa môn bà la môn, bấy giờ Long Vương ác do tâm tùy tiện tăng trưởng thế lực, nổi những đám mây lớn giống như núi đen phủ khắp, che lấp ánh sáng mặt trời, thì hoa sen liền khép lại, không có mùi thơm, mất đi ánh sáng màu vàng ròng. Người cõi Út Đan Việt thấy hoa khép lại thì buồn rầu lo sợ, trong mây phát ra gió thổi các âm thanh loạn xạ không đáng ưa thích. Thế lực của rồng ác trong bốn cõi thiên hạ đã làm suy não người nơi cõi Út Đan Việt như vậy. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, là quán xét trong bốn cõi thiên hạ có hơn có kém. Vì ấy dùng văn tuệ quán sự hoang lạc an ổn của cõi Út Đan Việt vượt hơn ba cõi kia. Người cõi Diêm Phù Đề hành theo pháp và phi pháp, do đó đối với sự khổ vui có tăng giảm so với ba cõi thiên hạ kia, làm tăng trưởng đất nghiệp, tu hành mười đạo thiện, có Phật ra đời. Vì nhân duyên của cõi Diêm Phù Đề nên có bốn thiên hạ. Người cõi Diêm Phù Đề tư duy tu hành mười đạo nghiệp thiện, lại có thể tu tập phạm hạnh. Trong thế giới ấy, phần nhiều thường tư duy quan sát về sinh diệt. Nơi tòa kim cương của kim cương ấy, tất cả quốc độ thuộc cõi Diêm Phù Đề và ở thế gian đều không có. Chỗ tòa kim cương ấy rộng 84.000 do tuần. Đức Phật đã an tọa nơi tòa này mà sinh tâm giác ngộ. Vì nhân duyên ấy
Đức Như Lai đã xuất hiện ở cõi Diêm Phù Đề, không ở cõi thiên hạ khác. Vì sao? Vì căn lành đã thành tựu, chứng Phật Bồ Đề, núi chúa Tu Di, hãy còn không thể giữ được, huống chi là đất ở chỗ khác. Vì nhân duyên này mà Phật ở cõi Diêm Phù Đề, không ở cõi khác. Thân người khó được, mà trong cõi Diêm Phù Đề, nhờ tạo nghiệp lành, nên được sinh nơi cõi người. Do đấy mà cõi Diêm Phù Đề là tối thắng bậc nhất trong thiên hạ, chẳng phải cõi thiên hạ khác. Lại nữa, tùy theo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét thế giới của loại rồng. Vì nghiệp gì mà Long Vương hành theo phi pháp để ăn nuốt loài tôm tép, ăn đất cát, hít thở bằng gió? Vì ấy dùng văn tuệ biết chúng sinh kia khi làm người hay khinh khi, nhục mạ vợ con, một mình ăn món ngon vật lạ, vợ con rất thèm thuồng, nhưng người kia vẫn ăn một mình no lê, lại còn thức ăn thừa thải mới đem cho vợ con. Người ép ấy sau khi qua đời bị đọa vào loài rồng, ăn nuốt tôm tép, ăn cát và thở bằng gió, chịu quả báo tương tự với nghiệp đã tạo. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét thế giới của loài rồng. Vì nghiệp gì mà các loài rồng tuôn mưa? Lại vì nghiệp gì lại giáng xuống các tai họa mưa đá? Vì ấy dùng văn tuệ biết rồng ác này ngậm độc sân giận, không tùy thuận hành theo pháp. Mỗi khi hai Long Vương sân giận tranh chấp thì nổi lên mây mưa dữ tợn, gió độc giáng tai họa mưa đá, khiến cho ngũ cốc tan nát hư hoại, không thu hoạch được. Cũng do các chúng sinh hành theo phi pháp khiến rồng ác sân giận, cho nên xảy ra tai biến ấy. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét thế giới của loài rồng. Vì sao chúng tuôn mưa đúng mùa xuống cõi Diêm Phù Đề, làm thấm nhuần tạo lợi ích cho lúa thóc, mía mè, cây cối núi rừng, đậu đại mạch, tiểu mạch, khiến cho mọi hoa màu lúa thóc đều tươi tốt dồi dào? Vì ấy dùng văn tuệ thấy Long Vương hành theo pháp tuôn mưa đúng mùa để tạo lợi ích an lạc cho chúng sinh, cũng do các chúng sinh tùy thuận hành theo chánh pháp mà Long Vương hành pháp mưa hợp thời, khiến cho đất nước được phồn vinh an vui. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét tất cả loài rồng ở cung điện, có bao nhiêu rồng sống trong biển và sông nơi các dòng nước. Vì ấy dùng văn tuệ biết cõi Diêm Phù Đề, nếu loài người không thuận hành theo chánh pháp thì có vô lượng rồng ở các dòng nước. Nếu loài người ở cõi Diêm Phù Đề tùy thuận hành theo pháp thì có 57 ức rồng ở các dòng nước. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét thế giới của loài rồng. Vì ấy quán thành hỷ lạc và rồng ở các dòng nước rồi, lại quán nơi đáy của biển lớn có bao nhiêu chúng sinh hiện sống ở đó. Vì ấy liền dùng văn tuệ biết nơi mặt đất trong biển lớn có loài oán địch của chư thiên là Atula. Atula lược nói có hai loại: một thuộc về quỷ, hai thuộc về loài súc sinh. Atula thuộc quỷ là ngạ quỷ thân ma, có sức thần thông. Atula thuộc loài súc sinh thì ở nơi đáy biển lớn cạnh núi Tu Di, nơi vùng thấp của biển rộng 84.000 do tuần. Lược nói có 4 vùng. Vùng thứ nhất có 21.000 do tuần là chỗ của Atula Vương La Hầu. Atula Vương La Hầu này ở trong dục giới có thể hóa thân lớn nhỏ tùy ý, là do uy lực của người hành thiện hay bất thiện. Bấy giờ Atula suy nghĩ, ta sẽ đến quan sát chỗ vui chơi trong vườn rừng của kẻ địch, cùng các thể nữ dạo xem tha hồ thọ lạc. Nghĩ như vậy rồi, Atula liền dùng các loại châu ngọc đại thanh, ngọc ba đầu ma, ngọc quang minh uy đức, hoặc dùng vàng ngọc năm màu, ngọc đỏ, cùng những y phục đủ màu, sắc nào xanh, vàng, đỏ, đen, tất cả để tạo vẻ oai nghiêm, đẹp đẽ nơi thân, cũng là áo giáp, ánh sáng rực rỡ. Lúc này, thần tướng của Atula Vương cao lớn như núi chúa Tu Di, ngọc bảo khắp thân phát ra ánh sáng lớn xen đủ màu sắc, nên sinh tâm đại kiêu mạn, cho rằng không ai sánh bằng. Muốn các thiên nữ, các nữ Atula yêu kính thân mình. Atula Vương từ trong thành đi ra, thành ấy tên là Quang Minh, ngang dọc 8.000 do tuần,
Có vô lượng rừng báu, sông suối, ao hồ, cỏ cây, các loại hoa sen để tạo sự trang nghiêm. Đầu Atula Vương đội vòng hoa, thân xoa đủ loại hương thoa, hương bột. Từ nơi đây nghĩ đến chốn vui chơi trong rừng, của cõi trời. Nếu người nơi cõi Diêm Phù Đề không thực hành theo chánh pháp, không hiểu dưỡng với cha mẹ, không kính các vị sa môn, bà la môn, các bậc tôn trưởng, không dựa theo pháp để tu tập, không phụng thờ tam bảo, không quản các pháp thiện và bất thiện, thì uy lực của chư thiên đều bị giảm sút. Trời Tử Thiên Vương lật lượt nói với nhau, tất cả hãy chạy tránh xa, coi chừng Atula Vương La Hầu là sư tử còn đến giết chúng ta. Nếu người ở cõi Diêm Phù Đề tu hành theo chánh pháp, hiểu dưỡng cha mẹ, kính thờ sư trưởng, cũng nhường các vị sa môn, bà la môn, tôn kính bậc trưởng lão, thì uy lực chư thiên được tăng trưởng. Bấy giờ, Tử Thiên Vương lấy các thứ y phục quý giá mặc vào người, xoa hương thoa hương bột, lập tức đến chống cự với Atula Vương La Hầu sư tử con. Trong hư không tuôn xuống trận mưa đao kiếm, tất cả chúng trời đều sinh tâm vui mừng, đi đến cạnh núi Tu Di La To. Nếu vua trời không xuất hiện mà Atula Vương muốn xem vườn rừng vui chơi, thì hàng trăm ngàn tia ánh sáng mặt trời tỏa chiếu lên những vật trang sức nơi thân càng chói lòa, che lấp mắt Atula Vương, nên không sao thấy được chốn chư thiên vui chơi thọ lạc trong vườn kia. Lúc này Atula Vương La Hầu suy nghĩ, mặt trời che mắt ta, khiến ta không thể nhìn thấy các thể nữ ở cõi trời. Ta sẽ dùng tay che vòng ánh sáng của mặt trời, như thế mới có thể thấy các thiên nữ được. Atula Vương liền giơ tay phải che vòng ánh sáng của mặt trời, mong muốn được thấy sắc đẹp dịu dàng đáng yêu của các thiên nữ. Nơi tay phát ra bốn loại ánh sáng, như trước đã nói, Atula Vương đang đứng trong biển thì nước ngập tới eo lưng. Ánh sáng của các thứ châu báu đổ màu xanh vàng đỏ đen cùng chiếu khắp. Khi Atula Vương dùng tay che mặt trời thì các luận sư theo tà kiến trong thế gian đều có những dị thuyết nói là Atula Vương La Hầu ăn mặt trời. Nếu mặt trời có màu đỏ, màu đen thì họ lấy hiện tượng ấy mà xem tướng thọ mạng của con người. Các nhà xem tướng không biết quả báo của nghiệp nên nói hoặc là được mùa sung túc, hoặc sẽ mất mùa, hoặc cho là có họa dữ tai ương đến vua, hoặc nói là tốt đẹp vui vẻ. Khi Atula Vương lấy tay che mặt trời rồi thì thấy rõ chỗ vui chơi ao hồ vườn cây của chư thiên. Thiên Vương Đế thích thấy vậy, bèn lệnh cho chúng trời lo trang nghiêm cung điện. Các thiên tử thì dùng những vật báu trang sức nơi thân đi đến chỗ Atula Vương La Hầu để chiến đấu. Thấy chúng trời, Atula Vương La Hầu liền trở về cung thành. Lại nữa, tỳ kheo làm thế nào để quán về nguyệt thực, vị ấy dùng văn tuệ biết các vị quan quyến thuộc của Atula Vương La Hầu đi trên biển, thấy mặt trăng, thường dạo chơi trên đỉnh núi U Đà Diên. Trong cõi Diêm Phù Đề, trăng sáng trong như tỳ lưu ly, tươi đẹp dịu dàng, vượt hơn ánh sáng bình thường cả trăm lần. Các quan quyến thuộc trông thấy rồi liền đến chỗ Atula Vương La Hầu thưa: Bạch Đại Vương, mặt trăng tròn đầy, tươi đẹp giống như mặt của thiên nữ. Khi đó nghe nói vậy, Atula Vương La Hầu liền sinh tâm ái dục, muốn thấy thiên nữ, nên lập tức đứng dậy, khao khát muốn thấy cho bằng được. Atula Vương La Hầu bèn dùng tay che lấy mặt trăng để mong thấy thiên nữ. Lúc này, Atula Vương trang sức nơi thân mình với vô lượng các vật báu như trên đã nói. Các vị thầy chủ thuộc trong cõi Diêm Phù Đề chú nguyện, tất cả những thứ xấu ác nơi các xóm làng, thành ấp trong quốc độ sẽ mau diệt trừ. Tất cả các thứ xấu ác nơi đất đai, trong thế gian sẽ mau được diệt trừ. Tất cả những điều xấu ác trong hàng bà la môn sẽ mau được diệt trừ. Nếu mặt trăng có màu đen, màu vàng, thì các thầy xem tướng trong thế gian nói sẽ được mùa hoặc sẽ mất mùa, vua sẽ bị hùng nguy hoặc được vui vẻ, bình đào nổi lên dữ dội hoặc không nổi yên, bình yên. Các cõi Cù Đà Ni, Út Đàn Việt, Phất Bà Đề thì tùy theo vùng thái mặt trăng bị ăn, chứ không phải nói theo tà kiến. Do nhân duyên này nên mặt trời, mặt trăng bị ngăn che, cho là mặt trăng bị ăn.
Lại nữa, nhân duyên thứ hai che lấp mặt trời mặt trăng. Khi trời tuôn ra những âm thanh lớn vang động khắp Atula Vương La Hầu đang ở nơi biển cả, bấy giờ các quan quyển thuộc tàu đại vương thiên chủ Kiều Thi Ca có các công đức của chư thiên đầy đủ năm dục với các quyển thuộc vây quanh vui vẻ thọ lạc. Ông ta hiện đang ở Thiện Pháp Đường trong thành Thiện Kiến trên đỉnh núi Tu Di. Thiên chủ Kiều Thi Ca là chủ của chư thiên. Đại vương này được chúng tôi tôn kính, ngài có sức mạnh lớn, thần thông vượt trội hơn Kiều Thi Ca và có thể thống lãnh các quan quyến thuộc đến đám thiên chủ tiêu diệt thành Thiện Kiến ấy. Atula vương nghe lời tâu ấy liền phấn chấn, xa vẻ oai vệ, nổi giận đi ra khỏi thành Quang Minh, gầm lên như tiếng sấm sét. Các vị thầy tướng nơi các nước trồng cỏ diêm phù đề cho là loài thú của cõi trời rống, họ cho hiện tượng như vậy là phồn vinh vui vẻ an ổn không ai bằng, hoặc cho là tai họa bị mất mùa ngũ cốc hiếm hoi, hoặc bảo là vua sẽ chết, hoặc nói là điều vui linh ứng tốt đẹp, hoặc cho là binh đao nổi lên không nổi lên trong cõi nước, hoặc bảo là dân chúng an lạc không có biến đổi gì, hoặc nói phải trai giới thành khiết, phải lễ bái thần để cầu phước. Khi ấy, Atula Vương La Hầu suy nghĩ, ta lưu giữ các châu báu này lại trong thành để chiếu sáng cho các con ta. Nếu không có châu báu thì không có ánh sáng. Trên trời cũng vậy, có mặt trời mặt trăng mới có ánh sáng. Nếu không có mặt trời mặt trăng thì thế gian sẽ tối tăm. Ta này hãy che mặt trời mặt trăng lại, khiến cho cả trời đất đều đen tối. Suy nghĩ như vậy xong, Atula Vương đi ra khỏi thành, lấy một tay che lấp vòng ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Những người ngu, các thầy xem tướng trong thế gian đều nói về tai ương và tốt lành như trước đã nêu. Atula Vương lại dùng một tay sờ vào đỉnh núi Tu Di, muốn cùng với chư thiên chiến đấu một mất một còn. Atula ấy là xuất sinh thiếu trí, thấy các hiện tượng quang minh oai đức, trang nghiêm thù thắng của cõi trời thì tâm sinh nghi ngờ hối hận, trở về chỗ cũ ở thành Quang Minh. Đó là nhân duyên thứ hai, khiến mặt trời mặt trăng bị che lấp, khiến chúng gọi là bị ăn, âm thanh nơi cõi trời gầm vang chấn động. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét dục lạc mà đại vương Atula Hầu thọ hưởng. Vì ấy dùng văn tuệ quán bên trong thành nơi Atula ở, thành được trang nghiêm bằng vô số thứ châu báu, nằm bên cạnh sườn núi Tu Di, sâu 21,000 do tuần, rộng 8,000 do tuần, có ao hồ, hoa sen, cây cối tươi tốt, đất bằng vàng ròng, màu giống ánh sáng điện chớp, cung điện nhà cửa, lầu gác đều bằng vàng, cây bằng sen hồ bẩu, treo các linh quỷ phát ra âm thanh vi diệu, có các thứ âm nhạc tạo mọi vui thích thọ lạc. Trong mỗi mỗi ao đều có những hoa bằng vàng để tôn vẽ trang nghiêm, có các loài chim như chim nhạn, chim uyên ương đều trang sức bằng vàng ròng, ai thấy cũng đều ưa thích, giống các loài chim của chư thiên. Mỗi chim bằng mani, chúng vui vẻ dạo chơi khắp chốn, có đủ thứ màu sắc của bảy báu, có cánh bằng tỳ lưu ly xanh, vui đùa vô cùng đáng yêu giữa các lầu gác lan can, phát ra những âm thanh vi diệu, ai nghe cũng đều vui thích. Tất cả các loại chim khác cũng vậy, đều sạch sẽ đẹp đẽ. Thành ấy có rất nhiều cây hoa, hoa sen để tạo sự tươi đẹp, và có 4 khu vườn rừng, cây cỏ hoa lá đều bằng vàng ròng. Mỗi mỗi khu vườn rừng ngang dọc cả trăm do tuần. 4 khu vườn rừng là 1. Du Hí, 2. Đam Lạc, 3. Nga Trú, 4. Cầu Chỉ La. 4 khu vườn rừng này luôn sáng rỡ tô điểm cho thành. Mỗi khu vườn rừng có 3,000 loại cây, như cây theo ý nguyện, màu vàng ròng, như mây như ảnh, cành mềm dẻo, là chỗ của chim đậu, các hoa nở rộ, mùi thơm phảng phất khắp cả giao tuần. Có nhiều đàn ông chứa đầy mật ngọt, hoặc cây kim sắc, cây xuất ra suối rượu, cây ngưu đầu chim đàn hương có màu như mây, cây thất diệp hương, cây chỉ đa ca, cây tất lị ca, gió thổi nhẹ lay động như mặt trầm thủy, cây phổ nhãn hương, cây minh đăng hương, cây mani hương,
Cây họ sắc hương, có đủ loại cây thơm như vậy, hoa luôn nở rộ, lúc nào cũng như mới nở. Lại có nhiều cây ăn quả, ánh sáng tỏa ra, từ là soi bóng xuống, các dòng nước để làm tăng vẻ đẹp nơi ao suối. Ai trông thấy cũng đều thích thú. Các loại cây ấy, có loại mọc ở cõi Diêm Phù Đề, có loại mọc ở cõi Úc Đàn Việt, có loại mọc ở thành Quang Minh của Atula Vương. Cây có hoa, cây có trái, cây có rượu. Atula Vương đi dạo khắp nơi, vui vẻ thọ lạc. Có các thể nữ vây quanh để mua vui. Đây là phiền não, vì nhiễm đắm cái vui vô thường, không lâu bền, màu hư hoại, mà cho là đất cam lồ không chết. Atula Vương có bốn thể nữ, tất cả đều do nhớ nghĩ mà có. Một, Như Ảnh. Hai, Chư Hương. Ba, Diệu Lâm. Bốn, Thắng Đức. Bốn thể nữ này có 12 nay do tha thị nữ làm quyến thuộc, vây quanh Atula Vương, vui vẻ tình tứ, tha hồ thọ lạc, không thể ví dụ được. Do từ chỗ tạo nghiệp đã thành tựu, mà Atula Vương có vô lượng ức, chúng thể nữ vây quanh vui vẻ dạo chơi. Cung điện ngàn cột, phòng xá thẳng hàng, đều bằng châu báu. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp rồi, lại quán xét về Atula Vương La Hầu, do nghiệp báo nào mà có được cảnh giới của Atula, tạo nghiệp gì mà đạt được quả báo như vậy. Kệ tụng: không nhân thì không quả, tạo nghiệp ác hưởng quả, như trồng cây được trái, nghiệp lành sinh trời người, nghiệp lành được quả vui, thường ở trong trời người, nghiệp ác đọa ba đường. Atula thì sao? Nó đọa đường súc sinh. Vì sao thọ béo vui, thiểu trí không hiểu nổi, vì sao lại như vậy? Tỳ kheo tư duy rồi, liền dùng văn tuệ quán xét về kiếp quá khứ xa xưa của Atula. Vì ấy biết, Atula tu tập theo pháp của Bà La Môn, nên có trí tuệ thông minh bậc nhất, rành rõ các kỹ thuật của thế gian, thích thực hành bố thí, ở nơi giữa đồng hoang, bố thí các thức ăn uống, trái cây, suối mát, nước ngọt, phòng xá, giường chiếu. Lại ở ngã tư đường, bố thí cho người bệnh, người đi đường, khách buôn, kẻ đuôi mù bần cùng. Bố thí nhà cửa, thức ăn uống, giường chiếu, tất cả đều đầy đủ, nhưng không chánh kiến. Bấy giờ, ở sừng Di Thê La, có ngôi Tăng Già Lam, ngang dọc 20 do tuần. Trong chùa ấy có vô lượng trăm ngàn tháp Phật, trang nghiêm bằng bảy báu. Chùa do 500 vua lớn như vua Nề Gì cùng nhau xây dựng để tạo phước. Ở đó có một tháp dùng vàng sòng anh lạc, những vòng hoa đẹp, bảy báu để tôn vẽ nghiêm trang. Các vị vua này đã từng nghe danh hiệu của chư Phật nên vẽ ra hình ảnh Như Lai, có nhiều vườn cây, ao hồ, suối mát tươi đẹp như trên đã nói. Trong cõi Diêm Phù Đề, bảy giờ cũng có sừng cây như cổ vua La Hầu Atula và trang nghiêm tháp Phật, các dòng nước, hoa sen vi diệu, các chim đều như trên đã nói. Bấy giờ có Bà La Môn tên Bà Lợi, chuyên tụng luận Tỳ Đà, tạo nhiều phước đức. Bà La Môn ấy dùng 4.000 cỗ xe chở các thứ thức ăn uống đến vùng đồng hoang để bố thí cho những người đi đường cần dùng. Ông ta liền thấy một tháp Phật cao 2 do tuần, rộng 50 dặm. Có kẻ ác dùng lửa đốt tháp rồi bỏ đi. Thấy tháp bị đốt, Bà La Môn suy nghĩ: này ta hãy gác việc bố thí cầu phước đức này lại, để cứu tháp của Như Lai rất là trang nghiêm kỳ diệu, chạm chỗ tinh xảo, rộng lớn hiếm có. Ta nên dập tắt ngọn lửa này để tháp không bị cháy hư hoại. Nếu ta không cứu tháp, vua biết được thì sẽ phạt nặng, cho là không có lòng tin chân thật, không có tâm tôn kính. Suy nghĩ như vậy, ông ta liền dùng 4.000 cỗ xe chở nước đến dập tắt ngọn lửa kia. Khi lửa tàn rồi, ông ta mỉm cười nói: ta cứu tháp này là có phước đức hay không phước đức? Nếu có phước đức, nguyện đời sau ta được thân tướng cao lớn, trong cõi dục không ai sánh bằng. Tuy nguyện như thế, nhưng ông ta vẫn không tin, không chánh tư duy, cử thích tranh chấp, không tin nơi chánh nghiệp. Do diệu lực của ruộng phước mà ông ta xin làm Atula Vương trong thành Quang Minh. Lại nữa, tỳ kheo quán chỗ ở thứ hai của Atula Vương La Hầu như thế nào? Vị ấy dục thiền nhãn với trí tuệ, quán xét chỗ ở thứ hai của Atula Vương,
Ngang dọc một vạn ba ngàn do tùng, có vườn cây ao tắm với rất nhiều hoa sen, nơi vui chơi có đủ các loại chim khác nhau để tạo sự trang nghiêm. Thành của Atula, đất bằng vàng ròng, chỗ nào cũng đầy châu báu mani, ngọc khe bối, nên oai nghiêm tráng lệ. Có nhiều thể nữ đẹp đẽ, thùy mị đi dạo. Nơi chốn Atula vương La Hầu thống lãnh, không có tranh chấp, kiện tụng. Theo ý nhớ nghĩ đều có thể đạt được. Cảnh giới của Atula ở có 13 chốn. 1. Già mê. 2. Dũng tẩu. 3. Ước niệm. 4. Châu Anh. 5. Phong tuyền. 6. Xích ngư mục. 7. Chánh tẩu. 8. Thủy hành. 9. Trụ không. 10. Trụ sơn quật. 11. Ái trì. 12. Ngư khẩu. 13. Cộng đạo. Nếu mọi người trên thế gian không hiếu dưỡng cha mẹ, không cúng dường các vị sa môn, bà la môn, không hành theo chánh pháp, thì chúng các cõi trời tổn giảm, còn chúng Atula thì tăng trưởng. Còn nếu mọi người trên thế gian cúng dường các sa môn, bà la môn, hiếu dưỡng cha mẹ, hành theo chánh pháp, thì chúng Atula tổn giảm, chúng trời tăng trưởng. Vì hai nhân duyên là chánh pháp và phi pháp, nên khiến cho chư thiền và Atula tăng trưởng hoặc tổn giảm. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét cảnh giới của Atula vương La Hầu ở, cùng quán các pháp quả báo của nghiệp nơi Atula. Vị ấy dùng văn tuệ, biết chúng sinh kia thấy người bắt cá, đặt lưới bổ vây, ngăn bắt, vì tạo lợi ích cho chúng sinh, muốn chúng sinh được sống, người kia phá bỏ bờ đập, ngăn cá, hoặc dùng uy lực, bắt mọi người phải phóng sinh, hoặc vì lợi ích cho mình, hoặc cầu tiếng khen, hoặc vì vua đại thần mà ngăn chặn việc sát sinh, hoặc vì bảo vệ chủng tộc, do đời trước đã học tập, tu hành theo pháp bất sát, nhưng lại không làm những việc thiện. Sau khi qua đời, người kia sinh vào đường Atula, làm thân Atula, thọ mạng lâu dài, trải qua 5.000 năm. Một ngày đêm của cõi Atula đối với nhân gian là 500 năm. Làm thân Atula như vậy, đủ 5.000 năm, thêm ít nhưng giảm nhiều. Cũng có những người chết yểu nửa chừng vì tâm ở bậc hạ, bậc trung. Nhờ năng lực của nhân duyên đó mà có thân tướng oai đức, theo nghiệp dẫn đến việc thọ quả báo. Tỳ kheo nên biết, quán tâm của chúng sinh có nhiều sự tinh hiệu khác nhau. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét cõi của Atula vương La Hầu sống nơi đáy biển lớn. Vì ấy dùng văn tuệ với trí lanh lợi, thanh tịnh bậc nhất, quán vùng thứ hai nơi đất thấp có vùng tên Nguyệt Mang, dưới chỗ Atula vương La Hầu khoảng 21.000 do tùng, có Atula vương tên Đà Ma Hầu, đời ngụy dịch là cốt yếu. Atula vương tên Hoa Mang, cũng có thành lớn tên sông Du Hí, ngang dọc 8 vạn do tuần, có vườn rừng tươi tốt, ao tắm trong mát đầy hoa sen để tăng vẻ trang nghiêm, có núi vàng cao vút, thung lũng tối sầu với nhiều chim thú, xung quanh đều được tô điểm đẹp đẽ. Đất bằng lưu ly xanh, trên đất cỏ mọc xanh rờn, tiếng chim hót phát ra âm thanh hòa nhã. Tất cả chúng Atula đều ở trong thành ấy, cõi nước phồn vinh, giàu có, an lạc. Cảnh quan xung quanh đều đặc biệt, rất vừa ý. Có rừng cây bãi bấu, khu vườn lầu cát đều xinh xắn, như trước đã nói. Các loại cây ở đây đều kỳ lạ, gấp bội ở trước, như cây na già long, cây vô ưu long, cây đà bà, cây khư đề, cây vô ưu lực. Lại có các loại cây vượt hơn các cây trên, như cây dạ quang, cây dạ khai phu, cây bà cứu tra, cây ni đơn đa, cây trùng hoa, cây phổ ái, cây tập hoa, cây phần hoa, cây nhu nhuyễn hoa, cây ngũ tuế hoa, cây phong ái lạc hoa, cây cù lưu âm thanh, cây chúng điểu du hỷ, cây bạch sĩ, cây na la diệp. Nơi thành sông Du Hỷ có 4 ngọn núi màu vàng ròng. 1. Núi Hoàng Hỷ. 2. Núi Kim Diễm Quang. 3. Núi Bất Kiến Đảnh. 4. Núi Khả Ái Quang. Các núi ấy cao rộng 5.000 do tuần, có nhiều loại cây,
có suối chảy, ao tắm, nước sông trong mát, có nhiều bài thố khác nhau với đủ thứ màu sắc, tùy theo màu sắc ấy mà cùng nhau dạo chơi. Cũng có nhiều thể nữ vui vẻ đi dạo thọ lạc. Nhiều nhà cửa, lầu gác đều dùng các vật báu để tô điểm, cùng với các loại cây như ngưu đầu chiên đàn, gió thổi tỏa mùi thơm lạnh mát, chạm vào thân cảm thấy dễ chịu. Các thiên nữ thường dạo chơi trong rừng thơm, đùa giỡn để tự vui. Chậu báu phát ra ánh sáng không vật gì ngăn che được, có nhiều loại hoa tươi đẹp dùng để trang sức trên thân, lại có vô lượng trăm ngàn âm thanh của chim phỏng tước. Chỗ đại Ayatollah vương thống lãnh, lạnh nóng luôn thích hợp, điều hòa, mọi người luôn vui vẻ, sống an lạc. Các thứ âm thanh của kỹ nhạc thường hòa tấu cùng với ca múa, vui đùa để tự tạo mọi vui thích. Trong thành Tinh Ma có con sông lớn, rộng 500 do tuần, là sông trong sạch bậc nhất, nước ngọt hơn hết, không có bùn nhơ, không cấu uế ngầu đục, luôn tràn đầy, không hề vơi, xinh đẹp đáng yêu, giống như mặt trăng rằm. Thành Tinh Ma còn có ao tên Nhất Thiết Quán, kiếm có nhiều uy lực, như Atula Vương, Đà Ma Hầu, muốn chiến đấu để biết được thắng bại, thì Atula Vương này trang bị binh khí, đeo gậy đến đứng xung quanh bờ ao, tự nhiên hiện lên thân tướng mình trong ao, thì sẽ biết được cuộc chiến đấu thắng hay bại. Ao ấy giống như mặt gương trong sáng, tự thấy rõ mình sẽ bỏ chạy, chư thiên chắc chắn thắng. Nếu ao ấy hiện lên tướng mình nằm nghiêng thì biết là tướng chết. Lúc này Atula Vương, Đà Ma Hầu, Atula Vương dũng kiện, tự thấy thân mình hiện ra trong ao với tướng bỏ chạy hoặc ngã xuống. Atula Vương suy nghĩ, sự việc này như thế nào mà trong ao hiện lên tướng như vậy? Ta chiến đấu với chư thiên mà ta lại thoái chạy và ngã xuống. Atula Vương liền trở về trú xứ của mình. Đến 10 năm, 100 năm hay 500 năm sau, bấy giờ Atula Vương dũng kiện đem các binh khí như mâu, giáp cùng những thứ hương xoa, hương bột, vòng hoa trang sức nơi thân đến ao Nhất Thiết Quán kiến để xem lại mình vì sao mà phải bị hủy hoại. Khi đó Atula Vương liền thấy trong ao hiện lên cảnh người trong cõi Diêm Phù Đề hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính các sa môn, bà la môn, tu hành theo chánh pháp, thích sinh lên cõi trời. Sau khi mạng chung, họ đều sinh vào các cõi trời, cho nên chúng trời được tăng trưởng, còn chúng Atula thì bị tổn giảm dần. Do đấy trong ao đã hiện ra lên tướng như vậy. Bấy giờ Atula Vương Đà Ma Hầu, Atula Vương dũng kiện suy nghĩ, do loài người tu hành hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính các sa môn bà la môn, làm theo chánh pháp, nhờ uy lực đó nên trời đã có sức mạnh hơn cả. Này ta sẽ tạo những việc không an lạc, không lợi ích cho loài người ở thế gian, để cho chư thiên giảm kém, còn chúng ta thì được tăng trưởng. Atula Vương Đà Ma Hầu và dũng kiện lại suy nghĩ, nhờ vào con người nên chúng trời có được sức mạnh thù thắng. Này ta phải làm thế nào để cho người ở thế gian mất hết các thức ăn uống, khiến cho cõi trời kia cũng bị hủy hoại. Vì con người nhờ ăn uống mà được tồn tại, tu tập hành theo chánh pháp, này ta sẽ tìm cách để đoạn mất các thức ăn của họ. Suy nghĩ như vậy rồi, hai Atula Vương liền đi đến chỗ Long Vương xấu ác trong biển. Long Vương ác này không tùy thuận hành theo chánh pháp, ngậm độc, nhiều sân, thường gây ra những suy tổn lớn, làm việc gì cũng đều không đem lại lợi ích cho ai cả. Vì thế hai Atula Vương tìm tới trú xứ của Long Vương não loạn. Long Vương Phấn Tấn, Long Vương Ca La, các Long Vương này không tùy thuận hành theo chánh pháp. Atula Vương Đà Ma Hầu và dũng kiện đã đến chỗ các vua rồng, nói như vậy: người đối với người ở thế gian thích thú nhất là được tự do, nay con người đã giúp đỡ chúng trời khiến ta bị tổn giảm. Con người nhờ ăn mà được sống, nay người hãy vì ta mà hủy hoại các thức ăn của họ. Nếu người làm như vậy thì con người không còn nữa. Khi đã không có dân chúng thì chư thiên sẽ bị tổn giảm, cũng như các Long Vương và Tu Cáp, Đức Xoa Ca là oán thù lớn của người.
Và đối với chư thiên cũng vậy, họ là thù địch của ta, ngươi có thể vì ta mà tiêu diệt loài người. Lúc ấy, nghe hai Atula Vương, Đà Ma Hầu và Dũng Kiện nói như vậy rồi, Long Vương Ác nói, tốt lắm, tôi sẽ kết bạn với ông, giống như hai cánh giúp đỡ nhau. Thế rồi, Long Vương Ác vào cung điện, nổi giận làm chấn động cả vùng nước lớn, hàng trăm do tùng, 200 do tùng, 300 do tùng, khiến đất nổi lên trên nước. Do nước chấn động nên mặt đất cũng chấn động. Long Vương hành theo phi pháp làm chấn động đại địa như vậy, thì các luận sư theo tà kiến trong thế gian đều nói hiện tượng này là đất nước sẽ bị tai họa về mất mùa, hoặc nói sẽ giàu vui, hoặc bảo là vua băng hà đại thần bị tai ương, hoặc nói là điềm lành của vua, hoặc cho là sẽ có đao binh, hoặc nói sẽ được an ổn, hoặc sẽ bị tai họa về lũ lụt hạn hán. Các thầy xem tướng nơi thế gian giảng nói về hiện tượng đất bị chấn động như vậy, nhưng họ không biết nguyên nhân của sự chấn động ấy. Lại có một nguyên nhân khác khiến đại địa chấn động, đó là do các chúng sinh hành nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện cũng khiến cho đại địa chấn động. Dưới đất có gió gọi là trì phong, vì trì phong động cho nên nước động, vì nước động nên đại địa động. Từ 50 do tuần đến 100 do tuần, hoặc 200, 300, 400 do tuần, tùy chỗ gió rộng hẹp thì nước động cũng như thế. Theo nước rộng hẹp thì đất bị chấn động cũng thế. Vì sao? Vì gió nên nước động nên đất động. Vì ấy dùng văn tuệ, thiền nhãn quán xét, gió giữ nước, nước giữ đất. Vì gió động nên nước động, vì nước động nên đại địa động. Đó là hai nhân duyên khiến cho đại địa động. Tỳ kheo quán hai loại động như vậy. Nếu nhân duyên thiện gây động thì chúng sinh được giàu vui, không bị suy hoàng. Nếu chúng sinh tạo ra nhân duyên bất thiện gây động thì chúng sinh có việc bất thiện nổi lên. Thiện hay bất thiện, tất cả nghiệp ấy đều do nhân duyên sinh ra, đều từ nhân mà sinh, chứ không có ai tạo ra cả. Nhân quả giống nhau nên mắc quả báo cũng như vậy. Các thầy tướng theo tà kiến không biết nhân quả nên nói như vậy. Vua trời làm chấn động đất, hoặc nói gió động, hoặc bảo là tai họa hay dầu vui, mất mùa đói khát, điềm lành, xấu của vua, gió mưa, lũ lụt, hạn hán, binh đao nổi lên hoặc không nổi lên. Bà La Môn Thiên Ngư hoặc thiện hoặc ác. Các thầy tướng nơi thế gian xem tướng tốt xấu hay xem tinh tú đều không biết nhân quả, chỉ nói những lời như vậy, nói cả trong tai họa nhưng không trúng chút nào. Người ngu si đều nói sách vở ấy của ta là hơn hết, không ai sánh bằng. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét các Atula Vương, Đà Ma Hầu, Atula Vương Dũng Kiện, các Long Vương phi pháp não loạn, quán xét đầy đủ rồi, vì tạo lợi ích cho tất cả thế gian, vì ấy tư duy. Vì sao Long Vương Ác giúp Atula? Do nhân duyên gì mà bị tổn hại không thắng, không làm cho các thế gian suy tổn hư hoại được? Vì ấy dùng văn tuệ, biết người trong cõi Diêm Phù Đề hành theo chánh pháp, hiếu dưỡng cha mẹ, cúng dường các sa môn, bà la môn và bậc trưởng lão, hoặc vua và đại thần đều hành theo chánh pháp. Lúc này địa thần và các dạ xoa thấy Long Vương Ác và các Atula Vương kia muốn hành theo phi pháp để hủy hoại các thế gian, bèn đi đến biển lớn, chỗ ở của các Long Vương bà Tu Cát, Đức Xoa Ca, nói lại sự việc như vậy, lại nói với các dạ xoa trên không về những sự việc như trên. Các dạ xoa hư không nghe địa thần nói rồi, liền vận dụng sức đại thần thông, với thân to lớn giận dữ, miệng phun ra khói, nâng hư không đi đến chỗ Tứ Thiên Vương Tàu. Thiên Vương Đề Bà, lòng ác não loạn đã giúp Atula, nay chúng muốn phá hoại người trong cõi Diêm Phù Đề đang thuận theo chánh pháp tu hành, hiếu dưỡng cha mẹ. Các luận sư theo tà kiến nơi cõi Diêm Phù Đề thấy từ miệng của dạ xoa kia phun ra khói, cho là sao chổi mọc, cho là 101 người con của Diêm La Vương, không biết đó chính là 101 dạ xoa đại lực. Khi ấy ở thế gian có người thấy, có người không thấy. Các thầy tướng thì nói đó là 101 người con của vua Diêm La,
Vì họ không nhận biết đúng như thật nên vọng sinh phân biệt như vậy, cho là sao chổi mọc, hoặc nói giàu vui đói khát, hoặc bảo là điềm xấu tốt của vô, hoặc cho rằng vô sẽ băng hà, hoặc nói chiến tranh phát khởi, hoặc không phát khởi, hoặc nói Bà La Môn Thiên Ngư tốt hay không tốt, hoặc cho là tai họa về lũ lụt hạn hán, hoặc bảo đất nước kia bị suy sụp, hoặc nói đất nước nọ được an lạc. Tuy giải thích đủ kiểu như vậy, nhưng đó chỉ là hư vọng không thật. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét hành động của rồng ác, Atula ác. Vì ấy dùng văn tuệ, quán các dạ xoa hư không, hiện bày sức đại thần thông, với thân tướng to lớn, tâu với chúng trời về các hiện sự việc như trên. Khi ấy, Tử Thiên Vương nói với dạ xoa, ngươi đừng lo sợ, ngươi đừng lo sợ, chư thiên chắc chắn sẽ thắng. Chúng Atula yếu đuối thấp hèn, đâu có thể làm gì được. Vì sao? Vì người nơi cõi Diêm Phù Đề đã tu hành theo chánh pháp, hiếu dưỡng cha mẹ, cúng dường các sa môn bà la môn, cung kính các bậc trưởng lão. Vì ý nghĩa ấy nên chư thiên chúng tôi tăng trưởng, Atula tổn giảm sẽ không làm gì được. Các đại dạ xoa hư không có thần thông lớn, nghe Tử Thiên Vương nói thì vô cùng vui mừng, còn các sông ác, Atula ác thì xin giận dữ. Các dạ xoa ấy muốn hạ xuống để đến chỗ Long Vương hành theo pháp, Long Vương Bà Tu Cát, Long Vương Đức Xoa Ca, nói rõ nguyên nhân trên. Đám các dạ xoa từ hư không hạ xuống, toàn thân sáng rực. Những người thái tướng ấy đều nói là U Lưu Ca hạ xuống, đời ngụy dịch là chó trời. Nếu nói hạ xuống vào ban đêm thì người đời đều thấy, còn hạ xuống vào ban ngày thì có khi thấy, có khi không thấy. Dạ xoa hư không hạ xuống rồi liền vào biển, đến chỗ Đại Long Vương hành theo pháp, nói rõ về nhân duyên trên. Thấy hiện tượng này, các thầy chủ thuộc theo tà kiến ở thế gian đều có những cách giải thích. Hiện tượng ấy xuất hiện là điềm của sự giàu vui hoặc đói khát, hoặc cho là vô gặp vận tốt, xấu, hoặc bảo binh nào sẽ nổi lên hay không nổi lên, hoặc nói dân chúng chết hay không chết, hoặc cho Bà La Môn Thiên Ngư là thiện hay bất thiện. Tuy giải thích như vậy, nhưng không biết về nghiệp quả, theo những thuyết tương tự đều không chân thật. Lại nữa, tùy theo quán ánh lửa của trời Uluka hạ xuống, lại có nhân duyên. Uluka hạ xuống là chư thiên sắp xuất hành. Khi ấy, cung điện đều theo bên thân, chúng đi rất mau. Hai cung điện đều đi nhanh sát vào nhau, khiến lửa bốc cháy, ánh sáng đỏ rực từ trên xuống. Người đời thấy thế thì các nhà chú thuộc chiêm tinh nói như vậy, thế gian đói khát hoặc giàu vui, hoặc cho là vua tốt xấu, tai họa an lành, hoặc nói là quốc độ được an ninh hay bị tiêu hoại, hoặc bảo các súc vật bị bệnh dịch lưu hành, dân chúng gặp phải bệnh trầm trọng, hoặc nói người súc vật đều an ổn tốt lành. Các nhà tà luận nơi thế gian tuy nói như vậy nhưng không biết nhân duyên của hiện tượng ấy, chỉ dựa theo đấy mà nói chứ không biết đến quả báo của nghiệp. Vì sao? Vì tất cả các sa môn bà la môn trong thế gian, hoặc thiên ma phạm hoặc Atula, đều không loài nào biết rõ về nhân duyên quả báo của nghiệp rất vi tế như vậy. Không thể nào tư duy tận tường về 10 nghiệp đạo thiện trong pháp luật của ta, ngoài Đức Như Lai không ai có thể hiểu nổi về những điều ấy. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét dạ xoa đại lực đi trên hư không, làm sao có được uy lực lớn để lên cõi trời, có thể đến biển lớn, chỗ của Long Vương hành theo pháp. Vì ấy dùng văn tuệ, thấy dạ xoa hư không dùng sức thần thông lớn để vào biển, đến chỗ Long Vương Bà Tu Cát, Long Vương Đức Xoa Ca là các đại Long Vương tùy thuận pháp hành. Nói như vậy, Atula Vương Đà Ma Hầu, Atula Vương Dũng Kiện đã đi đến ao nhất thiết quán kiến để xem thần tướng của mình, như trên đã nêu đầy đủ. Lúc ấy, các Long Vương Bà Tu Cát, Đức Xoa Ca, các đại Long Vương nghe dạ xoa nói như vậy rồi, bảo các dạ xoa, ta sẽ quở trách Long Vương hành theo phi pháp, bắt nó phải hàm phục. Ta sẽ tuôn mưa đúng mùa vào cõi Diêm Phù Đề, làm cho dân chúng trong cõi ấy luôn được mùa, trồng thử lúa gạo đều dồi dào,
muôn người giàu có an lạc. Nghe như vậy, Dạ Xoa rất vui mừng, từ giã ra về. Bấy giờ Đại Long Vương, các Long Vương và Tu Cát, Đức Xoa Ca tự trang sức rồi đến chỗ của Long Áp. Rồng Áp phi pháp, Long Vương đảo loạn. Long Vương phẫn tẫn nói: các người làm các việc phi pháp, thích tạo những điều ác, ta hành theo chánh pháp, ưu tạo những điều thiện. Người không phải là bạn lành của chúng ta, người này muốn chiến đấu với ta để quyết thắng bại chăng? Khi đó Long Vương não loạn. Long Vương phẫn tẫn nghe vậy rồi liền trang sức nơi thân, tạo ra sấm sét chói lòa, sét phát ra lửa, tuôn xuống mưa lớn. Nếu người trong cõi Diêm Phù Đề hiếu dưỡng cha mẹ, cúng dường các sa môn bà la môn, cung kính tôn trọng các bậc trưởng lão, thì Long Vương bà Tu Cát, Long Vương Đức Xoa Ca liền được sức mạnh thù thắng. Bấy giờ Long Vương não loạn, Long Vương phẫn tấn, Long Vương Á không thể thực hiện việc hủy hoại, phải trở về, khiến cho nơi cõi Diêm Phù Đề mưa gió đúng thời, dần được giàu vui. Lúc này các nhà chiêm tinh, thần chú thuật nêu ra những tà thuyết, nói đó là tướng công đức của 8 loại sao sáng, tướng công đức của 28 ngôi sao, nên lúc nào cũng tuôn mưa đúng mùa. Nhờ vào oai lực của Bà La Môn Thiên Ngu nên khiến trời mưa, chứ không có nhân duyên nào khác. Nếu người trong cõi Diêm Phù Đề không hiếu thuận, nuôi dưỡng cha mẹ, không cúng dường các sa môn Bà La Môn, không cung kính tôn trọng bậc trưởng thượng, không hành theo chánh pháp, thì các Long Vương Bà Tu Cát, Đức Xoa Ca như pháp bị thua nặng. Lúc đó mấy Long Vương ác như não loạn, vẫn tổn được sức mạnh lớn, làm mưa trái mùa xuống cõi Diêm Phù Đề, gây tai họa về lũ lụt hạn hán, khiến muôn dân đói khổ. Các nhà xem tướng xem sao, chủ thuật theo tà kiến trong thế gian nói như vậy, đó là do lỗi của 8 vùng sao, lỗi của thời tiết, của quái tướng nơi các ngoại đạo, không biết quả báo của nghiệp, không biết do chúng sinh tạo nghiệp ác, khiến cho đất nước bị tai họa mất mùa, lại nói khác, chẳng phải là nhận thức đúng đắn. Vì sao? Vì hoặc trời, ma, phạm, sa môn, bà la môn thế gian, những cảnh giới ấy chỉ có Đức Như Lai và các sa môn đệ tử của Như Lai đã nghe giảng nói tướng quyết định về quả báo của nghiệp và các quả báo của nghiệp khác. Ngoài những vị ấy, không ai có thể hiểu rõ về nghiệp. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp lại quán xét chỗ ở của Atula Vương Đà Ma Hầu. Nếu Long Vương như pháp, Long Vương Bà Tu Cát được sức mạnh lớn, thì Long Vương phi pháp bị hủy hoại. Atula Vương Đà Ma Hầu sống trong thành Tinh Mang, hoặc ở trong rừng thì tâm hồn tiêu tụy, oai đức ánh sáng cũng đều tổn giảm, xấu hổ buồn sầu, vào cung điện của mình suy nghĩ như vậy: bây giờ ta phải làm sao để phá trừ chư thiên? Suy nghĩ như vậy, Atula Vương Đà Ma Hầu liền đi đến chỗ của Atula Vương La Hầu nói: này Atula Vương, ông phải mạnh mẽ lên, không được yếu hèn, không bao lâu nữa ta sẽ phá tan chúng trời kia. Nghe như vậy, Atula Vương La Hầu nói với các vị kia: ông đừng buồn rầu lo sợ, hãy yên tâm, không bao lâu tôi sẽ phá hoại chúng trời cùng thiên chủ của họ là Thiên Vương Đế Thích kia. Atula Vương Đà Ma Hầu, Atula Vương Dũng Kiện nghe nói như vậy thì rất vui mừng, bèn trở về chỗ ở của mình. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp và đã quán thành Tinh Mang rồi, tiếp đến quán những khu vườn rừng đất đai khác của Atula Vương Đà Ma Hầu. Vị ấy dùng văn tuệ quán Atula Vương Đà Ma Hầu có khu vườn khác ngang dọc 13,000 do tuần, có đủ các phần liên hệ, chỗ vui chơi, vô số các loại chim khác nhau, dòng suối, vườn hoa, ao tắm, hoa sen, chim nhạn, chim uyên ương, hết thảy đều đẹp đẽ hài hòa, tạo mọi vui vẻ thọ lạc. Vùng đất ấy có 7 khu rừng cây: 1. Vườn Vân Mang, 2. Vườn Thường, 3. Vườn Hí Lạc, 4. Vườn Quả Thường Tập, 5. Vườn Phong Nhạc, 6. Vườn Kỹ Nhạc, 7. Vườn Tạp Bảo. Đó là 7 khu vườn lớn. Chỗ ở của Atula Vương Đà Ma Hầu có nhiều bạn bè, nhờ nghiệp lực đã tạo nên đều thọ hưởng mọi phú quý an lạc. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp và quán những quả báo mà Atula Vương Đà Ma Hầu đã thọ hưởng, vì nghiệp gì mà sinh vào chỗ ấy.
Vị ấy dùng văn tuệ biết các chúng sinh này đời trước tổ chức hội bố thí lớn, cũng như ngoại đạo hành thí bất tịnh, xen tạp không thuần khiết, dùng thức ăn bố thí cho những người phá giới, chuyên làm việc sai trái, tâm thường suy nghĩ không chân chánh. Bố thí như vậy, sau khi qua đời, người kia sinh trong loài súc sinh, làm thân Atula Vương Đà Ma Hầu, theo nghiệp thượng trung hạ nên đưa đến quả báo vui cũng theo thượng trung hạ, vì nhân quả giống nhau. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét quả báo nơi nghiệp của Atula Vương Dũng Kiện, do nghiệp báo gì mà được làm Atula Vương. Vị ấy dùng văn tuệ thấy chúng sinh này khi còn làm người ưa thích làm kẻ trộm cắp, liễn lấy trộm vật nơi người khác, vì suy nghĩ không chân chánh mà bố thí cho ngoại đạo, lì dục đầy đủ các thức ăn uống, do nhân duyên ấy mà sinh trong loài Atula. Lại nữa, tỳ kheo quán thọ mạng dài ngắn của Atula Vương Đà Ma Hầu, vị ấy dùng văn tuệ thiên nhãn quan sát, vị ấy thấy Atula sống 6.000 tuổi, 600 năm trong cõi Diêm Phù Đề là một ngày đêm của cõi Atula Đà Ma Hầu. Thọ mạng như vậy đủ 6.000 tuổi, tăng ít giảm nhiều, mạng sống không nhất định, theo nhân duyên của nghiệp thiện và bất thiện mà thuộc về nghiệp quả trong đường súc sinh. Atula là địa thứ hai, quán địa thứ hai rồi, vị ấy tùy thuận thực hành theo chánh pháp, quán tất cả chúng sinh, có chúng sinh thuận theo pháp, có chúng sinh ủng hộ chánh pháp, tất cả chúng sinh đều bị chi phối theo sinh tử. Nếu tạo nghiệp lành thì sinh trong cõi trời người, còn tạo nghiệp ác bất thiện thì sinh trong địa ngục ngạ quỷ và súc sinh. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét sứ giả của trời, nghe dạ xoa hư không có thần thông, tàu rõ việc ấy rồi thì làm thế nào. Vì ấy dùng văn tuệ biết sứ giả của trời đến chỗ ở của trời hộ thế mang trì, nói: chúng Atula không hành theo pháp đã bảo các sòng ác, vì những người có phước đức theo pháp hành thiện trong cõi Diêm Phù Đề ấy mà làm suy giảm, tổn hại, loạn động không được lợi ích. Vì sao? Vì sợ những người theo pháp hành thiện ấy khi qua đời sẽ sinh lên cõi trời. Chúng nghĩ người trong cõi Diêm Phù Đề nhờ ăn uống mà có thể thực hành bố thí, trì giới, đạt trí tuệ, vậy nên đến cõi Diêm Phù Đề giáng xuống những trận mưa dữ để phá hoại lúa thóc hoa màu của muôn dân xứ đó. Các dạ xoa đi trên hư không thuận theo pháp đến chỗ tôi. Sứ giả nói: tôi này nói với ông nên lần lượt báo cho những chúng trời khác biết, như trời quân trì, trời tam không hầu, trời thường tứ ý. Nếu các sự việc như vậy khiến cho hết thảy đều biết. Bấy giờ tứ đại thiên vương nghe nói như thế, liền đi đến chỗ thiên vương Kiều Thi Ca hiện đang ở tại thiện pháp đường trong thành Thiện Kiến, có đầy đủ công năng của năm dục, các quyến thuộc tâu hết việc như trên. Thiên chủ Kiều Thi Ca nói với tứ thiên vương hộ thế: ông nên đến cõi Diêm Phù Đề quán xét các chúng sinh có lòng tin Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, cúng dường các sa môn, bà la môn và các bậc trưởng lão, biết ơn báo ơn, thật thà ngay thẳng, có lòng tin kiên cố, hiếu dưỡng cha mẹ, thọ trì trai giới, không du nịnh, không dùng cơn đấu dối gạt người chăng. Nghe nói vậy, tứ thiên vương hộ thế vì lợi ích cho chúng sinh nên xuống cõi Diêm Phù Đề, đi từng quốc độ, từng xóm làng, từng thành ấp, doanh trại, mỗi mỗi đều quan sát giáo pháp tu hành của họ, đi thăm khắp mọi miền, vùng. Khi ấy, tử thiên vương hộ thế thấy người trong cõi Diêm Phù Đề tùy thuận hành theo chánh pháp, hiếu dưỡng cha mẹ, kính tính tam bảo. Thấy các sự việc ấy rồi, ông bèn đi đến cung điện của Hai Long Vương trong thành Hí Lạc ở biển lớn, thuộc Hai Long Vương Bà Tu Cát. Đức Xoa Ca nói như vậy: Long Vương pháp hành đừng nên lo sợ, phi pháp đã tổn giảm, chánh pháp được tăng trưởng, phá trừ sự tối tăm, hiển bày ánh sáng rực rỡ làm chấn động quân ma, chúng trời tăng trưởng. Trời người và Long Vương thích tu hành chánh pháp, có thể đánh trống pháp, ca tụng pháp âm, làm cho thiên chúng tăng trưởng lợi ích, còn các ma, Long Vương phi pháp và Atula đều bị tổn giảm. Bấy giờ, các đại Long Vương Bà Tu Cát
Đức Xoa Ca nghe vậy thì rất vui mừng, liền nói với Tử Thiên Vương Hộ Thế: "Tôi nay rất mừng cho Thiên Vương, tôi không sợ Long Vương phi pháp xấu ác, dùng phi pháp hành ác để giúp Atula. Chúng không thể nào làm não loạn chúng sinh hành theo pháp trong cõi Diêm Phù Đề được. Cúi xin nhân giả vì tôi mà thư lên rõ ràng với Thiên Vương Kiều Thi Ca." Các đại Long Vương nói như vậy rồi, Thiên Vương Hộ Thế bèn đến chỗ Đế Thích tàu đầy đủ sự việc trên. Nghe những điều ấy, Thiền Đế Thích rất vui mừng nói kệ: "Mâu Ni chánh trì nói đạo thật, ai thực hành được sinh lên trời, luôn hành bố thí tu tâm từ, hộ chúng sinh nói lời ái ngữ, chánh kiến tâm thanh tịnh lì cấu, Phật nói cõi tam thập tam thiên, tịnh tu các nghiệp hành theo đó, dùng tâm thiện nương dựa chánh chân, từ chỗ vui này đến vui khác, lại từ chỗ sáng vào chỗ sáng, giống như nắng sớm làm hoa sáng, cũng như đèn này đốt đèn nọ. Nếu ai muốn được như đèn kia, chớ hành phóng dật tự hoại tâm. Nếu có thường hành tâm thiện tịnh, lì nhơ sáng sạch như châu báu, là người trí tuệ lì trần cấu, có thể sinh lên các cõi trời. Nếu người tâm có thể tu hành, trì giới tu thiền và tam muội, là người trí tuệ như vàng rồng, ắt được sinh lên các cõi trời. Nếu ai lì bỏ việc sát sinh, với các chúng sinh khởi tâm từ, tâm thương xót chất trực tịch tỉnh, người ấy được sinh vào cõi trời, luôn dùng ái ngữ với mọi người, xa lìa các nghiệp ác bất thiện, không cho nghiệp ác làm bẩn tâm, người ấy sẽ sinh vào cõi trời. Nếu ai xem vàng như cây cỏ, quản các ái dục như lửa độc, người trí tuệ lì dụng như vậy, được sinh lên trời hưởng diệu lạc. Ai không bị cảnh dục mê hoặc, không chạy theo nhân duyên ái dục, thoát được lo sợ ba đường ác, người ấy được sinh lên cõi trời. Thấy ai tranh giành nên hòa giải, bạn lành thân tộc và anh em, luôn hòa hợp họ đừng tranh cãi, người ấy sẽ được sinh lên trời. Ai bỏ ác ra khỏi bùn đục, luôn đem vui cho mọi chúng sinh, lì cấu giải thoát tâm tịch tỉnh, có thể phá trừ chúng ma quân. Nếu ai điều phục được tâm ý, không bị tâm ý sai khiến mãi, người ấy thanh tịnh phá quân địch, sẽ được sinh lên các cung trời. Người nào sống thân nghiệp thanh tịnh, xa lìa các pháp ác bất thiện, lìa dục tu tập vui thiền định, người ấy được sinh lên cõi trời. Ai xa bạn bè phóng dật ác, dứt trừ ái độc các phiền não, không bị ái dục nữ nhân trói, người ấy được sinh lên cõi trời. Ai tinh tấn dốc tu pháp Phật, bố thí trì giới và thiền định, ý chí dũng mãnh tâm kiên cố, người ấy được sinh lên cõi trời. Nếu ai đối với các trói buộc, dùng giao trí, chặt bỏ không ngại, các dây tự tại không bị trói, người ấy được sinh lên cõi trời. Ai lì dục cấu không tham đắm, diệt các lỗi ác trừ ái nhiễm, dũng cảm lì cấu giúp mong cầu, tự mình ác được hưởng quả báo. Chúng sinh nào may được làm người, luôn luôn tu hành các pháp thiện, quả báo nghiệp của người thiện ấy khiến thế giới trời được tăng trưởng. Nhờ sức người nên trời thắng mạnh, nhờ trời ủng hộ người an ổn, mỗi bên sức mạnh cùng tăng trưởng. Sống theo chánh pháp thuận với đạo, đạo thiện của trời là cõi người, đạo thiện của người là cõi trời. Các đường ác hiện có ba loại, là nơi cách xa người hành thiện. Người nên dũng mãnh cần tinh tấn, nên thích gần gũi thiện tri thức, như vậy thường làm pháp tăng trưởng, cố gắng chuyên cần lên cõi trời. Pháp là cội gốc của các vui, nhờ nhân duyên pháp được niết bàn. Pháp thường thức tỉnh người mê ngủ, pháp là đạo tối thắng bậc nhất. Thiền chủ Đế Thích dạy bảo như vậy rồi, Tử Thiên Vương Hộ Thế vì ủng hộ người cõi Diêm Phù Đề làm tăng trưởng chánh pháp mà được lợi ích nên đi quan sát khắp nơi. Lại nữa, tùy kheo biết quả báo của nghiệp, quan sát tâm hành của trời rồi, bên trong tư duy tùy thuận theo pháp mà tu hành. Lại nữa, tùy kheo biết quả báo của nghiệp, lại quan sát cõi thứ hai của Atula rồi, tiếp đến quán Atula thuộc cõi thứ ba. Thế nào là Atula thuộc cõi thứ ba? Vì ấy dùng văn tuệ thấy cõi thứ ba ở phía dưới cõi thứ hai, khoảng 2 vạn 1 ngàn do tuần, có cõi Atula tên Tu Na Bà,
ngang dọc 13.000 do tuần. Cây cối tốt tươi, có suối chảy, ao tắm, các loại hoa luôn nở rộ, kỹ nhạc đủ loại luôn hò tấu. Thành ấy tên là Hàm Tỳ La, ngang dọc 8.000 do tuần. Trong thành có Atula vương tên Hoa Mang, dân Atula tên Du Hí Hành. Thành Hàm Tỳ La của Atula vương kia có đủ loại châu báu để tạo vẻ trang nghiêm, có vườn cây dạo chơi, ao tắm nước trong mát, đủ loại hoa sen. Chúng Atula dạo chơi khắp trong đó. Thành có 4 khu vườn lớn rộng, vô số hoa luôn nở tươi đẹp cả 6 thời. 4 khu vườn lớn là 1. Linh Mang, trên mỗi cây đều có linh bẩu phát ra âm thanh vi diệu. 2. Hoàng Mang, cây cối trong vườn đó toàn bằng vàng sòng. 3. Diễm Mang, màu hoa nơi cây trong khu vườn giống như ánh lửa. 4. Tạp Lâm, có đủ các loại hoa quả để tạo sự trang nghiêm. 4 khu vườn này để tạo nên sự trang nghiêm tráng lệ của thành Hàm Tỳ La, nơi chốn vui chơi của Atula. Ở đây mọi thứ hoang lạc đều giống như ở cõi trời không khác. Dùng các hương xoa, hương bột để xoa rắc lên thân mình, Atula vương thường vui thích dạo chơi, ca múa nô đùa, có 100.000 thể nữ vây quanh hộ vệ. Atula vương Hoa Mang thường dạo chơi trong các khu rừng để tự vui, có nhiều châu báu trang sức nơi thân. Đó là chỗ vui chơi của Atula để thọ hưởng hoang lạc. Bây giờ Atula vương dũng kiện ở cõi thứ hai, sai sứ tên Diêm Bà đến chỗ Atula vương Hoa Mang thưa: người cõi Diêm Phù Đề hiếu dưỡng cha mẹ, biết ơn trả ơn, cung kính các Sa Môn Bà La Môn, hành theo chánh pháp nên các cõi trời có sức mạnh. Ta này nên đem hết sức lực để phá hoại chánh pháp mà trời người đang thực hành. Atula vương Hoa Mang ở cõi thứ ba nghe thư như thế, như trên đã nói, tâm giận dữ, bảo: ta làm thế nào để phá hoại cõi trời người? Trời người là oán địch lớn của ta. Lúc ấy, Atula vương Du Hí ở cõi thứ ba lập tức trang bị các giáp sắt, cầm binh khí đến cung điện lạc của Long Vương. Long Vương Bà Tu Cát, Long Vương Đức Xoa Ca nghe tiếng của Atula thì nổi giận, trên thân phát ra ánh chớp chói lọ, làm mưa lửa chớp lớn, có vô lượng trong ngàn ức rồng từ trong biển hiện ra cùng chiến đấu dữ dội với Atula. Nếu người cõi Diêm Phù Đề tu hành theo chánh pháp thì rồng chiến thắng, chúng Atula bị thua, chạy tán loạn khắp nơi. Còn như người trong thế gian không thuận theo chánh pháp thì Atula thắng, chúng rồng bị thua trận. Bị thua trận, rồng đến nói với sứ giả của trời: thưa đại tiên, nay tôi bị thua trận, ông nên cố gắng đến tiêu diệt Atula. Nghe nói như vậy, sứ giả của trời nổi giận, khói từ trong miệng phun ra, đến tàu với Tử Thiên Vương: thưa Thiên Vương, nay Atula chiến thắng, loài rồng bị thua trận. Các thầy tướng theo tà kiến trong cõi Diêm Phù Đề thấy hiện tượng khói phun đều nói: sao chổi xuất hiện, hoặc trúng mùa hoặc mất mùa, bị lũ lụt hạn hán. Như trên đã nêu, đây là nhân duyên thứ hai, là sao chổi xuất hiện. Nếu thiên long thắng thì tu xuống những trận mưa đúng mùa, bệnh dịch không hoàn hành, chiến tranh không nổi lên. Các thầy tướng theo tà kiến nói như vậy, đó là do sức mạnh của tám vùng sao. Nói rộng như trên, nếu mọi người trong thế gian không tu hành theo chánh pháp, không hành theo đúng pháp, không hiếu dưỡng cha mẹ, không cung kính các Sa Môn Bà La Môn thì Atula chiến thắng. Vì Atula thắng nên tạo các trận mưa không đúng mùa, làm cho muôn dân đói khát, đào bình luôn nổi lên. Các thầy tướng theo tà kiến trong thế gian giải thích, đó là do tám vùng sao tạo ra, vì người đời mà nói về lỗi của tinh tú. Nói rộng như trên, như vậy tất cả các mọi đạo không biết chánh pháp và phi pháp, vì tâm ngu si, suy luận phân biệt, nói không đúng như thật, vì đó chỉ là Atula thắng, Long Vương thua. Bấy giờ Tử Thiên Vương hộ thế liền hướng đến bốn thiên chúng nói kệ: pháp thắng phi pháp thua, chân thật lì vọng ngữ, trời thắng tu la thua, ánh sáng thắng tối tâm, bố thí thắng tham kêu, giữ giới chớ hủy phạm, Phật thắng ngoại đạo thua, bất động thắng thoái chuyển,
Nói thật đừng du nịnh, tâm bi thắng oán thù, tâm từ thắng sân giận, thiên vương thắng Atula, trên thẳng dưới không tăng, giàu thẳng không đổi khác, trĩ thẳng diệt ngu si, giới pháp diệt các ác, tinh tấn trừ biến trễ, trượng phu thắng nữ nhân, trưởng giả thắng tiểu nhân, nhẫn thắng các sân giận, người thắng rồng sai ác, ban ngày thắng ban đêm, trăng thắng các ngôi sao, ngũ cốc thắng rơm rạ, khổ diệt vui tăng trưởng, không bệnh thường an lạc, dịu dàng thắng thô bạo, giải thoát trừ các trói, giới pháp thắng tất cả, pháp lành luôn mạnh mẽ, bất thiện luôn tiêu diệt. Nói kệ xong, tứ thiên vương hộ thế liền đánh trống trời, nói như vậy: các đại chúng trời, Long Vương đã yếu kém, Atula thắng trận. Nghe như vậy, các chúng trời liền trang bị đầy đủ binh khí, trong chốc lát đã tới biển lớn. Nếu người nơi thế gian hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ các Sa Môn Bà La Môn, thì chúng Atula thấy chư thiên đến, tức thời lui tan trở về cung điện của mình. Còn nếu người trong thế gian không hiếu dưỡng cha mẹ, không kính thờ các Sa Môn Bà La Môn, trong khoảnh khắc chiến đấu với Atula thì trời cũng chiến thắng, Atula vương hoa mang thất bại, trở về cung điện của mình. Tỳ kheo đã quán xét Atula cùng với trời chiến đấu, thấy như thật rồi thì sinh tâm chán thế gian, tùy thuận tu hành theo chánh pháp. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét về nghiệp báo của Atula vương hoa mang ở cõi thứ hai đã thọ, vì nghiệp gì mà sinh vào cõi thứ ba. Vị ấy dùng văn tuệ thấy các chúng sinh này nhân ngày tiết hội cùng nhau đấu bắn, thực hiện những việc cờ kiệu đánh bạc, nhân việc ấy mà hành thí bất thiện, không có tâm, không suy nghĩ, cũng không có ruộng phước. Sau khi mạng chung, người ấy bị đọa vào đường ác, xin làm Atula du hí hành, sống 7.000 năm, 700 tuổi trong cõi người là một ngày một đêm của Atula. Như vậy, Atula thọ mạng 7.000 tuổi, cũng có khi chết yểu, mạng sống không nhất định. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét tư duy về Atula vương hoa mang. Vị ấy dùng văn tuệ biết Atula vương này đã bố thí cho người bệnh phá giới, tâm không suy nghĩ thanh tịnh, do nghiệp duyên này nên sinh vào loài Atula, ở trong thành Hàm Tỳ La, làm Atula vương tên hoa mang. Mùi vị của Atula vương ăn giống như mùi tu đà của chư thiên dùng, tất cả những vật tạo vui thích như trước đã nói. Đã biết quả báo của nghiệp rồi, tỳ kheo lại quán xét cảnh giới thứ tư của Atula. Vị ấy dùng văn tuệ thấy dưới cảnh giới thứ ba khoảng 21.000 do tuần có cảnh giới của súc sinh Atula tên Bất Động. Cảnh giới ấy rộng lớn 60.000 do tuần, thành tên Hàm Tỳ La, ngang dọc 13.000 do tuần, rất tráng lệ đẹp đẽ. Atula vương tên Bát Ha Bà, chúng Atula tên Nhất Thiết Nhẫn. Atula vương này đối với các Atula thì có nhiều quyền lực, mạnh mẽ hơn hết, oai đức sáng tỏ, tự tại, không lo sợ. Đối với thiên vương đế thích, Atula vương này hãy còn không sợ, huống chi là các vị trời khác. Do có uy lực lớn nên luôn buông lung kiêu mạn, trụ xứ là cảnh giới dưới tận cùng. Dưới cảnh giới này không còn nơi nào nữa, đất ở đây đều bằng cho bóng ma ni, cuộc sống luôn vui vẻ nhộn nhịp, giống như ngày Tết ở thế gian. Vì luôn thích thú vui tự vui nên Atula vương ấy luôn xin ái mạng, nhiều loại hoa sen suối chảy, ao tắm làm tăng thêm sự trang nghiêm khắp chốn. Thành Hàm Tỳ La có cung điện bằng bảy báu đẹp đẽ, cách ly kẻ thù địch, luôn gần gũi những bạn thân, vì không sợ ai cả nên cảnh giới này an vui bậc nhất. Thành Hàm Tỳ La của cảnh giới thứ tư này cũng rất tráng lệ, tươi đẹp với những vườn cây, ao tắm hoa sen, cùng với cung điện bảy báu uy nghiêm rực rỡ, giống như sao trên trời. Kệ viết: tâm luôn tạo ra hết thảy nghiệp, do tâm nên có tất cả quả, những nẻo hành của tâm như vậy đưa đến tất cả các quả báo. Tâm là thầy vẽ nên mọi cảnh, hiện lên các đường vào ba cõi, bị tâm sai đi khắp các đường, sống ở chỗ nào cũng cùng cực. Tâm là dây trói gốc giải thoát, cho nên nói tâm là bậc nhất,
Làm thiện luôn luôn được giải thoát, tạo ác bất thiện bị trói buộc. Như vậy tâm ý dẫn chúng sanh luân hồi đi trong biển ba cõi. Vì sức ái ngu si luôn trói buộc, tâm sai khiến chúng sinh luân hồi, không sao đến được thành niết bàn, như người bị mù đi lạc đường. Chúng sinh tạo ra tất cả các nghiệp như vậy, nên ở trong thành ấy thọ nhận tất cả quả báo. Ngoài thành Hàm Tỳ La, cạnh giới thứ tư còn có những vườn cây, ao tắm, sông suối vòng quanh ngang dọc, đủ loại chim chóc, vô số loại hoa. Chúng A Tu La nhất thiết nhẫn, của cảnh giới thứ tư vốn mạnh mẽ, không lo sợ gì và xinh đẹp bậc nhất, trang sức bằng nhiều cách, cùng nhau dạo chơi, không gây ưu phiền, luôn luôn vui vẻ giống như ngày hội. Mỗi chúng như vậy có cả trăm ngàn quyến thuộc bay quanh, thường cùng nhau dạo chơi vui vẻ. Các thể nữ của cảnh giới ấy, thân bằng châu báu mani sáng chói rực rỡ, các Atula vương luôn quý trọng, còn Atula vương Bác Ha Bà thì chiêm ngưỡng không nhàm chán. Tuy hưởng quả báo hoang lạc như vậy, nhưng đó là vô thường, luôn bị hư hoại. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét các quả báo mà chúng Atula nhất thiết nhẫn đã thọ, vì nghiệp gì mà sinh vào xứ này. Vì ấy dùng văn tuệ thấy các chúng sinh này khi còn làm người bị tà kiến che lấp tâm tánh, không biết rõ về quả báo của nghiệp, xa lìa Phật pháp tăng, thấy người trì giới tinh tấn đến khất thực, năng niệm mãi người ác kia mới cho một ít. Cho rồi người ác kia nói: cho ông ăn tôi đâu có phước đức gì, chẳng qua vì ngu si mà tôi lấy thức ăn cho ông. Ông là người hạ tiện không nên xuất gia. Tôi đem thức ăn cho ông giống như đem hạt giống quăng vào ruộng muối. Do bố thí một cách cay nghiệt như vậy, nên sau khi qua đời, người ác kia bị đọa vào đường ác. Nhưng vì bố thí dù với tâm bất tịnh, nên có chút ít công đức nơi ruộng phước, nên được sinh vào chỗ an vui bậc nhất này, có nhiều châu báu quý đẹp, thọ quả báo xúc sinh, sinh vào cảnh giới bất động làm Atula, tên nhất thiết nhẫn, tức là sánh bằng chư thiên và vượt hơn tất cả Atula vương khác. Tất cả những thứ tạo nên an lạc thảy đều đầy đủ, do bố thí vào ruộng phước nên có được quả báo như vậy, chứ chẳng phải do tâm sinh. Lại nữa, tỳ kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét nghiệp, quả báo của chúng Atula nhất thiết nhẫn, vì nghiệp gì mà sinh vào cảnh giới của Atula nhất thiết nhẫn. Vì ấy dùng văn tuệ biết chúng sinh này tham đắm các món ngon vì là, nên ở trong rừng để giữ cây, không phải vì chúng sinh mà chỉ để nuôi sống, nên cứ làm việc lợi cho mình, không có tâm từ bi, vì thế mà giữ tất cả rừng. Do nhân duyên ấy sau khi qua đời sinh trong chúng Atula nhất thiết nhẫn. Lại nữa, tùy theo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét cuộc chiến đấu giữa Atula và chư thiên. Vị ấy dùng văn tuệ quán các lòng vương pháp hành trong thành Hí Lạp. Trên đảnh lòng vương có bảy báu, các lòng vương ấy tên là Long Vương Bà Tu Cá, Long Vương Đức So Ca, Long Vương Bạc Đà, Long Vương Lâu Hê, Long Vương Vân Mang, Long Vương Bà Đô, Long Vương Nhất Thiết Đạo, Long Vương Bác Ha Bà, Long Vương Bà Lợi Sa. Những Long Vương này theo chánh kiến, tùy thuận với chánh pháp, thích từ bỏ sự buông lung như trên đã nói. Còn những Long Vương phi pháp, hành ác không thuận theo chánh pháp như Long Vương Bác Ma Thê, Long Vương Tỳ Khám Lâm Bà, Long Vương Ca La, Long Vương Hầu Lâu, đã bị các Long Vương như pháp phá trừ. Sau đó chúng chạy đến chỗ Atula sông Du Hí, thuộc cảnh giới thứ nhất, nói như vậy: Hãy đến mau, các bạn biết không, Long Vương Bà Tu Cát, Long Vương Đức Xoa Ca cùng với Tử Thiên Vương đang phá trừ chúng ta. Các ông là bạn thân của chúng tôi, sao không giúp đỡ nhau? Nghe nói như vậy, Atula Vương Du Hí bèn đến thành Quang Minh, chỗ của Atula Vương La Hầu, nói hết sự việc trên. Atula Vương La Hầu biết người ở thế gian tu hành theo chánh pháp, cúng dường các Sa Môn Bà La Môn, biết ơn báo ơn, liền nói với các Long Vương ác Bát Ma Thê: hãy ở lại một tháng nữa để ngăn cản Long Vương Bà Tu Cát, Long Vương Đức Xoa Ca. Ta sẽ nói lại với các Atula Vương nơi trụ xứ thứ hai, các chúng trời không đảo loạn các ông đâu. Nói rộng như trên. Nghe như vậy, Atula Vương Đà Ma Hầu bèn vào thành Tinh Mang,
đến chỗ của Atula Vương Thư. Đại vương, Atula Vương La Hầu sai sứ đến nói với tôi là các Long Vương như Long Vương Bà Tôn Cát, Long Vương Đức Xoa Ca cùng Tứ Thiên Vương đã gây não loạn Long Vương Bát Ma Thê. Bấy giờ, Atula Vương Dũng Kiện ở cảnh giới thứ hai nghe báo như vậy, liền tự quan sát mình có sức mạnh hay không. Nếu người trong cõi Diêm Phù Đề tu hành theo chánh pháp, cúng dường các sa môn, bà la môn thì tự biết là mình không có sức mạnh. Atula Vương Dũng Kiện nói với sứ giả của Atula Vương La Hầu: trời có sức mạnh lớn, vì sao? Vì người trong cõi Diêm Phù Đề tu hành theo chánh pháp. Tà này sẽ đến trụ sứ thứ ba để nói hết những sự việc trên cho chúng Atula Vương nhất thiết hành biết. Atula Vương Dũng Kiện liền đến nói với chúng Atula ở trụ sứ thứ ba. Atula Vương nhất thiết hành nghe như thế rồi liền vào thành Hàm Tỳ La, đến chỗ Atula Vương Hoa Mang thuật lại các việc trên. Atula Vương Hoa Mang liền quan sát người trong cõi Diêm Phù Đề, thấy có người cúng dường các sa môn, bà la môn, sau đó nói với Atula Vương nhất thiết hành: ta sẽ đến nói chúng Atula nơi trụ xứ thứ tư. Khi ấy, Atula ở cảnh giới thứ ba đến gặp Atula ở cảnh giới thứ tư, nói: Long Vương Bà Tu Cát, Long Vương Đức Xoa Ca và Tứ Thiên Vương cùng nhau phá trừ các Long Vương bạn của tôi. Tôi nay sẽ làm suy não các thiên chúng kia. Nghe xong, chúng Atula ở cảnh giới thứ tư liền đến thành Hàm Tỳ La, nói với Atula Vương Bát Ha Bà. Atula Vương Bát Ha Bà hỏi các Atula: có việc gì mà vội vàng thế? Chúng Atula liền thuật hết sự việc trên. Atula Vương Bát Ha Bà nói với các Atula: đám Atula Vương La Hầu không thể làm gì được đâu. Giả sử Tử Thiên Vương phá trừ hết đám Long Vương Bát Ma Thê thì do người ở thế gian tùy thuận chánh pháp cũng dường các sa môn bà la môn, nhưng chư thiên thì cũng không làm gì được. Ta có thể phá trừ chúng. Bấy giờ, Atula Vương Bát Ha Bà đến chỗ ở của đại chúng Atula nói: hãy nhanh chóng trang bị và sử dụng các thứ binh khí. Ta này sẽ đến đánh phá quân binh của Tứ Thiên Vương và đám Long Vương Bà Tu Cát, Đức Xoa Ca. Khi ấy, các Atula Vương với sức mạnh cho là không ai sánh bằng, thống lãnh các đội quân đến chiến đấu với chúng trời. Atula Vương Bát Ha Bà bảo các Atula: nếu các ngươi không dũng cảm mạnh mẽ thì sao phá trừ được đám Long Vương kia, mà ngược lại là tự hại mình. Nay ta sẽ đến đó với sức mạnh của mình để quyết phá tan quân trời rồng. Atula Vương Bát Ha Bà lại ra lệnh: hãy trang bị đầy đủ các thứ binh khí gấp hơn nữa. Không bao lâu ta sẽ chiến đấu với chư thiên. Trước đây các ngươi đã thấy rõ chỗ thù địch với họ, không bao lâu chúng sẽ đến đánh chúng ta. Ta đã nói với các Atula rồi, chúng không làm gì được đâu. Ta sẽ chiến đấu với chúng. Biết được sự việc như vậy, các Atula lập tức trang bị đủ các loại binh khí. Lúc đó, Atula Vương Đại Lực, Ba La Ha Bà tự dùng sức mạnh với tâm không sợ sệt, chẳng còn lượng sự hơn kém nơi mình và người, đi ra khỏi thành tìm đến thành Hàm Tỳ La thuộc cảnh giới thứ ba, tới chỗ Atula Vương Hoa Mang. Lúc này, Atula Vương Bát Ha Bà cùng với vô lượng ức Na Do Tha Atula đến nói với Atula Vương Hoa Mang: nhanh lên, nhanh lên, chúng ta có thể phá tan các Long Vương Bà Tu Cát, Đức Xoa Ca và Tứ Thiên Vương. Nghe như thế, các Atula Vương Hoa Mang nói với các quân binh: bây giờ không phải lúc chúng ta chiến đấu. Vì sao? Vì người ở cõi Diêm Phù Đề hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính các Sa Môn Bà La Môn, tu hành theo chánh pháp. Do đó mà chúng trời đang có sức mạnh lớn, nên không phải là lúc chúng ta chiến đấu. Atula Vương Bát Ha Bà nghe Atula Vương Hoa Mang nói như vậy liền bảo: nhanh lên, nhanh lên, đám các Long Vương Bà Tu Cát, Đức Xoa Ca và chúng trời, riêng một mình ta cũng có thể phá tan được, huống gì là có thêm các ông là bạn của tôi. Nghe Atula Vương Bát Ha Bà nói thế, oai lực của Atula Vương Hoa Mang lớn mạnh thêm,
lòng rất vui mừng. Cùng với vô lượng ức na do tha Atula của mình đi đến cảnh giới thứ hai. Khi ấy, các Atula vương Bát Ha Bà dũng kiện và hoa mang kéo nhau đi đến nói với Atula vương La Hầu: nhanh lên, hãy vì chúng tôi mà chiến đấu để phá tan chư thiên." Atula vương La Hầu nói với các Atula kia: "Bây giờ không phải là lúc thích hợp để chúng ta chiến đấu. Vì sao? Vì người ở cõi Diêm Phù Đề hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính các Sa Môn Bà La Môn nên được sinh lên cõi trời, khiến chúng trời có được sức mạnh lớn nên không thể chiến đấu với trời. Này các Atula vương, hiện tại không phải là thời điểm thích ứng." Các Atula vương nói Atula vương La Hầu: nhanh lên, chúng ta đến đây là để chiến đấu phá tan chư thiên." Atula vương La Hầu liền tùy thuận theo ý của các Atula kia, xuất binh kéo đến biển lớn, nói với Long vương Ác: "Bác Ma Tha, các Atula vương nay muốn phá tan các Long vương Bà Tu Cát, Đức Xoa Ca." Nghe lời nói ấy, Long vương Bác Ma Tha rất vui mừng, liền đến nói với Long vương Bà Tu Cát và Đức Xoa Ca: "Bạn ta đã đến rồi, ngươi hãy mau ra đây, ta với các ngươi có thể chiến đấu ở bất cứ nơi chỗ nào." Long vương Bà Tu Cát và Long vương Đức Xoa Ca liền ra khỏi thành, đến chiến đấu với Long vương Ác Bát Ma Tha. Long vương Phi Pháp bị đánh phá, liền kéo quân lui về. Lúc này có vô lượng ức Atula vội vàng đuổi theo để chiến đấu với Long vương. Long vương Bà Tu Cát, Long vương Đức Xoa Ca lại ra khỏi thành của mình và ở trên biển đánh với kẻ địch. Chiến trận diễn ra hết sức dữ dội, trên hư không hoặc tuôn mưa lửa dữ, hoặc tuôn mưa gieo mát để công phạt nhau, rồi bị độc tự đốt cháy. Vì ngu si mà chúng sanh đánh nhau như vậy. Nếu người ở cõi Diêm Phù Đề tu hành theo chánh pháp, hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính các Sa Môn Bà La Môn, thì một mình Long Vương pháp hành có thể phá tan tất cả quân Atula. Nếu người ở thế gian ít hành theo chánh pháp, thì Atula thắng, Long Vương pháp hành sẽ thua. Lúc rồng bị thua trận, chúng liền đi đến nói với sứ giả trời, nói rằng: nhanh lên, tất cả chúng Atula đều đến đánh chúng tôi. Chúng tôi đã chiến đấu với họ, cuối cùng bị thua, không sao thắng nổi. Nghe nói vậy, sứ giả trời cấp tốc sử dụng tất cả binh khí đến nói với Long vương Bà Tu Cát và Đức Xoa Ca: nghe các ông bị Atula vương đánh phá, nên tôi đến để giúp các ông đánh dẹp quân Atula. Nói xong, sứ giả trời cùng Long vương đến chiến đấu với quân Atula. Lúc này, Atula vương La Hầu biết sự việc nên cũng đi đến biển lớn, dàn trận giao chiến với trời. Nếu như người trong thế gian thuận theo chánh pháp để tu hành, thì sứ giả trời có thể phá tan quân Atula một cách nhanh chóng. Sau khi bị phá tan, Atula trở về cung thành của mình. Bảy giờ, chúng Atula ở cảnh giới thứ hai nghe biết sự việc ấy liền nói với quân binh: các ông đừng sợ, ta hãy còn sống thì sẽ phá tan chúng trời kia, các ông có gì mà phải lo sợ. Lúc ấy, Atula vương liền đi nhanh đến chỗ sứ giả của trời, nổi binh chiến đấu. Khi giao chiến nơi biển lớn, trời lại đánh thắng, đã phá tan chúng Atula. Quân Atula bị thiệt hại nặng. Chúng Atula ở cảnh giới thứ ba nghe họ bị thua trận, liền kéo quân đến chiến đấu với trời. Cuộc chiến tàn hại lẫn nhau lại càng ác liệt. Lúc ấy trời bị thua, liền đi đến chỗ của trời Ca Lưu của Tứ Thiên Hộ Thế, nói như vậy: thiên vương Đề Bà, hãy mau đánh đuổi chúng Atula, vì chúng đã nhiễu loạn chúng ta. Trời Ca Lưu nghe tâu, bèn sử dụng các binh khí, tức tốc đi đến chỗ Atula. Thấy chúng trời đến, Atula càng nổi giận, đùng đùng đi thật nhanh đến giao chiến với chúng trời Ca Lưu, và việc đánh nhau càng thêm dữ dội. Những trận chiến ác liệt nhất trong thế gian cũng không bằng trận chiến giữa chúng trời và Atula này. Nếu mọi người trong thế gian thuận theo chánh pháp mà tu hành, thì trời Ca Lưu sẽ thắng trận, Atula bị phá tan. Như thế là chư thiên cùng với vô lượng chúng Atula chiến đấu nơi biển lớn như vậy, thật không thể nào ví dụ được. Có thắng có bại là do sức mạnh từ nhân duyên của chánh pháp và phi pháp.
chứ chẳng phải từ nơi sức mạnh của chính mình, như trời Ca Lưu đã phá tan quân địch. Bấy giờ, trời Hộ Thế đến nói với thiên chúng cõi trời Mang Trì, trời Mang Trì, trời Ca Lưu và sứ giả trời cùng vô số chúng của Long Vương Bà Tu Cát, Long Vương Đức So Ca nhóm họp lại một chỗ. Khi đó, Atula Vương La Hầu ở thành Quang Minh, Atula Vương Song Du Hỷ ở cảnh giới thứ nhất, Atula Vương Đà Ma Hầu cùng với vô lượng ức Na Do Tha, A Tăng Kỳ chúng Atula hợp lại thành một đại quân để chiến đấu với chúng trời. Trận chiến này rất là khủng khiếp. Nếu người ở thế gian thuận theo chánh pháp mà tu hành thì chúng trời thắng trận, quân Atula bị phá tan. Tất cả đều do oai lực của chánh pháp khiến cho chúng trời được thắng, không phải do phi pháp mà được. Nếu người nơi thế gian không thuận theo chánh pháp để tu hành thì Atula thắng trận. Tử Thiên Vương Hộ Thế thấy sự việc ấy rồi bèn đi đến chỗ của trời Thường Tử Ý nói: hãy trang bị mau lên, quân Atula đã đánh thắng chúng trời rồi. Trời Thường Tử Ý nghe như thế rồi bèn cùng vô lượng trăm ngàn thiên chúng mang tất cả binh khí đi đến biển lớn để chiến đấu với Atula. Cơn la vang dội trong biển lớn, mong sao màu phá tan hết quân Atula. Hai bên chiến đấu rất lâu và ác liệt với vô số khổ não. Atula bị trời phá tan nên chạy đến chỗ Atula Vương La Hầu nói hết mọi việc trên. Atula Vương La Hầu an ủi: các ông đừng lo sợ, với sức mạnh của ta tất có thể phá tan được chúng trời. Sức trời yếu kém, sức ta rất mạnh, nhất định sẽ thắng họ. Các ông hãy trở lại quyết chiến đấu. Nghe Atula Vương La Hầu nói, các Atula bèn kéo quân trở lại chiến đấu với chúng trời. Chư Thiên và Atula lại giao chiến dữ dội, vô số già mát đánh, chém, va chạm vào nhau thật là ác liệt. Bấy giờ, Atula Vương Song Du Hỷ ở cảnh giới thứ nhất, Atula Vương Đà Ma Hầu ở cảnh giới thứ hai, cùng đương đầu chiến đấu với chúng trời. Nếu người ở thế gian không thuận theo chánh pháp để tu hành, thì Atula chiến thắng, chúng trời thất bại. Còn như người ở thế gian tu hành theo chánh pháp thì chúng trời thắng trận, quân Atula bị bại. Như vậy, chánh pháp là cờ thắng trận của chúng trời, chánh pháp là bậc nhất, vì chánh pháp có khả năng cứu giúp mọi người, còn hành theo phi pháp thì không thể nào cứu được, vì tất cả Atula đều hành theo phi pháp. Trời suy nghĩ, Atula Vương làm não loạn chúng ta nên chúng không thắng trời được, không sánh bằng chúng trời. Vì sao? Vì người ở cõi Diêm Phù Đề hiếu dưỡng cha mẹ, hành theo chánh pháp, cung kính các bậc trưởng lão có đức độ, tu tập thanh tịnh, thực hành các pháp bát quan trai, bố thí, trì giới, tu phước, không buông lung, không cần bạn ác, thì khi qua đời, những người ấy được sinh lên cõi trời, còn Atula thì theo phi pháp, không có chánh pháp để cứu độ. Tất cả trời suy nghĩ như vậy rồi bèn cùng sứ giả trời, trời Mang Trì, trời Thường Tử Ý và hết thảy thiên chúng cầm cờ thiên pháp của trời đuổi thật nhanh theo quân Atula và nói: này chúng Atula, hãy dừng lại mau, ta đang ở trong cõi trời, cớ sao các ngươi cứ đến nhiễu loạn luôn như thế? Sức của các ngươi không thể nào thắng nổi chúng trời đâu, dù các ngươi có binh lính hùng mạnh bậc nhất cũng không thể thắng. Vì muốn phá tan quân binh của các ngươi nên ta đến đây. Các ngươi có tâm xấu ác với chúng trời nên các ngươi không về được cung thành của mình. Các ngươi do không hành theo chánh pháp nên không được an vui, không được tịch tỉnh. Nói xong, chúng trời đi thẳng đến chỗ quân Atula. Tất cả đều dũng mãnh với những trận mưa dao mát dữ dội. Long Vương Bà Tu Cát tuôn mưa lửa đỏ rực xuống quân Atula. Lúc ấy, chúng Atula kêu các Long Vương ác, bác Ma Thê, nói: các ông là bạn của tôi, hãy đến chiến đấu để dập tắt trận mưa lửa của Đại Long Vương Bà Tu Cát và Đức Xoa Ca. Nghe vậy, Long Vương bác Ma Thê liền đi thật nhanh đến chỗ Long Vương Bà Tu Cát. Bấy giờ hai bộ rồng cùng tuôn mưa lửa dữ thiêu đốt nhau. Trời và Atula chiến đấu càng lúc càng dữ dội. Sau đó, trời thắng trận và đã phá tan quân Atula,
khiến họ cùng nhau dẫn quân chạy về chỗ Aetola Vương La Hầu với bộ dạng âu sầu tiều tụy, xin cầu cứu. Thấy thế, Aetola Vương La Hầu an ủi: các ngươi đừng lo sợ gì cả, vì đã có ta đây, riêng mình ta hãy còn không sợ trời đế thích, huống chi là còn các ngươi theo trợ lực. Chúng trời yếu kém, không thể làm gì được, thì có gì mà các ngươi phải sợ sệt. Ta sẽ nói với các đại tiên Aetola Vương Dũng Kiện, Aetola Vương Hoa Mang, Aetola Vương Bác Ha Bà, Tỳ Ma Chất Đa La. Sau đó, ta sẽ đích thân đến đánh với chúng trời. Nói rồi, Aetola Vương La Hầu liền đến nói với các Aetola của các cảnh giới thứ ba: tất cả chúng trời, trời tử thiên vương cùng tập hợp với nhau đến đây đánh phá Aetola chúng ta. Nay các ông hãy suy nghĩ, tìm cách gì để dẹp tàn các chúng trời. Các Aetola trả lời: chúng ta hãy trang bị binh khí đầy đủ, sẵn sàng chiến đấu với thiên vương đế thích, trời tam thập tam. Nay ông xuất binh, trời sẽ thất bại, Aetola ta sẽ thắng trận. Aetola Vương La Hầu liền dẫn binh đi đánh các chúng trời. Các chúng Aetola nói với Aetola Vương La Hầu: đại vương, trời có sức mạnh lớn, trời có sức mạnh lớn, chúng ta không thể chiến đấu với họ được đâu. Aetola Vương La Hầu bèn đi đến chỗ các chúng trời tuôn mưa dao mát để chiến đấu. Khi đó thấy Aetola tuôn mưa dao mát thì chúng trời sai rồng mưa lửa dữ đến thật nhanh để phá dẹp quân của Aetola Vương La Hầu. Cuộc chiến càng kịch liệt không thể kể xiết. Nếu người nơi cõi Diêm Phù Đề tùy thuận hành theo chánh pháp, hiếu dưỡng cha mẹ, cúng dường các sa môn bà la môn, cùng kính các bậc trưởng lão, thì chúng trời được thắng lợi, quân Aetola thất bại. Còn như người ở thế gian không thuận theo chánh pháp để tu hành, thì chúng trời thất bại, quân Aetola thắng trận. Như vậy, tất cả đều do sức mạnh của chánh pháp và phi pháp mà trời và Aetola đánh nhau có thắng có bại. Nếu Aetola thắng thì chúng trời bị thua to, tất cả chúng trời cùng tàu. Đề bà, nên nghĩ nhớ về chánh pháp, vì nhờ có chánh pháp nên chúng trời được thắng lợi, nhờ có chánh pháp mà chúng trời được tăng trưởng. Cho nên, này chư thiên phải có lòng cung kính, tư duy luôn nhớ nghĩ về chánh pháp. Sau đó, tất cả chúng trời cùng đi đến chỗ quân của Aetola và luôn luôn nhớ nghĩ đến chánh pháp. Nhờ đó được pháp ủng hộ, oai đức sáng tỏ, tất cả đều tăng trưởng hơn 100 lần lúc trước. Thấy chúng trời có oai đức sáng rỡ như vậy, quân của Aetola đều khiếp sợ. Aetola Vương nói: vì đâu các ngươi khiếp sợ đến như vậy? Oai đức của trời làm sao sánh bằng chúng ta? Cả giao mát, binh khí, chiến đấu cũng không bằng chúng ta. Nay đây vì sao các ngươi lại quá khiếp sợ? Nghe Aetola Vương an ủi, các quân binh đều cố gắng hết sức lực. Lúc đó Aetola Vương La Hầu quay lại chỗ chúng trời. Chúng trời nhờ có sức mạnh của chánh pháp nên vội vàng tiến đến chỗ Aetola quyết tâm giao chiến. Trong hàng ngũ của Aetola, Aetola Vương Đại Lực La Hầu giống như núi chúa tu di thứ hai. Chúng trời nhờ uy lực của chánh pháp mà đánh phá được quân Aetola Vương La Hầu. Như vậy, trong các sự cứu giúp thì chánh pháp là bậc nhất. Trong tất cả ánh sáng của chánh pháp là hơn hết. Thấy quân binh của mình đều bị thất bại, Aetola Vương La Hầu khiếp sợ, bèn an ủi chúng Aetola: này các chúng Aetola đừng có sợ hãi, trượng phu sao mà yếu hèn giống như chim như quạ vậy? Cứ nghĩ đến bản thân mình thì làm sao dũng mãnh như đại trượng phu? Các ông cần phải hiểu biết, thấu rõ về luận pháp thì không có gì phải lo sợ. Các ông cũng đã từng thấy có vô số quân binh bị phá trừ, tan rã thì có gì phải buồn lo. Nghe Aetola Vương La Hầu an ủi, các Aetola rất vui mừng, tăng lòng kiêu mạn, quay lại chiến đấu với chúng trời. Tâm kiêu mạn, Aetola Vương La Hầu đứng trước quân binh của mình. Tất cả Aetola đều nương nhờ vào Aetola Vương La Hầu để được ủng hộ, vì Aetola Vương La Hầu là bậc tối cao của họ. Như thế là hết thảy Aetola đều hướng tới chỗ của Tứ Thiên Vương. Tất cả Aetola đều dựa vào sức mạnh của
của Atula Vương La Hầu mà có khí lực. Atula Vương La Hầu đang đi trước đám quân binh, sức mạnh của vương ấy có thể phá tan thiên chủ Kiều Thi Ca, huống hồ là tứ thiên vương. Hai bên cùng nhau đối địch, tuôn những trận mưa dao mát, mưa đá tảng lớn, giống như ngọn núi lớn từ trên hư không rơi xuống để hủy hoại chúng trời. Thấy vậy, trời hộ thế nói lời chúng trời: Atula Vương La Hầu tuôn mưa núi đá lớn, các ngươi hãy tuôn mưa đao, kích, mâu, giáo, đừng để chúng trời phải bị thua trận. Nói xong, trời hộ thế cùng chúng trời dốc sức đánh nhau ác liệt với Atula Vương La Hầu. Mưa đao, mưa đá từ trên không rớt xuống biển lớn, khiến nước bắn tung tuế. Trời tuôn mưa đao kiếm, làm tổn hại vô số trăm ngàn loài chúng sinh trong biển, hoặc chết hoặc sợ hãi chạy trốn, khắp biển lớn đều nổi lên đầy những bèo bọt. Các chúng trời và Atula khác trông thấy cuộc chiến đấu ác liệt này đều nghĩ, thật là một trận chiến chưa từng có. Cuộc chiến như vậy cứ kéo dài mãi không dừng. Nếu người trong thế gian tu hành theo chánh pháp, thì cho dù tất cả chúng Atula có nhiều kỹ thuật về đao, giáo, mâu, kiếm mạnh mẽ không sợ gì cả, cũng bị chúng trời phá tan trong chốc lát. Nếu người trong thế gian không thuận theo chánh pháp, thì Atula Vương La Hầu đánh thắng chúng trời. Cho nên chánh pháp là bậc nhất, chánh pháp là tối thắng, tất cả các pháp đều có nhân duyên. Sau khi Atula Vương La Hầu bị thất bại nặng nề thì mất hết sức lực, còn các Atula đều đau buồn chán nản, không muốn chiến đấu nữa. Thấy quân binh buồn bã, tiêu tụy, không còn tinh thần chiến đấu, Atula Vương La Hầu nói: Này các Atula, chớ có đau buồn khiến tâm yếu đuối, đừng có lo sợ gì cả. Nếu ta và các ngươi về cung thành cũ thì sẽ sống không an vui. Do đó các ngươi đừng trông mong trở về chốn ấy, hãy mạnh mẽ, oai hùng lên để tăng thêm sức mạnh, trở lại chiến trường, đừng quay về chốn cũ nữa. Nghe nói như vậy, chúng Atula đều quay trở lại chỗ Tứ Thiên Vương để tiếp tục chiến đấu. Những trận mưa đá lớn, sấm sét trút từng cơn mưa, mây đen mù mịt, ai thấy cũng đều sợ người. Sau đó trời lại chiến thắng, quân Atula bị thất bại. Tất cả Atula suy nghĩ, trời có sức mạnh lớn, ta nên đến thành tinh mang của các cảnh giới Atula thứ hai để cầu Atula Vương cứu giúp, có được lợi ích an lạc để đánh thắng các chúng trời. Atula Vương của thành ấy tên Dũng Kiện, vị này rất mạnh mẽ, dũng cảm, đã từng chiến đấu trăm ngàn lần với chúng trời, cho đến thắng luôn cả thiên chủ Kiều Thi Ca Đề Bà. Atula Vương này giỏi hơn hết thảy. Suy nghĩ như vậy xong, tất cả Atula cùng nhau đến gặp Atula Vương Dũng Kiện, thưa: Atula Vương, chúng trời có sức mạnh lớn, Atula Vương La Hầu đã chiến đấu với họ nhưng không thể nào thắng trận. Bây giờ đại vương hãy mau đến đó, đem sức mạnh của mình để cứu giúp, giúp đỡ chúng Atula tăng thêm khí thế. Nếu đại vương khởi binh thì cả thiên chủ đế thích cũng không thắng được quân Atula, huống chi là các chúng trời khác. Đại vương đã từng đánh bại các chúng trời trong các trận chiến, là người nổi tiếng nhất trong hàng Atula. Đại vương hãy mau thống lãnh binh chúng, dương oai diệu võ chiến đấu phá tan chúng trời. Trước kia đại vương đã phá trừ tay kim cương của họ cả trăm ngàn lần. Nay đây giữa các chúng trời, đại vương hãy dùng sức mạnh dũng mãnh biểu dương oai phong của mình. Nghe nói vậy, Atula Vương Dũng Kiện liền đến gặp Atula Vương Hoa Mang và Tỳ Ma Chất Đa Bát Ha Bà, nói: Chúng trời đã thắng, họ đã phá tan Atula Vương La Hầu và quân binh của ông ta. Bây giờ các ông hãy nghe tôi đến chiến đấu với chúng trời, nhất định tôi sẽ chiến thắng. Atula Vương Hoa Mang, Atula Vương Tỳ Ma Chất Đa Bát Ha Bà nói với Atula Vương Dũng Kiện: Hãy đi mau, hãy đi mau, là bạn của ông, tôi có thể phá tan các chúng trời. Nếu ông giúp đỡ cho Atula Vương La Hầu thì có thể đánh bại được tất cả chúng trời, huống chi là Tứ Thiên Vương. Nghe như vậy, Atula Vương Dũng Kiện liền đến chỗ của Atula Vương La Hầu để trợ chiến,
khiến chúng Atula rất vui mừng, làm tăng thêm sức mạnh. Atula vương dũng kiện mang đủ binh khí như đao, mâu, tên, giáo, đi thẳng đến chỗ chúng trời để chiến đấu. Tên bắn ra như mưa. Lúc ấy, chúng trời thấy hai Atula này dẫn đại quân đến, liền nói: Atula ấy luôn không biết xấu hổ, cứ đến làm nhiễu loạn chúng trời, thật là đồ xúc sinh. Ta luôn đánh thắng các ngươi, vậy mà các ngươi vẫn còn đến, không chịu khuất phục. Nói xong, chúng trời dốc sức đôn đốc quân binh, khí giới, ai nấy đều mạnh mẽ quyết giao chiến với Atula. Thấy chúng trời, Atula vương dũng kiện, Atula vương La Hầu nói: Chúng trời các ngươi hãy xuống đây để giao chiến với ta, ta sẽ cùng các ngươi dàn trận để tranh tài cao thấp. Hai Atula vương trụ tính như vậy, liền đi thật nhanh đến chỗ Tứ Thiên Vương, quyết chí đánh thắng kẻ địch. Nếu mặt trời ở sau chúng trời, tức là ở trước mặt chúng Atula, vì ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt chúng Atula, nên họ không thể nào hại chúng trời, cũng không sao tung mưa đao, gậy, kiếm, mát. Mắt họ không sao nhìn thẳng vào chúng trời, nên nói với nhau là ánh sáng ấy quá chói lòa, chiếu vào mắt họ, nên không thể nào chiến đấu với chúng trời được. Khi ấy, Atula Vương La Hầu liền lấy một tay che ánh sáng mặt trời. Đây là nguyên nhân thứ ba về nhật thực. Người đời thấy vậy, vì tâm ngu si nên nói với nhau: Hôm nay mặt trời bị ăn, hoặc nói đất nước sẽ được mùa, mất mùa, lũ lụt hạn hán, vô có việc lành, dữ, tai họa, an lành, dân chúng bị bệnh dịch hoặc không hề gì. Tất cả điều này là không có thật, chỉ do vọng tưởng phân biệt, lời nói của kẻ ngu si vì không nhận biết đúng như thật. Atula Vương La Hầu ngăn che ánh sáng mặt trời, rồi nói với Atula Vương Dũng Kiện: Bây giờ thì chúng ta thấy chúng trời dễ dàng rồi, chúng ta có thể dùng dao, kiếm, các thứ vũ khí, binh lính để đánh phá chúng trời. Lúc này, Atula Vương Dũng Kiện chạy lên phía trước, vội vàng đuổi theo chúng trời và tuôn mưa dao mát. Thấy vậy, chúng trời liền sử dụng đủ các khí cụ để chiến đấu, rồi cùng chạy thật nhanh đến chỗ Atula Vương Dũng Kiện và tuôn mưa dao, kiếm, mâu, giáo để đánh lại, cùng hướng đến trời Mang Trì. Thấy vậy, thiên chúng trời Mang Trì khen ngợi: Hay quá, hay quá, này các Atula Vương, chúng trời của ta luôn đánh thắng các ngươi, sao các ngươi không biết xấu hổ, không biết chán nản? Ta nhờ vào sức mạnh của chánh pháp, hành đúng chánh pháp, nương tựa vào chánh pháp, tu tập theo chánh pháp, không lì bỏ chánh pháp, cho nên chúng tôi đã chiến thắng. Các ngươi vì nhiều lòng tham sân, đắm vướng của cải nơi người khác, để mong về phần mình, luôn luôn tham cầu. Các ngươi không tu hành theo chánh pháp, chúng trời tùy thuận với 10 đạo nghiệp thiện, mà sao các ngươi cứ đến quấy nhiễu phá hoại? Ánh sáng luôn phá tối tăm, cho nên sức mạnh của ánh sáng luôn vượt trội hơn hết. Nghe chúng trời nêu bài như vậy, Atula Vương Dũng Kiện nói: Cần gì các ngươi phải nói nhiều như thế? Ta thấy các ngươi chiến thắng là vì có oai đức của thần thông, còn chúng ta thì chỉ dựa vào sức của chính mình để đánh nhau với chúng trời. Vì thấy oai đức của chúng trời hơn hết, nên bọn ta không thể thắng nổi. Nói xong, Atula Vương Dũng Kiện bèn đi thẳng lên phía trước, hướng tới trời Mang Trì. Thấy vậy, chúng trời Mang Trì liền tuôn mưa, đủ loại cung tên bắn vào chúng Atula, không chỗ nào xen hở cả. Cùng lúc, phía trên đầu Atula Vương Dũng Kiện lại có mưa xuống vô số dao, kiếm. Trời Mang Trì nói với chúng Atula: Atula, vì sao các ngươi lắm lòng tham lam vậy? Các ngươi gây ra nghiệp ác, để rồi tự hủy hoại chính mình. Vì sao lại gây chiến với trời? Phi pháp không thể nào phá hoại chánh pháp được. Ta đã không làm suy não các ngươi, cớ sao các ngươi cứ đến quấy nhiễu chúng trời? Mặc dù trời Mang Trì đã nêu bài như thế, nhưng chúng Atula vẫn đuổi theo chúng trời. Bây giờ, trời Mang Trì nói với Long Vương Bà Tu Cát và Đức So Ca: Atula Vương Dũng Kiện này thật là kiêu mạn, tự ý mình có sức mạnh nên khó mà chế ngự được. Này các ông hãy giáng mưa lửa dữ xuống,
chúng là tù là, để cho họ mất hết sức lực, bị phá trừ mà rút về. Nghe xong, Long Vương bà Tu Cát và Đức So Ca liền ở trên hư không tuôn mưa lửa dữ dội xuống thiêu đốt các lòng vương ác bát ma thê. Long Vương bà Tu Cát lại chạy thật nhanh lên phía trên Atula Vương Dũng Kiện, phóng ra sấm sét mưa lửa dữ dội mù mịt tấn công quân Atula. Bị rồng phun lửa dữ, Atula Vương nổi giận đùng đùng, tại bừng núi đá lớn khoảng 800 dặm quăng vào chỗ trời mang trì. Lúc ấy trời ca lưu bất chợt nhìn thấy liền mưa lửa dữ thiêu rụi núi đá kia. Thấy núi đá bị cháy rụi, Atula Vương mất hết sức lực. Atula Vương Dũng Kiện nói với chúng trời: núi này bị cháy rồi, ta sẽ ném núi khác vào các ngươi. Nói xong, Atula Vương Dũng Kiện tay bừng núi lớn khác ném vào chúng trời. Chúng trời nói với Atula: ngươi đã không có chánh pháp mà còn tạo ra phi pháp, nên ngươi không thể thắng ta được đâu. Vì ta sống trong chánh pháp, còn các ngươi thì sống trong phi pháp. Chúng trời đã chê bai chúng Atula như thế. Nghe vậy, Atula Vương La Hầu liền dẫn quân binh chạy nhanh đến phía chúng trời. Thấy thế, chúng trời cũng ào tới giao chiến với Atula, và hai bên dùng đủ thứ binh khí như dao mát công phạt nhau kịch liệt. Nói pháp rồi, trời thành tâm nhớ nghĩ quy y Tam Bảo và tiến thẳng về phía quân Atula. Thấy chúng trời đến, tất cả đám Atula đều rút quân, phần tán làm trăm ngàn ngã, để lùi hết xuống biển. Rồng phi pháp Bát Ma Thê Áp nói với Atula: chớ có lo sợ, chớ có lo sợ. Nay các ông bỏ tôi rồi thì định đi đâu? Tôi có thể ngăn cản Long Vương Bà Tu Cát, Long Vương Đức Xoa Ca, còn riêng ông một mình chiến đấu với chúng trời để đánh thắng chúng. Nếu sợ hãi, sao trước đây ông đi một mình ra khỏi thành để đến nơi này? Người không tự xét kỹ về sức của mình mạnh hay yếu, tại sao lại gây oán thù với chúng trời? Nếu người bỏ oán thù thì nên trở về cung thành của ông đi. Lòng chúng của chúng tôi không đi đâu cả, vì Long Vương Bà Tu Cát, Long Vương Đức Xoa Ca là oán địch của tôi, làm sao tôi đi được? Nghe nói như vậy, các Atula trở lại giao chiến với chúng trời. Khi đó, các Long Vương ác không thể nào ngăn cản được chúng Long Vương như pháp, nên trong tức khắc, quân Atula bị tan rã, rút về dưới biển, vào cung thành của mình. Thấy quân binh của mình thất bại trở về, Atula Vương sai một Atula đến nói với Atula Vương Hoa Mang ở cảnh giới thứ ba: thưa Đại Vương, xin hãy nhanh lên, trời có sức mạnh lớn đã đánh thắng tất cả quân Atula, đã tan thành bốn ngã để chạy trốn. Đại Vương, trước đây ông đã từng đánh với chúng trời và được nổi tiếng là anh dũng, nay cũng vậy, ông có cách gì để phá tan chúng trời? Nếu Đại Vương đến, cả Thiên Chủ Đế Thích còn không thể nào thắng được, huống chi là các chúng trời khác. Nghe vậy, Atula Vương Hoa Mang suy nghĩ tính kế, rồi cùng với vô số ức chúng Atula hộ vệ, sử dụng tất cả binh khí như dao, mát, giáo, mâu, trang bị vào thân rất đầy đủ, rồi đi đến nơi để tiếp tục chiến đấu. Vừa đi vừa hô to, dõng dạc, âm thanh vang dội khắp bốn phương. Thấy việc này, Atula Vương La Hầu nói với Atula Vương Dũng Kiện: Atula Vương Hoa Mang đến đây để làm cho chúng ta tăng thêm sức mạnh mà phá tan chúng trời. Các ông này nên trở về đi. Atula Vương Hoa Mang đến, tôi có sức mạnh lớn rồi. Quân binh nghe vậy liền trở lại giao chiến với chúng trời. Bấy giờ, Tử Đại Thiên Vương nói với chúng Atula: các ngươi thuộc pháp xuất sinh nên trời luôn chiến thắng, phá tan các ngươi. Vậy mà các ngươi cứ quay trở lại. Các ngươi vì ngu si đã làm thiệt hại quân binh của mình. Nói vậy rồi, Tử Đại Vương hướng đến quân Atula rượt đuổi thật nhanh. Thấy chúng trời đã đến, Atula Vương Hoa Mang nói với quân binh của mình: các Atula đừng lo sợ, hãy chiến đấu với chúng trời. Sao các ngươi không hợp lại để đánh lại chúng trời? Đừng có khiếp sợ, vì đã có ta đây rồi. Riêng một mình ta cũng có thể đánh tan chúng trời,
Huống chi còn có Atula Vương Dũng Kiện là bạn thân của ta, Atula Vương La Hầu Sư Tử Con cũng là bạn của ta. Các người cứ chiến đấu, đừng nên lo sợ, hãy làm tam oai lực để phá tan chúng trời, khiến Atula lớn mạnh, được chiến thắng. Hãy dốc hết sức, thật dũng mãnh để chiến đấu với họ. Ra lệnh như vậy rồi, Atula Vương Hoa Mang liền cùng các Atula khác đến chỗ trời Mang Trì, trời Thường Tử Ý, trời Ca Lưu, trời Tam Không Hầu. Chỗ của các vị trời này đất toàn bằng lưu ly, các trời đều rất thích thú, nói: chúng tôi không cần trời Tam Thập Tam của Thiên Chủ Đế Thích để có thể luôn phá tan quân Atula, nhờ sức mạnh của chánh pháp, lấy chánh pháp làm bạn. Bấy giờ Atula ở trong biển lớn đều lên hết trên biển và tập trung lại chuẩn bị chiến đấu với trời. Lúc này chúng trời thấy quân bên Atula tập hợp rồi nên cùng bàn luận. Tất cả đám Atula Vương Hoa Mang ở cảnh giới thứ ba có sức mạnh lớn, chúng đều tập hợp đến đây cả. Nói xong, chúng Atula đều kéo đến chỗ chúng trời. Thấy vậy, chúng trời nói với Atula: hãy đến đây, đừng hòng phá được chúng trời. Ta đã có sức mạnh lớn, vì sao? Vì người ở cõi Diêm Phù Đề tùy thuận tu hành theo chánh pháp, hiếu dưỡng cha mẹ, cúng dường các sa môn bà la môn, vui thích chánh pháp, tu hành theo chánh pháp, nên sau khi qua đời họ được sinh lên cõi trời. Thế nên ngày nay chúng ta thắng các ngươi, vì có được uy lực mạnh lớn bậc nhất không ai sánh bằng. Chúng trời của chúng ta là như pháp, thuận theo chánh pháp mà tu hành, không làm não loạn các ngươi. Các ngươi hành theo phi pháp, luôn não loạn chúng trời. Mặc dù chúng trời nói vậy, nhưng chúng Atula không chấp nhận lời nói ấy, liền xuống chiến đấu với chúng trời. Ngay khi đó, chúng trời hiện ra đầy khắp hư không, ào xuống đánh quân Atula. Hai bên giao chiến với nhau, âm thanh làm chấn động cả biển lớn, làm cho cá Rùa Ba Ba, cá Đại Ma Kiệt, cá Na Ca Thố đều hoảng sợ chạy tán loạn thành trăm ngàn ngã. Chúng trời tiến đánh dữ dội, tạo ra những trận mưa binh khí, nào mâu, giáo, kích. Trời và Atula chiến đấu kịch liệt như vậy. Bấy giờ Atula Vương Hoa Mang nói với chúng trời: những trận chiến trước đây ta không đến kịp lúc nên để cho các ngươi phá tan. Nay ta đã đến đây rồi, ta sẽ đánh dẹp bọn ngươi. Riêng một mình ta cũng có thể đánh bại trời Đế Thích, huống chi là chúng trời Tứ Thiên Vương các ngươi. Thế nên nay ta có thể phá tan chúng trời các ngươi. Nói vậy, Atula Vương Hoa Mang liền đi đến chỗ trời Mang Trì. Thấy Atula Vương Hoa Mang đến, trời Ca Lưu liền đi tới chỗ Atula Vương Hoa Mang. Chúng Atula đánh phá quân của trời Ca Lưu bằng cách đứng bên biển cả, bừng các tảng đá lớn vuông 400 dặm, hoặc 300, 200, 100 dặm, hoặc một do tuần đang cháy dữ dội quăng vào chúng trời Ca Lưu. Chúng trời thấy vậy liền quy y Tam Bảo, tư duy nhớ nghĩ đến chánh pháp, rồi dùng cung tên bắn lại, khiến các núi đá ấy nát vụn như cát, rơi xuống biển. Thấy việc làm không có công hiệu, chúng Atula liền lấy kích lớn đến đối đầu đánh với chúng trời. Từ hư không, chúng trời tuôn mưa đá kim cương, làm nát vụn đao kích của chúng Atula. Quân Atula thất bại tan tác. Khi ấy, Atula Vương Dũng Kiện chạy trở lại chỗ trời Thường Tử Ý để chiến đấu. Atula Vương lấy một ngọn núi đại vi tên là Bà Lợi Khư, ngang rộng 500 do tuần, nói với chúng trời: nay ta sẽ phá tan chúng trời các ngươi, hết thảy bọn trời kia ta sẽ cho chúng ngươi xuống hầu vua Diêm La. Nói xong, Atula Vương tiến thẳng tới chỗ trời Thường Tử Ý. Lúc này trời Hộ Thế thấy việc này liền đón lấy ngọn núi đại vi đánh vào ngực Atula. Quân Atula trong tức khắc liền bị phá tan, nên rút hết xuống biển lớn trở về chốn cũ. Quân bên trời thấy Atula rút lui thì quân của Atula Vương Đà Ma Hầu đều chạy tán loạn, khiếp sợ suýt chết, chen nhau trở về trú xứ. Atula Vương La Hầu
và quân binh của mình đi thật nhanh về phía trời. Tam Không Hầu tự dùng sức của mình để chiến đấu với chúng trời. Chư thiên thấy vậy, liền từ phía trên đầu Atula vương La Hầu tuôn mưa lửa dữ, cháy rực thiêu đốt quân Atula. Atula và quân binh bị bại trận, vội rút chạy hết xuống biển. Thấy quân Atula đã bỏ chạy, chúng trời rất vui mừng. Còn Atula vương thì âu sầu sơ sát, sức mạnh của kẻ trượng phu đều bị tan hoại, phải chạy về biển, bước vào cửa thành mong được cứu giúp, mong có chỗ nương tựa. Chúng trời biết binh chúng Atula đã rút hết xuống biển, nên liền trở về đỉnh cũ nói. Mặc dù ở trên núi Tỳ Lưu Ly, nhưng chúng trời vẫn sợ các Atula quay lại. Vì sao? Vì trong số Atula vương, có Atula vương, Tỳ Ma Chất Đa La, Bác Ha Bà, có sức mạnh lớn, tối thắng bậc nhất, có thể cứu giúp tất cả chúng Atula, nhưng chưa tới đây. Nếu Atula vương ấy bị thất trận, thì tất cả Atula cũng đều bị phá tan. Nói xong, hết thảy chúng trời đều vui mừng, khí lực tăng trưởng. Chúng trời cùng nhau nhìn ra xa, thấy quân binh Atula quyết chỉ đánh nhau với chúng trời. Lúc này, các long vương pháp hành là bà Tu Cát, Đức Xoa Ca đã phá tan quân của Bác Ma Thê. Số binh chúng bị thương, còn lại đều chạy về thành Hí Lạc cầu cứu Atula vương Bác Ha Bà, hồng mong đánh phá chúng trời nên nói: Hãy cứu giúp chúng tôi, nếu không thể phá tan chúng trời thì họ lại thắng trận, khiến cho chúng trời tăng trưởng. Bạn của Atula là Long Áp, Bác Ma Thê đang ở trong thành, sầu khổ hết mực, quân binh Atula cũng sầu khổ buồn bã. Bấy giờ, Atula vương Tỳ Ma Chất Đa La nghe Atula vương Hoa Mang, Atula vương Dũng Kiện, Atula vương La Hầu ở cảnh giới thứ ba bị thua trận tan tác, mất hết sức lực. Khi đó, có Atula tâu với Atula vương Bác Ha Bà. Quân chúng bị phá tan hết cả, không ai có thể cứu được, chỉ đại vương là người gồm đủ sức mạnh, có thể cứu giúp quân binh kia. Atula vương Bác Ha Bà nói: Ngươi hãy mau mau quan sát xem ba Atula vương kia hiện nay đang ở đâu. Atula thưa: Hiện nay tất cả đều bị chúng trời đánh bại và đã lui về nơi đáy biển lớn, tất cả đều mất hết uy lực, nên trở về trong mong đại vương bà La Ha Bà cứu giúp. Các vị đó rất xấu hổ, ở tạm ngoài cửa không dám vào thành. Nghe như thế, Atula vương Tỳ Ma Chất Đa La Bác Ha Bà nói với Atula kia: Trong lúc các Atula chiến đấu với chúng trời thì Thiên Chủ Thích Ca có ở đó không? Atula thưa: Thiên Chủ chưa bao giờ đến đó. Atula vương Bác Ha Bà đùng đùng nổi giận, mắt đỏ như máu, toàn thân rung động, nhìn Atula nói: Chỉ Tử Thiên Vương thôi mà phá tan ba cõi của Atula, khiến các Atula phải mất hết khí lực, quân Atula còn lại chẳng làm gì được vì bị chúng trời kia đánh tan. Nay ta sẽ đến tiêu diệt tất cả cõi trời. Atula vương Bác Ha Bà nói xong, các Atula đều có thêm oai lực. Atula vương ra lệnh cho quân chúng: Hãy mau đánh trống ra lệnh, ta đích thân đem quân binh đến đánh chúng trời, khiến chúng trời phải tan tác, suy não. Cả vua đế thích cũng vậy, một mình ta có thể đánh thắng chúng được rồi. Nay chúng trời phá tan chúng Atula, ta không thể ngồi yên mà nhìn. Nếu không có ta thì có thể nói là chư thiên có uy lực lớn, nhưng ta vẫn còn ở đây thì làm sao chúng trời có thể tăng sức mạnh để mong đoạt con gái Atula của ta. Nói vậy rồi, Atula vương Tỳ Ma Chất Đa La Bác Ha Bà đánh trống đại chiến, nói với chúng Atula: Hãy trang bị nhanh lên, ta nay muốn đánh các chúng trời để cho chúng Atula được lớn mạnh. Ra lệnh xong, Atula vương Bác Ha Bà đích thần dẫn theo 100.000 cỗ xe với vô lượng 100.000 ức quân Atula uy hoàng như mặt trời. Lúc mới xuất phát, tất cả sông núi nơi đại địa như núi Càn Đà La, núi Chúa Tu Di đều chấn động mạnh. Ngay cả tòa ngồi của Thiên Chủ Đế Thích trên thiện pháp đường trong thành Thiện Kiến cũng lay động không đứng yên. Bấy giờ Thiên Chủ Đế Thích suy nghĩ:
Chỗ ngồi của ta bị lay động, chắc chắn là Atula Vương quyết chiến đấu với chúng trời, nên khiến chỗ ta ngồi mới bị lay động như thế. Thế rồi, trời đế thích nói với chúng trời: Nếu Atula Vương tùy ma chất Đa La khởi binh thì núi chúa Tu Di, hang sâu, vườn rừng đều chấn động mạnh. Chúng trời tam thập tam các người hãy mau mau trang bị đầy đủ binh khí, đợi Atula Vương kia đến. Atula Vương tỳ ma chất Đa La bác Ha Bà nổi dậy đến đánh phá chúng trời. Nay ta cũng đích thân cởi vòi Y La Bà Na cùng với các chúng trời đến nơi ấy để chiến đấu. Vì sao? Vì ta thấy chúng trời có khả năng chiến đấu với Atula Vương tỳ ma chất Đa La bác Ha Bà. Thiền chủ đế thích nói xong thì tất cả thiền chúng trên thiện pháp đường trong thành thiện kiến, mỗi mỗi thiền cùng đều được ra lệnh rời khỏi thành thiện kiến để quyết chiến đấu với Atula Vương tỳ ma chất Đa La bác Ha Bà. Nghe xong, tất cả chúng trời đều vào rừng chất Đa La lấy tất cả binh khí. Vườn này đều có đầy đủ những dụng cụ chiến đấu. Bây giờ có cả trăm ngàn ức vạn ức chúng trời chen nhau vào rừng ấy lấy tất cả dụng cụ chiến đấu. Tiếng binh khí va chạm vào nhau giống như tiếng sóng gầm, tất cả đều tấp nập, bụi tung đầy cả hư không. Thiền chúng đồng đạo ấy, có chúng đi trên hư không, có chúng đi trên sườn núi hoặc trong hang núi, cả thảy đều dàn khắp trận chiến, không có chỗ nào thiếu hở. Lại có các chúng trời đang dạo chơi trong rừng, nghe tiếng trống liền chạy tới rừng chất Đa La, bỏ qua những sự vui chơi, liền sử dụng binh khí. Hết thảy hàng trăm vạn ức chúng trời đều cùng chiêm ngưỡng thiên vương đế thích. Thấy chúng trời như vậy, thiên vương đế thích rất vui mừng, ngồi nơi bảo điện tráng lệ, được trang nghiêm bằng bảy báu châu ngọc, vàng rồng, tỳ lưu ly, pha lê sa cừ, ca la mani cùng dây lưỡi báu trời, treo các linh báu đẹp đẽ khác lạ, do đế thích tạo tác nghiệp thiện theo đấy mà hưởng phước báo, nên có được cung điện thù thắng này. Ánh sáng nơi thân đế thích hiện rõ, lộ ra oai đức không ai sánh bằng. Các chúng trời đứng đầy khắp nơi đỉnh, nơi sườn núi chúa Tu Di, hoặc ở trên hư không, cả thảy hàng trăm ngàn chúng đều cùng chiêm ngưỡng thiên vương Thích Ca. Họ đang đợi xem thiên chủ chiến đấu với Atula Vương. Ai nãy đều suy nghĩ, đặt ra các phương cách. Bây giờ thiên chủ đế thích nói với Ngự Quan: Này hiền sĩ, ông hãy đến nói với voi trắng sáu đầu Y La Bà Na, vì nó có đầy đủ mọi năng lực của loài rồng lớn, ta sẽ cởi voi ấy để dẹp tan quân Atula. Nghe vậy, Ngự Quan liền đến ao sen. Như ý, nơi đây voi trắng sáu đầu Y La Bà Na đang dạo chơi cùng với bầy voi. Vị quan hầu nói với voi con: Thiên chủ Thích Ca muốn cởi voi báu để xua đuổi quân Atula. Voi con nghe vậy liền nói với voi báu. Voi Y La Bà Na nghe lệnh, bèn cùng người giữ voi đến chỗ của Ngự Quan, rồi tới thiện pháp đường. Quan hầu vào thưa đế thích: Thiên vương, voi báu vật nhất nay đã đến rồi, xin thưa thiên vương rõ. Lúc này thiên chủ đế thích liền dùng sự nhớ nghĩ, hóa voi báu này có trăm đầu, mặt mày sáng sủa sạch sẽ, mỗi đầu có 10 ngà, thảy đều trắng sạch. Trên mỗi ngà có 10 ao hoa, trong mỗi ao hoa có ngàn hoa sen, mỗi hoa sen có 10 đài hoa, mỗi đài hoa có trăm cánh, trong mỗi cánh hoa có trăm ngọc nữ, dùng 5 loại âm nhạc để ca hát vui chơi, phát ra âm thanh thánh thoát không gì sánh bằng. Y La Bà Na là voi báu thù thắng như vậy, được thiên vương đế thích biến hóa, khiến thân to lớn cả ngàn do tuần, màu sắc đẹp trắng tinh không gì hơn. Đế thích cởi lên mình voi để đến phá tan quân Atula. Vô số các loại kỹ nhạc được tấu lên, hoặc có ca múa, hoặc có vui đùa, hoặc hò reo kêu gọi, hết thảy đều hiện rõ uy đức đẹp đẽ khác lạ, rồi lần lượt rời khỏi thành thiện kiến. Chúng trời thấy vậy liền ngự trên các bảo điện đủ màu sắc khác nhau và trang bị binh khí. Những kỹ nhạc, ca múa, đùa vui phát ra âm thanh vang động, dồn dập,
khiến chư thiên cùng nhau vui mừng, sung sướng. Thấy Thiên Chủ Đế thích, họ càng vui vẻ gấp bội. Bấy giờ, Thiên Chủ Đế thích ngồi ngay thẳng trên mình voi báu, chỗ của vua, ngồi nhờ diệu lực của công đức hợp thành, có vô lượng chúng trời vây quanh, oai nghiêm bậc nhất. Các chúng trời khác cũng vây quanh bên Đế thích. Ánh sáng của Thiên Chủ cõi trời tam thập tam, sáng hơn trăm ngàn ánh sáng mặt trời, tỏa chiếu đầy cả hư không. Tiếng các kỹ nhạc hòa tấu vang khắp hai vạn do tuần, dội xuống đến chỗ chiến đấu của Atula. Lúc này, Tử Thiên Vương hộ thế phát ra âm thanh lớn bay lên hư không, đến chỗ Thiên Chủ Đế thích và gặp Thiên Chủ cõi trời tam thập tam ở giữa hư không. Thưa Thiên Vương, Atula Vương Tỳ Ma Chất Đa La Bát Ha Bà quyết đánh phá chúng trời, làm cho tất cả nơi chốn trong biển lớn đều náo loạn không yên, đến nỗi khiến cả trăm ngàn ngọn núi đều lay động. Chúng Atula ra oai vui mừng phát ra tiếng rất đáng sợ. Các loài cá và rồng nhỏ trong biển lớn đều mất hết sức lực. Vô số chúng sinh như quỷ la sát nhỏ, quỷ tỳ xá già đều bỏ mạng. Lòng ác hành theo phi pháp, Bà La Ma Tha thì vui mừng hả hê, gầm hét như sóng động. Còn các long vương pháp hành, Bà Tu Cát, Đức Xoa Ca thì âu sầu lo lắng, tự giữ lấy thân mạng. Atula Vương Tỳ Ma Chất Đa La ra khỏi nước, khiến cho sáu vạn núi chân kim tu di lâu đều chấn động. Tất cả chúng sinh quanh đáy đều khiếp sợ. Còn trời Mang Trì, trời Thường Tử Ý, trời Ca Lưu, trời Tam, Không Hầu đều ái ngại lo sợ, bất an. Sai tôi đến gặp Đại Thiên Vương. Thiên Vương nên chỉ ra phương cách để phá tan ba cảnh giới của quân Atula kia. Đó là Atula Vương La Hầu, Atula Vương Hoa Mang và Atula Vương Dũng Kiện, khiến chúng đều bị thất bại tan rã. Đế Thích nghe xong, nói với trời hộ thế: ta đã biết trước cả rồi, các Atula Vương Tỳ Ma Chất Đa La Bát Ha Bà xuất binh làm não loạn cõi trời, ta nay muốn xuống để bẻ gãy quân Atula ấy, cứu giúp chúng trời. Ta vì chánh pháp mà cứu giúp, hành theo chánh pháp. Pháp là cờ thù thắng, nên luôn cầu chánh pháp, ham thích chánh pháp, lì bỏ phi pháp. Nhờ công đức này mà có thể phá tan quân Atula, nhất định ta sẽ chiến thắng. Chúng không thắng nổi ta đâu, đừng lo sợ gì cả. Ta này đem đại quân đến chỗ Atula, các người chớ lo lắng. Vì sao? Vì người ở cõi Diêm Phù Đề hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính các Sa Môn, Bà La Môn, các bậc trưởng lão, biết ơn báo ơn, tu hành theo chánh pháp, giữ gìn chánh pháp, vui vẻ trong chánh pháp, tin thờ chánh pháp, cúng dường các bậc tu phạm hạnh, biết quả báo của nghiệp. Đối với sáu ngày trai giới, tự mình đều giữ trọn vẹn, thường hành bố thí trì giới, tu phước phát huy trí tuệ. Ta thường nhớ nghĩ và tu hành theo chánh pháp, vân giữ và hành trì giới pháp. Atula kia không hành theo chánh pháp nên chúng rất sợ hãi. Nói xong, Thiên Chủ Đế Thích đến đỉnh núi Tỳ Lưu Ly, trụ sứ của Tử Thiên Vương. Thấy Tử Thiên Vương, Thiên Chủ Đế Thích nói với các chúng trời: này Tử Thiên Vương hộ thế, hãy tập hợp lại nơi đây để cùng nhau đánh dẹp quân Atula. Tử Thiên Vương hộ thế thưa: các chúng trời này thuộc quyền thống lãnh của Thiên Vương, được Thiên Vương ủng hộ, nương dựa vào Thiên Vương nên không sợ Atula và quân binh của chúng. Chủ trời tam thập tam nghe vậy thì rất vui mừng khen ngợi Thiên Vương: Thiên Vương luôn chiến thắng, chúng trời luôn chiến thắng. Khen ngợi xong, trời tam thập tam đến chỗ Tử Thiên Vương. Bấy giờ, Thiên Chủ Đế Thích thống lãnh chúng trời với vô lượng trăm ngàn cung điện vây quanh. Thiên Vương Đế Thích cởi tượng vương trắng lớn Ilabana, như trên đã nói. Thần tướng của Thiên Chủ Đế Thích rất oai nghiêm, đẹp đẽ. Ánh sáng của bảy báu rực rỡ, giống như ánh chớp, tỏa khắp hư không. Vô lượng tiếng nhạc tưng bừng vang động khắp mười phương. Trăm ngàn thiên chúng hoan hỷ vây quanh ở núi Tu Di. Chúng càng tháp bà tạo thêm vẻ trang nghiêm cho chư thiên. Tiền thánh ca tụng
khen ngợi không gì sánh bằng, luôn cùng nhau thọ lạc. Đó là quả phước của nghiệp thiện, nơi họ đã tạo nên, đạt được an lạc bậc nhất. Lúc này, Tử Thiện Vương thấy Thiên Chủ Đế Thích đích thân lâm trọng nên rất vui mừng. Thiên Chủ Đế Thích nói với Tử Thiên Vương: "Nay ta đến đây để hợp sức đánh bại quân Atula, các ông đừng lo sợ, đại quân của chúng trời đều tập hợp về đây đông đủ." Nghe vậy, Tử Thiên Vương vui mừng, tâu: "Thưa Thiên Vương, riêng một mình tôi cũng có thể đánh tan quân Atula, huống chi có Thiên Vương đến đây, đại binh đều tập hợp sẵn sàng theo lệnh. Nhờ có Thiên Vương mà tôi không sợ Atula chút nào cả." Nói xong, Tử Thiên chúng liền vây quanh, rồi đứng qua một bên Đế Thích, xem xét phía quân địch là các Atula Vương Tỳ Ma Chất Đa La, Atula Vương La Hầu, Atula Vương Dũng Kiện, Atula Vương Hoa Mang. Nơi thân của Tử Thiên Vương thảy đều chỉnh tề với áo giáp kim cương của trời, tay cầm vũ khí với tâm niệm quyết đánh thắng quân Atula. Các lòng vương pháp hành như Bà Tu Cát, Đức Xoa Ca ở nơi điện báu uy nghiêm đẹp đẽ, tâm ý sẵn sàng chiến đấu, đứng qua một bên để chiêm ngưỡng Thiên Chủ Đế Thích, đợi ban lệnh để phụng hành. Các lòng vương đều nhìn xuống biển. Bấy giờ, bốn Atula vương bỗng nhiên đi ra, có vô số trăm ngàn quân binh vây quanh, tay cầm những khí cụ chiến đấu, nhắm phía trước tiến tới, không ngó hai bên. Mặc dù có trăm ngàn ức đại chúng vây quanh, tất cả núi Tu Di lưu đều chấn động. Trong số các Atula vương thì bốn Atula vương này có sức mạnh hơn hết, lại hiểu rõ về kỹ thuật chiến đấu. Chúng ra khỏi nước giống như núi chủ Tu Di thứ hai, có các lòng ác hành phi pháp, Bát Ma Thê, Tỳ Ma Chất Đa La, Bát Ha Bà cùng đi đến chiến trường. Bình chúng chư thiên hiện ra đầy khắp cả hư không, còn quân Atula thì đầy khắp trên biển cả, chuẩn bị trận đánh nhau lớn với chúng trời, nên đều suy nghĩ muốn đứng qua một bên để xem trận chiến sắp diễn ra. Khi ấy, Tử Thiên Vương, Long Vương Đức Xoa Ca, Long Vương Bà Tu Cát thưa Đế Thích: "Thưa Thiên Vương, quân Atula đang đứng ở phía trước chúng ta, vì sao Thiên Vương không ra lệnh cho chúng tôi xung trận?" Thiên Chủ Đế Thích nói với Thiên Chúng và các Long Vương: "Nay ta sẽ sai Tử Thiên Vương Hộ Thế xuống cõi Diêm Phù Đề quán xét các chúng sinh có hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính các Sa Môn, Bà La Môn, tồi thuận theo chánh pháp, tu hành chăng, thì có thể phá tan quân Atula. Trời nhờ có chánh pháp ủng hộ, đừng dựa vào chánh pháp. Do chánh pháp tăng trưởng nên chúng trời cũng được tăng trưởng, chánh pháp tổn giảm thì chúng trời cũng tổn giảm. Ta này sai các ông xuống cõi Diêm Phù Đề, đến thế giới của loài người xem rõ tình hình." Nói xong, Thiên Chủ Đế Thích liền ra lệnh cho Tử Thiên Vương: "Ông hãy mau mau xuống cõi Diêm Phù Đề quán xét các chúng sinh, xem họ có tùy thuận theo chánh pháp, hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính cúng dường hàng Sa Môn, Bà La Môn, các bậc trưởng lão, tự mình giữ gìn trai giới, hành bố thí trì giới, không buông lung, tùy thuận theo chánh pháp không?" Nghe xong, trong khoảnh khắc như mũi tên bắn, Tử Thiên Vương Hộ Thế đã tới cõi Diêm Phù Đề, đến từng trụ xứ, từng xóm làng, thành ấp, doanh trại, ngã đường, từng quốc độ, xem xét hết thảy đều thấy dân chúng cõi Diêm Phù Đề hiếu dưỡng cha mẹ, cúng dường các Sa Môn, Bà La Môn và các bậc trưởng lão, tất cả ai nấy đều như pháp tu hành. Thấy vậy, Tử Thiên Vương Hộ Thế rất vui mừng, chỉ trong giây lát đã về tới chỗ Đế Thích, vô cùng hoan hỷ thưa: "Thật đáng vui mừng, thưa Thiên Chủ Thích Ca, vì người nơi cõi Diêm Phù Đề tu hành theo chánh pháp, hiếu dưỡng với cha mẹ, cung kính các Sa Môn, Bà La Môn và các bậc trưởng lão, hành bố thí tu đức, làm cho chúng trời được tăng trưởng, quân Atula tổn giảm." Nghe xong, Thiên Chủ Đế Thích càng hoan hỷ bội phần, nói với Tử Thiên Vương Hộ Thế: "Tất cả chúng trời hãy nên vui mừng, ta nay sẽ đánh tan quân Atula. Vì sao?
Vì người ở cõi Diêm Phù Đề phần nhiều đều tu phước đức. Chúng trời nghe vậy đều thích thú, khiến sức lực tăng thêm gấp 10 lần lúc trước, cùng tâu thiên vương: vì sao chưa ban lệnh xung trận? Chúng ta đã nhờ vào oai lực của thiên vương nên sẽ đánh bại kẻ thù, khiến cho chúng trời thắng lớn. Thiên chủ Đế Thích nói với các Long Vương Đức Xoa Ca, Bà Tu Cát: các ông hãy tiến quân thật nhanh đến chỗ Long Vương Phi Pháp, Bát Ma Thê ấy, đừng đến nơi dàn quân của Atula Vương Tỳ Ma Chất Đa La. Nghe xong, các Long Vương Bà Tu Cát, Đức Xoa Ca liền tiến quân thật nhanh đến chỗ quân rồng Phi Pháp Bát Ma Thê, bạn của Atula, tuôn mưa lửa dữ. Lúc ấy, Atula Vương, Tỳ Ma Chất Đa La, Bát Ha Bà liền sai Bát Ma Thê phóng ra tiên chớp cháy rực, nhưng tất cả rồng ác trên thân đều bị lửa đốt cháy, chịu mọi thứ khổ não, chỉ trong khoảnh khắc đã bị phá tan, lui chạy nhanh đến báo cho quân Atula. Nếu quân phân tán ra thì không thể thắng quân binh đông đảo của kẻ thù được, tất cả nên tập hợp lại để chiến đấu mới mong thắng được. Nói vậy rồi, các Long Ác liền chạy đến chỗ hai Long Vương Bà Tu Cát, Đức Xoa Ca. Thấy Long Ác đến, Long Vương Bà Tu Cát nói với Long Vương Đức Xoa Ca: do tâm xấu ác, sân giận mà chúng đến đây, chúng ta sẽ làm suy não chúng, để chúng không dám trở lại nữa. Nếu không trừng trị thích đáng, thì chúng cứ luôn đến não loạn chúng ta như vậy. Nói xong, Long Vương Đức Xoa Ca liền đi nhanh đến chỗ Long Vương Bát Ma Thê. Từ trên hư không mưa xuống vô số lửa dữ, phóng ra khói lửa thiêu đốt Long Ác ấy. Bị thiêu đốt, Long Ác bèn rút chạy đến chỗ Atula để mong được cứu sống. Thấy sự tình này, Atula Vương La Hầu nói: loài rồng này bị thua trận nên rút chạy về đây, chúng tôi làm sao bỏ các ông cho đành. Nói rồi, Atula Vương La Hầu ra sức chạy tới. Thấy Atula Vương La Hầu đến, Trời Ca Lưu cũng tiến ra để giao chiến, thật là ác liệt, giống như bên bờ dốc hiểm. Các Atula nhỏ ở nơi biển lớn đều điếc cả tai, hoặc có tên khiếp sợ đến nỗi mất mạng. Từ không trung lại tuôn mưa đao rơi xuống tới tấp cả trăm ngàn vạn số. Khi chiến đấu như vậy, nếu chúng trời bị chém đứt tay chân thì liền mọc ra, hoàn toàn vô sự. Toàn bộ thân hình cũng như thế, không mệnh hệ gì, sắc tướng không thay đổi, vẻ đẹp đều như cũ, chỉ trừ khi nào bị chặt đầu hoặc đứt nửa thân mình. Trời và Atula oán thù nhau, chiến đấu như vậy, nếu Atula bị chúng trời chém đứt thì không mọc ra lại, cũng như con người, phải chịu các thống khổ, chứ không như cõi trời. Bấy giờ, Trời Ca Lưu cùng Atula Vương La Hầu chiến đấu dữ dội. Trời Ca Lưu lại lấy vô số núi lớn đổ tuôn xuống chỗ quân Atula, khiến mặt trận của kẻ địch bị phá vỡ, tan rã thành trăm ngàn phần. Thấy quân mình bị phá tan, Atula Vương La Hầu liền dùng núi lớn rộng 300 do tuần khiến chạy ào đến chỗ chúng trời. Trời Ca Lưu thấy vậy liền dương cung lắp tên, cũng chạy tới bắn vào núi, khiến tan tành như cát vụn rớt xuống biển. Rồi từ hư không lại mưa đao xuống. Quân Atula thấy vậy, do tâm xúc sinh ít mạnh mẽ nên càng khiếp sợ, bèn chạy tới chỗ quân của Atula Vương Dũng Kiện. Atula Vương Dũng Kiện thấy binh chúng thoái lui, liền nói: đại vương La Hầu này chỉ có thân to nhưng trống rỗng, không có chút sức lực nào cả, bị trời đánh bại phải chạy đến đây để mong được cứu giúp, thật giống như đám Atula tầm thường không khác. Vì không có sức mạnh, chứ nếu có thì chỉ một thân ấy cũng có thể phá trừ được tất cả chúng trời. Thân ấy như núi Tu Di chúa thứ hai, Trời Ca Lưu này dũng mãnh bậc nhất, có thể chống cự lại thân to lớn ấy, nhưng không thể hủy hoại được. Nói xong, Atula Vương Dũng Kiện liền cùng với chúng Đà Ma Hầu chạy đến chỗ Trời Ca Lưu để tiếp tục đánh nhau. Chúng trời thấy vậy liền nói với Trời Mang Trì: xin đến mau, xin đến mau, Atula Vương Dũng Kiện đang thống lãnh đại quân Atula đến chỗ chúng ta. Nghe vậy, Trời Mang Trì liền cho quân tiến thật nhanh
đến chỗ của Atula Vương Dũng Kiện và La Hầu. Atula Vương La Hầu cùng với Atula Vương Dũng Kiện lại trang bị cẩn thận, quay trở lại chỗ chúng trời chiến đấu với trời Ca Lưu. Nhớ đến thù oán từ xưa, hai Atula Vương bèn dùng núi đá lớn ném về phía kẻ địch. Trên không vẫn mưa đao, tên và nhiều loại khí giới và ném cây to, tung kính khắp hư không, chẳng còn thấy nhau được. Trong hàng trăm ngàn trận đánh nhau, không trận nào dữ dội bằng trận chiến này. Những bộ phận trên thân của chúng trời nếu có bị hại thì lại mọc ra, như trên đã nói, còn quân Atula thì không như vậy, cũng như pháp của loài người. Các quân bên thuộc chúng trời thì chỉ khi nào bị chặt đầu thì mạng không giữ được, nếu bị chém giữa eo lưng thì cũng không sống được. Lúc này, chúng trời bị tổn giảm thì ít, mà chúng Atula bị tiêu diệt thì nhiều. Atula đã bị chúng trời phá tan, quân binh còn lại thì rút lui xuống biển, hầu mong được cứu giúp. Chúng trời bèn kêu to, quân Atula nghe tiếng ấy đều mất hết oai lực, mạng sống càng trở nên mỏng manh. Còn Atula Vương La Hầu, Atula Vương Dũng Kiện thì chạy về thành cũ, nhưng đứng ngoài cửa không dám vô. Bấy giờ, Atula Vương Hoa Mang ở cảnh giới thứ ba thấy các Atula Vương La Hầu, Dũng Kiện bị chúng trời đánh bại nên nói với quân lính, quân của chúng ta đã đến hết đây rồi, hãy chuẩn bị chiến đấu với chúng trời. Chúng ta có sức mạnh lớn, trời đâu làm gì ta được. Nói xong, Atula Vương Hoa Mang cùng quân mình chạy đến chỗ chúng trời và tập hợp số tàn quân của Atula Vương La Hầu, Dũng Kiện, tất cả trở lại quyết đánh với chúng trời. Chúng nói với nhau, vì sao dối xưng là Atula Vương mà lại tháo chạy tán loạn? Chính bản thân mình không có sức mạnh, lại không có tài chiến đấu, ngay cả mình đào tốt cũng không có. Giả sử có về đến cung thành thì bị vợ con hủy nhục. Nói xong, khí lực của chúng Atula phục hồi mạnh mẽ, thân như núi lớn, tay cầm binh khí tiến nhanh như gió, hướng tới chỗ chúng trời để quyết đấu. Lúc ấy, thiên sứ và trời Ban Trì, trời Thường Tứ Ý, trời Ca Lưu cùng nhau bàn bạc. Tất cả quân Atula đều đã tập hợp lại, đang tiến đến chỗ chúng ta. Chúng ỷ vào sức mạnh của mình mà sinh tâm kiêu mạn, không biết sức lực hơn hẳn của trời. Nói xong, chư thiên cùng tiến về phía quân Atula giao chiến. Phía trên cao nào mưa núi lớn, mưa đá tảng, đao kích, lại cùng đánh chém, giết hại nhau vô số, bức bách nhau vô số, thật là ác liệt. Thay chết nằm khắp trên biển, hai bên cứ ù vào đánh chém nhau bằng mọi cách, không thể nói hết. Rồng cùng với rồng cũng đánh nhau kịch liệt. Thấy vậy, Thiên Chủ Đế Thích nói với chúng trời Tam Thập Tam, hãy chuẩn bị đầy đủ và nhanh lên, tất cả quân Atula đều đã đến đây, chỉ trừ Atula Bát Ha Bà. Ta sẽ cởi voi trắng sáu nhà, Gia Bà Na để chiến đấu với Atula Vương Bát Ha Bà. Nói với chư thiên xong, Thiên Chủ Đế Thích khích lệ voi chúa trắng Y La Bà Na, bây giờ ta cởi người đến dẹp tan Atula Vương, Tỳ Ma Chất Đa La và quân binh của hắn. Rồi Thiên Chủ Đế Thích tay cầm chày kim cang, xem xét khắp trận chiến đang diễn ra, thấy chúng trời đại thắng, quân Atula thua to rút chạy, khí thế của chúng trời vô cùng mạnh mẽ. Thiên Vương Đế Thích rất vui mừng, sung sướng. Khi ấy, Atula Vương Bát Ha Bà thấy sự tình này, suy nghĩ, vô lượng ức na do tha quân binh của nơi ba cảnh giới của Atula đang chiến đấu đều mất hết dũng khí và đã bị phá tan như trước. Tất cả những hình ảnh thấy ở ao Nhất Thiết Quán đều không sai, đúng như thật, không chút hư dối. Nay ta sẽ đến để phá tan Thiên Chủ Đế Thích và các chúng trời. Atula Vương Bát Ha Bà suy nghĩ xong, chúng trời đã kéo đến nơi cửa vào đáy biển. Bấy giờ Atula Vương tìm Ma Chất Đa La, Bát Ha Bà hết sức giận dữ, khiến các núi lay động, nước trong biển bắn tuế lên, ánh sáng của mặt trời trên đỉnh núi đều biến thành màu đỏ. Quân binh Atula nơi đáy biển, chúng trời thắng trận, quân Atula bỏ chạy tan tác, nên cũng chạy hết xuống biển, không ai còn sức lực,
cũng không ai cứu giúp được, nên tất cả đều hỗn loạn. Chúng trời la hét dữ dội, khiến hết thảy quân Atula đều mất hết khí thế. Chúng nói với nhau, ta này không còn sức lực nữa, không ai cứu giúp cả. Có Atula nói, đừng sợ, đừng sợ, hãy quay lại chiến đấu, đừng chạy nữa. Vừa nói xong, bỗng thấy mưa đá từ trên đỉnh núi ào xuống, đánh vào quân Atula. Chúng trời rất vui, la hét, hãy bắt lấy Atula, hãy bắt lấy hết quân binh Atula, hãy giết hết loài súc sinh phi pháp hành ác kia, vì chúng luôn đến quấy nhiễu đánh phá chúng ta. Chúng không thể chiến đấu nổi, vì chúng nhát như chim, quạ, không có ý chí dũng mãnh, không biết sử dụng tốt đao kích, nên chúng phải bị thua trận, khiến không dám quay lại nữa. Atula này chiến đấu không biết thời cơ. Tất cả chúng trời đều vui mừng như vậy, rồi cùng nhau hướng đến đánh dẹp quân Atula. Khi chiến đấu, chúng trời sân giận, thì mắt đỏ ngầu giống như rán đỏ, lại tuôn mưa đao, kích, mưa lửa dữ, giống như những trận mưa lớn vào mùa thu. Chúng trời đánh tan quân Atula như thế. Khi ấy, Atula vương Mát Ha Bà ngồi trên điện, có trăm ngàn vòng với vô lượng ức Atula tùy tùng vây quanh. Atula vương Bát Ha Bà mưa các loại đao, kích, dùng tay bưng núi lớn khoảng một do tuần cho tới năm do tuần, ném mạnh về phía chúng trời. Atula vương La Hầu thấy sự việc ấy, nên khí lực phục hồi lại ngay, lại dẫn quân quay lại chiến đấu. Atula vương Bát Ha Bà an ủi quân binh, đừng sợ hãi, đừng sợ hãi, ta này đến đây để phá tan hết thảy chúng trời, để chúng phải thua trận. Các ngươi chớ sợ sệt, các Atula vương cũng đừng khiếp sợ. Nếu các ngươi trở về cung thành cũ, đến chỗ vợ con, thì làm sao dám xưng mình là bậc trượng phu? Thật ra, các ngươi không có chút dũng mãnh nào cả, chỉ dối xưng mình là trượng phu thôi. Nói vậy rồi, Atula vương Bát Ha Bà tiến quân nhanh về phía chúng trời. Thấy vậy, chúng trời cũng cho quân ào đến thật nhanh. Hai bên giao chiến với nhau thật dữ dội, la hét vang dội, làm chấn động cả khe suối, hang hẻm trong núi Tu Di Lưu. Bấy giờ, Atula vương La Hầu chạy đến chỗ trời Ca Lưu. Atula vương dũng kiện tay cầm kích lớn, chạy tới chỗ trời Mang Trì. Atula vương Hoa Mang thì tay bưng núi lớn khoảng 3 do tuần, chạy lại nơi chúng trời Tam Không Hầu và Sứ Giả Trời. Trận chiến ác liệt đã diễn ra như vậy, hết thảy chúng sinh chỉ nghe nói cũng đều rợn người, huống chi là chính mắt trông thấy. Atula vương Bát Ha Bà lại muốn mau chóng đánh tan chúng trời giống như gió thổi mây, vì tự ý mình có sức mạnh lớn nên không sợ kẻ địch. Lúc ấy, Tử Thiên Vương thấy quân binh rối loạn, liền đến thưa với Thiên Chủ Đế Thích, chủ trời Tam Thập Tam. Thưa Thiên Vương, chúng trời chiến đấu một mình, e bị quân Atula đánh thắng. Thiên Vương, xin hãy mau mau đến đó, đừng để chúng trời bị tiêu diệt mà lũ súc sinh kia lại thắng. Thiên Vương, xin hãy nhanh đến, tất cả chúng trời ở đây, xin hãy rời thiện pháp đường và tiến quân thật nhanh. Nghe nói như thế, tất cả chúng trời cõi Tam Thập Tam đều tiến nhanh đến chỗ Atula vương, thì ma chất Đa La Bát Ha Bà cùng tuôn mưa đao tên. Phía trên trời Tam Thập Tam thì Atula vương Bát Ha Bà đang tuôn mưa, núi đá lớn đầy khắp hư không. Hết thảy quân bên hai bên đều hợp lại để chiến đấu, la hét dữ dội. Mỗi bên đều cho rằng quân mình thắng trận. Chiến đấu như thế khiến cho trăm ngàn núi va vào nhau, bị đánh tan nát vụn như bụi, tung khắp hư không cả ngàn do tuần. Trong đám mây bụi mù này, lại thay nhau nào mưa tên, nào mưa núi, giống như mưa vào mùa thu, làm cho vô số ức chúng Atula bị tiêu diệt, không trở về được. Nơi chúng trời cũng có rất nhiều người bị chết. Đám Atula nhút nhát vì lo giữ thân mạng, nên kéo chạy về cung thành cũ. Quân thất trận còn lại cũng đã vào thành hết cả. Lúc ấy, các phụ nữ Atula đến hỏi, hiện nay chồng tôi ở đâu? Atula trả lời, quân Atula chiến đấu với chúng trời và đã đánh tan kẻ địch. Mọi người nên vui mừng,
Không bao lâu họ sẽ về tới nơi. Các người vợ Atula liền đến ao Nhất Thiết Quán để xem xét quân Atula. Họ thấy chúng trời thắng trận, quân Atula bị tan rã, thầy chết nằm ngổn ngang, số còn sống thì chạy tứ tung. Thấy vậy, các người vợ đau buồn sầu não, tế quỵ trên đất, khóc lóc kêu gào thảm thiết, đấm ngực la hét bứt tóc, đánh vào thân, nước mắt ràn rụa. Thấy hình ảnh chồng chết trong ao, các bà vợ càng thêm sầu não. Trời và Atula đã đánh nhau kịch liệt như vậy, còn Atula vương bác hai bà cùng với vô số ức Atula theo hộ vệ đi đến chỗ Đế Thích. Thấy thế, Đế Thích nói với chúng trời: "Này quân Atula này lại quay đến đây chiến đấu với chúng ta, thật khó có thể chế ngự được chúng. Chúng ta hãy lấy chánh pháp làm bàn để phá sạch quân địch, giống như ánh sáng trừ tối tăm." Nói xong, Đế Thích cởi voi chúa trắng Ila Bà Na. Voi ấy đi rất nhanh, giống như tên bắn. Có kẻ chúng trời thiện pháp theo hộ vệ từ trên cao hạ xuống, thẳng tới chỗ quân Atula, nhổ hết các cây cối to lớn quăng vào đầu của quân Atula, lại ném đá tảng lớn, mưa tên lớn vào chỗ Atula vương Bác Ha Bà. Lúc này, Atula vương Bác Ha Bà cởi xe lớn tiến đánh Thiên Chủ Đế Thích. Trời Đế Thích nói với Atula vương Bác Ha Bà: "Ngươi là đồ xuất sinh, trụ vào đạo phi pháp. Ngươi đến đây, ta cũng sẽ đánh thắng, khiến ngươi phải quay về dưới biển." Tỳ Ma Chất Đa La, Bác Ha Bà nói với Thiên Chủ Đế Thích: "Ta sẽ đánh bại ngươi và cả chúng trời nữa." Tỳ Ma Chất Đa La Bác Ha Bà bèn lấy núi vàng lớn khoảng 500 do tuần ném mạnh vào chúng trời. Thấy núi vàng bay đến, voi chúa trắng Ila Bà Na phun ra gió dữ thổi vào núi ấy, làm cho nó tan nát như cát và rơi xuống biển. Atula vương thấy núi vàng bị nát vụn, lại lấy núi bằng kim cương khoảng 500 do tuần quăng vào trời Đế Thích. Lúc ấy, voi chúa trắng Ila Bà Na bèn dùng vòi đón lấy, đánh trở lại vào ngực Atula vương Bác Ha Bà, khiến tướng Atula phải nhào lộn. Thấy vậy, trời Tam Thập Tam la to: "Xuất sinh kia, ngươi đã bị thiên vương đánh bại, bị voi trắng đánh khiến phải đảo lộn, huống chi là Đế Thích tay phóng chày kim cang." Nghe nói vậy, tất cả chúng trời liền cùng ào đến chỗ quân Atula. Có trời lấy đá tảng lớn, có trời dùng cây lớn hoặc núi lớn, kích lớn, mâu lớn, hoặc làm sấm sét, nổi lửa mịt mù, hoặc cầm lưỡi lê chém đâm, cầm đao luân, đao kích đánh phá. Có trời đi trên hư không, có trời cầm cung tên, cầm núi vi, cầm xoa, có trời theo pháp để chiến đấu, có trời theo đạo lý, phân dữ, hoặc dối gạt, hoặc chiến đấu bằng lửa, bằng nước, bằng cưa, bằng móng tay, bằng xe, hoặc la to khiến người nghe không thể chịu nổi, hoặc lấy chân đạp, hoặc chiến đấu bằng tay. Những loại binh khí như vậy đều có đầy đủ nơi thân. Đế Thích đốc thúc và tất cả chúng trời cùng nhắm đến chỗ quân Atula. Thấy chúng trời cầm tất cả binh khí ào đến, thì các Atula vương Bác Ha Bà, La Hầu cũng tiến quân lại chỗ Đế Thích. Chúng trời thấy bốn Atula vương cùng tiến tới chỗ Thiên Chủ Đế Thích, nên thảy đều chuẩn bị để xung trận. Thiên Chủ Đế Thích tự xem qua chúng trời, liền nói với Atula: "Đám xuất sinh các ngươi, vì sao mà ngu si như vậy, không hiểu biết gì cả? Hết thảy sức mạnh của Atula không bằng sức lực của một vị trời. Chỉ một trời Tam Thập Tam cũng có thể phá tan quân binh các ngươi. Vì sao? Vì trời có sức mạnh lớn của chánh pháp, còn các ngươi thì không có. Pháp và phi pháp cách nhau rất xa, giống như ánh sáng mặt trời so với chốn tối tăm, như lấy lời nói thật so với lời nói hư dối, như núi Tu Di đem so với các núi nhỏ, như lấy phép giải thoát so với sự trói buộc, như tăng trưởng so với tổn giảm, như bạn lành so với oán thù, như lấy nước cam lồ so với thuốc độc,
như giữa trưa so với chiều tối, như trân trâu so với thứ ngọc giả, như giàu sang so với nghèo khổ, giống như đi xứ so với ở một chỗ, như ánh sáng đom đóm so với ánh sáng mặt trời, như kẻ không chân so với gió mạnh. Như vậy, giữa hai bên đã cách nhau rất xa, như người mù so với người mắt sáng, như lấy đường gập ghềnh so với đường bằng phẳng, như đêm ngoại đạo so với Như Lai, giống như hư không so với mặt đất, như lấy một niệm so với một kiếp. Người với ta cách xa một trời một vực cũng như vậy. Người không thuận theo chánh pháp, còn ta thì kính trọng chánh pháp. Người là kẻ ngu si, còn ta thì có trí tuệ. Người không tu phước, còn trời tu hành theo phước đức. Người là súc sinh, ta là trời trong sạch. Nếu biết như vậy rồi, ngươi không nên chiến đấu với ta nữa. Nói xong, Đế Thích liền khiến voi chúa Ilabana hướng đến Atula nói kệ: chánh pháp thắng phi pháp, nói thật thắng nói dối, trí tuệ thắng ngu si, trời thắng Atula. Nói vậy xong, thiên chủ Đế Thích bèn hóa thành voi Ilabana hướng tới quân Atula, vượt qua nhanh như gió, cầm ngàn chày kim cương nhọn, khiến quân Atula hoảng sợ nhưng không có tâm giết hại. Thấy thiên chủ Đế Thích, quân Atula cũng tiến tới thật nhanh. Bấy giờ tử thiên vương, chúng trời tam thập tam cũng đều tụ hội đầy đủ. Trời và Atula giao chiến, hai bên đều hy vọng mình thắng trận nên chém giết lẫn nhau. Quân Atula có tên bị thương hoặc bỏ mạng, có tên nhút nhát lùi chạy về, có tên ở lại xem, có tên khởi ý nghĩ muốn trở về, có tên tức giận hoặc suy loạn, sợ hãi. Thiên chủ Đế Thích liền biến hóa khiến Atula chỉ thấy voi chúa trắng La Bà Na. Trên mỗi đầu có ngàn vị Đế Thích, trong tay đều cầm chày kim cương ngàn mũi nhọn. Tất cả binh khí cũng như các ao sen như trước đã nói. Trong ao sen có vô lượng ngàn ức thiên vương Đế Thích. Voi Ilabana hóa làm 10 đầu, trên mỗi đầu có ngàn ao tắm, trong mỗi ao tắm có ngàn hoa sen, mỗi hoa sen có trăm đài hoa, mỗi đài hoa có ngàn cánh, mỗi đài hoa nơi đầu voi có trăm ngàn ức thiên vương Đế Thích, cầm ức đe do tha loại vũ khí, kiểm bảo kim cương, không có chỗ sen hở. Thấy sự việc biến hóa như vậy, quân Atula khiếp sợ suýt chết. Suy nghĩ, thiên chủ Đế Thích đầy khắp hư không, không có chỗ trống, tay cầm những loại khí giới, nào dao, mát, thần tử ngoại vệ mạnh mẽ, với đủ loại binh khí kỳ thật đáng kinh sợ. Suy nghĩ như thế, Atula càng sợ hãi, nên chạy vội xuống nước. Quân binh của trời Đế Thích cũng đầy khắp ở biển lớn. Bấy giờ, Atula tuy sợ hãi khiếp vía, nhưng cũng cùng nhau nói với Atula vương Bát Ha Bà: đại vương Atula, đừng sợ sệt, chúng ta có thể đánh thắng được thiên vương Đế Thích. Nghe thế, Atula vương Bát Ha Bà chạy thật nhanh đến chỗ voi chúa trắng Ilabana. Ilabana tức khắc dùng vòi quấn lấy thân Atula vương quay tròn trên hư không, giống như người lắc linh, đến khi kẻ địch gần chết mới chịu thả. Khi được thả ra, nghỉ một chút, Atula vương Bát Ha Bà nói với chúng Atula: một người không thể đánh bại Đế Thích, phải tận lực hết cả sức mạnh của Atula để đánh thắng địch thủ. Khi ấy, bốn Atula vương liền tiến quân đến chỗ voi chúa Ilabana. Đế Thích thấy vậy, liền phóng mưa đá kim cương đánh vào quân Atula, khiến chúng phải tháo chạy, chỉ trừ là không bị giết. Bấy giờ, Atula mưa vô số núi lớn, đao, kiếm, mâu xuống chỗ quân của thiên vương, giống như mưa vào mùa hè, nhưng thân thiên vương vẫn oai nghiêm không bị thiệt hại gì cả. Thiên vương cùng Atula giao chiến dữ dội như vậy, các chúng trời khác thấy thế bèn chạy đến trợ chiến. Quân Atula lại ào theo chúng trời để giao chiến, gây ra vô số náo loạn, cảnh tượng thật khủng khiếp, náo động tột cùng. Chúng trời và Atula đánh nhau dữ dội như vậy, với vô số khí giới được sử dụng, vô số chiến thuật được áp dụng để giành chiến thắng.
Tuy thấy vô số chúng Atula đang ở trước mặt mình, nhưng thiên chủ đế thích không giết, chỉ muốn xua tan, khiến chúng phải tháo chạy mà thôi. Lúc này, Atula vương Bác Ha Bà tìm ma chất Đa La và quân binh thua chạy tán loạn tìm người cứu giúp, tìm nơi nương tựa, rồi trở về nơi biển lớn. Chỉ tới cửa thì đã mất hết sức lực. Atula vương tỳ ma chất Đa La, Bác Ha Bà cởi xe 100.000 công để chống địch, ra lệnh cho ba Atula vương kia chạy trước để làm cho chúng trời phải sợ sệt, hỗn loạn. Lúc đó, thiên vương đế thích nói với voi, chúa trắng Ilavana, hãy mau mau đuổi theo Atula vương tỳ ma chất Đa La, vì kiêu mạn, chúng tự cho mình có sức mạnh. Ngươi hãy nhanh chóng tiến đánh dẹp sạch xe 100.000 cam của hắn đang cởi. Bậc đại tiên đã giảng dạy giới không sát sinh là đường vào niết bàn. Lời dạy này rất đúng, vì chúng sinh đều yêu mến thân mạng mình, nên đừng giết hại họ. Ngươi hãy mau đến đó, phá hủy xe của hắn tan ra làm 100.000 mảnh. Nghe lệnh xong, voi chúa trắng Ilabana liền biến hóa thân mình nhanh như gió thổi, đã ào tới biển lớn. Atula vương Bác Ha Bà tỳ ma chốt Đa La thấy vậy càng sợ hãi, ở nơi đáy biển đi ra thật nhanh, nhưng chẳng còn sức lực nào để tấn công. Nhờ khí lực mạnh mẽ, voi chúa Ilabana xông tới chỗ Bác Ha Bà đoạt lấy xe, khiến vua Atula phải rớt khỏi xe và văng ra ngoài. Voi Ilabana hiện ra trước mặt Atula vương Bác Ha Bà và bẻ nát xe báu kia giống như bẻ củi khô mục. Lúc ấy, Atula vương hoa mang cũng mất hết sức lực, suýt chết và nghĩ đến vợ con, nên vội vàng chạy xuống cửa biển. Atula vương dũng kiện cũng chạy trốn dưới nước, ẩn vào cửa cung để mong thoát mạng. Còn Atula vương La Hầu cũng phải lẩn trốn, chui vào cửa. Cả ba đều mong thoát chết. Tuy có thân lưỡng to lớn, nhưng cả chúng Atula đều không còn khí lực. Thấy chúng Atula bị thất bại, chúng trời rất vui mừng, nói: quân Atula đã bị phá tan, tháo chạy hết cả. Chúng trời thấy vậy đều nói: chúng ta sẽ đi xuống cửa của chúng để quan sát xem đám Atula bị thua trận tan tác ra sao. Các trời đều đi thật nhanh xuống biển, thấy quân Atula bị tan tác giống như gió mạnh thổi tan mây nổi. Thấy vậy, thiên chủ đế thích nói với chúng Atula: vì sao các ngươi tự mình gây ra việc xấu ác này, làm cho vô số chúng Atula phải mất mạng? Các ngươi gây oán thù với chúng trời thật chẳng lợi ích gì, vì người trong cõi Diêm Phù Đề đều thuận theo chánh pháp tu hành. Do loài người tu thiện nên chúng trời có sức mạnh, nếu loài người hành bất thiện thì trời bị tổn giảm. Các ngươi không biết thời cơ, cứ gây oán thù với ta đâu có ích lợi gì. Các ngươi muốn đánh chúng trời, nhưng ngược lại chỉ tự mình chuốc lấy thảm hại. Nghe vậy, chúng Atula đều lặn xuống nước để mong được sống. Thiên chủ đế thích bèn ra lệnh: chúng trời hãy lui binh trở về trụ xứ của mình. Quân Atula đã mất hết khí lực cả rồi, chỉ còn mạng sống nhỏ nhoi, hãy tha cho chúng. Chúng trời thưa thiên vương: đám Atula này không thể chế ngự được, không biết lượng sức mình, không xét kỹ sức người. Chúng ta nên quay lại đánh tan, khiến chúng không còn trở lại cõi trời quấy phá. Có thế chúng ta mới hưởng trọn an lạc, không khổ não về Atula nữa. Bọn Atula này vì sao cứ muốn làm não hại những người tu hành theo chánh pháp? Nếu ta không trả thù thì quyết không trở về. Nói xong, chúng trời đều mang theo tất cả khí giới, nào dao, gậy, mâu, giáo, tiến quân thật nhanh đến chỗ quân Atula, tạo mọi uy hiếp, khiến chúng càng bị tán loạn nhưng không giết chết. Bấy giờ, thiên chủ đế thích khởi tâm từ bi, sợ Atula vương Bác Ha Bà kinh hãi mà chết, nên nói với chúng trời: các người phải nên khởi phát lòng từ bi. Nói xong, thiên chủ đế thích cùng tất cả chúng trời ở thiện pháp đường trở về thiên cung. Thấy thiên chủ đế thích lui quân, tứ đại thiên vương bèn nói với chúng trời tam thập tam: thiên vương đã lui binh, các ngươi cũng nên trở về.
Được thắng trận lớn, tất cả chúng trời đều vui mừng, cùng trở về trụ xứ. Thiên vương Đế Thích cởi phò chúa trắng, Y La Bà Na, được chư thiên trời Tam Thập Tam hết lời ca tụng, khen ngợi. Sau đó, tất cả cùng đến cõi trời thứ hai, trời Đao Lợi, tới Thiện Pháp Đường, còn các chúng trời khác đều về bổn cung. Tất cả chúng trời đều đặt áo giáp vào rừng tập điện, voi chúa Y La Bà Na hiện nguyên hình như cũ và vào ao hoa sen thuộc thế giới trời để hưởng năm dục lạc. Công năng của năm dục chư thiên luôn được thọ hưởng, nên họ hay cùng nhau vui chơi trong vườn, ao. Long vương Bà Tu Cáp, Long vương Đức So Ca đánh thắng quân Atula rồi, lòng rất vui mừng, trở lại thành Hí Lạc. Quân binh Atula bị thất bại, thân thể bị tàn hại, nên cúi đầu xấu hổ trước mọi người thân. Còn các người nữ thì cũng rất khổ não, nên đi đến chỗ Atula. Atula vương La Hầu nói với các Atula bị thua trận: trước đây ta đã chẳng từng nói với các người đừng chiến đấu với chúng trời đó sao? Vì người ở cõi Diêm Phù Đề thuận theo chánh pháp, hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính cúng dường các Sa Môn, Bà La Môn và các bậc trưởng lão, nên Atula bị tổn giảm. Ta đã nói rồi mà các ngươi không chịu nghe, cho nên ngày nay mới chịu quả ác này, khiến cho chúng trời sát hại vô số Atula của ta. Có Atula nói với Atula Vương La Hầu: đại vương nói rất đúng, vì không nghe lời dạy bảo, chiến đấu không đúng thời, nên ngày nay phải chịu quả ác như vậy. Atula Đà Ma Hầu nói: vì nghiệp đã thành thục, khiến chúng ta không trở về được, xin tâm ý như thế, nên phải chịu quả ác này. Thay phiên nhau nêu bài rồi, mỗi Atula vương đều trở về địa phận của mình. Atula vương Tỳ Ma Chất Đa La đến cảnh giới thứ tư, vào thành cũ, cảm thấy rất xấu hổ, cúi đầu sầu não. Còn các thể nữ vây quanh cũng buồn bã đau khổ. Các Long Ác, Bác Ma Thê đều mất hết khí lực, trở về thành Hí Lạc. Như vậy, ái độc đã hủy hoại chúng sanh, sát hại nhau mà luân hồi trong thế gian không chút an vui. Các đệ tử của Phật nên quán xét như vậy rồi, xa lìa được ý dục. Lại nữa, người tu hành trong tâm quan sát chánh pháp, tùy thuận tu hành, tỳ kheo này đã quán xét như vậy rồi, đạt được địa thứ 17, tâm luôn ưa thích quán xét về đệ nhất thật đế. Bấy giờ, Dạ Xoa trên đất liền biết được sự việc này nên rất vui mừng, liền nói với Dạ Xoa hư không. Dạ Xoa hư không cũng vui mừng, tỏ với trời hộ thế. Như vậy, lần lượt cho đến trời Thiểu Tịnh, tất cả đều nói như vậy. Trong cõi Diêm Phù Đề, có thiện nam ở xóm làng, tên với lòng tin nên xuất gia, cạo bỏ râu tóc, đắp pháp y, lì bỏ cảnh giới ma, tránh xa phiền não, nhàm chán sinh tử. Quán xét như vậy rồi, vị ấy đạt được địa thứ 17. Chư thiên nghe rồi thảy đều hoan hỷ nói: tỳ kheo như vậy là trời trong cõi trời, đã làm tổn giảm quân ma, tăng trưởng lợi ích cho chư thiên. Ha ha ha, Bồn Sắc Mô Đi Sô ha ha.